Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 51. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, phát hiện trong viện kia dĩ nhiên vô cùng rộng lớn, chỉ tụ tập mười mấy tên vũ giả, nhưng thực lực đều vô cùng có hạn, vũ tôn trở lên chỉ có mấy người, hắn hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Đây là địa phương nào? Theo ta đi vào liền biết rồi. Thanh sam nam tử mang theo hắn trực tiếp đi vào, bên trong có vài tên hộ vệ, vừa nhìn thấy thanh sam nam tử liền gật đầu lấy lòng, hai người trực tiếp đi vào một gian chính sảnh trong đó, thanh sam nam tử vào cửa liền hô. Đăng ký, đừng ngủ, tới bạn mới. Một tên vũ giả hơi mập đang nằm nhoài trên bàn ngủ say, thanh sam nam tử một cước liền đá tới, trực tiếp đánh thức hắn. Phì nhân kia luống cuống tay chân múa mấy chiêu thức, cho rằng ngộ địch, nhìn thấy thanh sam nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Văn Lâm, người mua sáo trang. Thanh sam nam tử Văn Lâm hừ nói. Không đủ tiền, mang bạn mới lại đây nhập hội, mau mau làm cái thân phận. Phì nhân nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ nói. Bất quá là một tên ngũ tinh vũ tông. Tiền giới thiệu của ngươi cũng chỉ có 50.000 trung phẩm nguyên thạch mà thôi. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong chính là 5 vạn nguyên thạch ném tới. Lý Vân Tiêu hôn mê, hắn vẫn không rõ đây là một cái tổ chức gì, nhưng đã biết ngụ ý Văn Lâm kéo hắn tới, hóa ra là vì kiếm tiền giới thiệu. Văn Lâm bị phì nhân vạch trần, có chút lúng túng mắng. Ngươi cái con lợn béo đáng chết này, làm chuyện của ngươi, địa phương không nên lắm miệng thì không cần nhiều chuyện. Hắn lòng đầy vui mừng lấy túi chứa đồ, tỉ mỉ đếm, hiển nhiên là đối với phì nhân này không yên lòng. Phì nhân hứng hờ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, ngạo mạn nói. Thẻ căn cước của người đâu, lấy ra. Lý Vân Tiêu một trận thẹn thùng nói. Các ngươi đây là hội gì, hay tổ chức gì? Phì nhân sửng sốt một chút nói. Hắn không nói cho ngươi. Tay của hắn hướng về bên cạnh chỉ, phát hiện Văn Lâm đã chạy xa. Không khỏi mắng vài câu, lúc này mới nói. Không sao, hiện tại ta giảng cho ngươi cũng giống nhau. Tổ chức của chúng ta là cứu tinh cho dế nhũi như ngươi a, nữ thần luận võ chọn rể càng ngày càng gần, ngươi có tự tin đánh bại công tử ca của 7 đại siêu cấp thế lực. Còn có đông vực trẻ tuổi 7 vị thiên tài cường giả được xưng thất tinh tử, tất cả đều vì thế mà đến, nếu như ngươi đi chiến vũ đài, đối đầu những người này có thể có tự tin thắng lợi không? Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu. Hắn căn bản là sẽ không đi tham gia vũ đài tái gì, còn đông vực thất tinh tử gì kia càng là nghe cũng chưa từng nghe tới, phỏng chừng cùng bắc vực tứ tú gì đó cũng giống nhau. Khương Như Băng thân là Hồng Nguyệt Thành Khương gia trực hệ, đưa tới những thế lực hàng đầu này tranh cướp cũng là việc bình thường. Này là được rồi. Phì nhân nước miếng văng tung tóe nói. Chúng ta không có một hậu trường tốt, không có một cha mẹ cường đại, cũng không có một sư phụ hô mưa gọi gió, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chúng ta. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, nắm chặt nắm đấm nói. Chúng ta đều là vũ giả sinh ra bần hàn, thiên phú lại không cao, nhưng chúng ta có cùng chung mục tiêu, đều là bởi vì yêu thích như băng nữ thần, vì lẽ đó tụ tập thành một khối, chính là vì ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối kháng những cao phú soái kia, tổ chức của chúng ta tên băng khối, là tín đồ trung thực nhất của nữ thần. Lý Vân Tiêu. Phì nhân càng nói càng thấy mình nhiệt huyết sôi trào, gào gào to. Chu Kinh Nghĩa ta cũng là tín đồ trung thành nhất của nữ thần, băng khối chúng ta tôn chỉ chính là trở thành hộ vệ quân mạnh mẽ nhất, trung thành nhất của nữ thần. Gào gào. Nói đến phần sau, hắn còn nhẫn không được đứng ở trên bàn sói chu vài câu. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Vậy các ngươi kéo người khác đi, Khương Như Băng này lớn lên ra sao ta cũng không biết, hơn nữa cũng không có hứng thú đi tham gia luận võ chọn rể, phì phì ca, gặp lại. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Tuy rằng Chu Kinh Nghĩa một thân béo đáng sợ, nhưng thân thủ còn rất nhanh nhẹn, một thoáng liền lẻn đến trước mặt hắn, đưa tay cản lại nói. Ngươi không thể đi, Văn Lâm đã cầm tiền giới thiệu, ngươi nhất định phải nhập hội, bằng không phải bồi thường gấp 10 lần. Lý Vân Tiêu không nói gì, lạnh lùng nói. Càng ngày càng quái quỷ, các ngươi đây là phen đoàn hay là tổ chức tà giáo? Ta xem các ngươi là đánh tên gọi phen đoàn. Làm việc tà giáo. Sát khí trên người hắn hơi tản ra, Chu Kinh Nghĩa bỗng nhiên cả kinh, đáy lòng trong nháy mắt như rơi vào thâm uyên vạn trượng, một trận sợ hãi to lớn kéo tới, sợ đến toàn thân hắn run cầm cập, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng thần, một tên ngũ tinh vũ tông,
tại sao có thể có khí tức cường đại như thế? Chu Kinh Nghĩa vốn định động thủ ngăn Lý Vân Tiêu lại, hiện tại vẻn vẹn là cảm nhận được khí tức đối phương, liền sợ đến run cầm cập, nơi nào còn dám xuất thủ, vội vã la lên. Trước tiên đừng đi, chúng ta xác thực là fan đoàn hàng thật đúng giá, tuyệt không phải là tà giáo gì, ta có thể chứng minh. Lý Vân Tiêu đang muốn rời đi, vừa nghe hắn nói có chứng minh, không nhịn được hiếu kỳ nói. Ngươi có chứng cứ gì? Lúc này Chu Kinh Nghĩa mới phát hiện luồng khí tức kia tiêu tan, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thịt mỡ run rẩy nói. Băng khối tổ chức của chúng ta cùng thiếp thân nha hoàn Tiểu Tuyết của Như Băng nữ thần thường thường sẽ liên hệ tin tức, Tiểu Tuyết cũng thường mang đến một ít tin tức mới nhất của nữ thần, cùng với nữ thần đối với chúng ta chúc phúc và kỳ vọng. Lý Vân Tiêu. Lý Tây xem dáng vẻ Lý Vân Tiêu dại ra, cho rằng hắn động tâm, lập tức lên tiếng cười nói. Kha kha, có phải rất động lòng, chỉ cần gia nhập băng khối chúng ta, nói không chắc ngày nào đó liền có thể chứng kiến hình dáng của Như Băng nữ thần. Nói không chắc có thể được nữ thần ký tên. Hắn lộ ra vẻ kích động, phảng phất liền đã chiếm được. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Lại là nha hoàn. Tâm tư của hắn bắt đầu vận chuyển, hiện nay đã biết toàn bộ Hồng Nguyệt Thành, thậm chí có thể nói toàn bộ Đông Vực, Đông Hải Nguyệt Minh Châu đều ở trong tay Hồng Nguyệt Thành Khương gia nữ chủ. Người này hẳn là mẫu thân của Khương Như Băng, có thể thông qua phen đoàn này thẩm thấu, nghĩ biện pháp đạt được Đông Hải Nguyệt Minh Châu cũng khó nói. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi tìm Khả Nguyệt, cố nhân năm xưa, những chuyện năm xưa kia, có thể đã theo Cổ Phi Dương chết, mà trở nên càng ngày càng nhạt. Hắn cũng không muốn để chữ Khả Nguyệt sinh hoạt lại nổi lên bất luận rung động gì. Lý Vân Tiêu tâm tư chuyển động nói. Nếu như nhập hội, có phải có thể nhìn thấy Tiểu Tuyết kia không? Chu Kinh Nghĩa liền vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Chỉ bất quá Tiểu Tuyết tỷ tỷ chỉ có thể cùng mọi người gặp gỡ, nếu như ngươi muốn tiến một bước cùng Tiểu Tuyết tỷ tỷ tiếp xúc, nhất định phải trở thành thành viên cao cấp của tổ chức chúng ta mới có thể gặp. Lý Vân Tiêu nói, làm sao mới có thể trở thành thành viên cao cấp? Chu Kinh Nghĩa cười nói, chỉ cần có đầy đủ cống hiến, hoặc là thực lực, một trong số đó là được. Trở thành thành viên trọng yếu nhất định phải có tu vi vũ tôn. Hoặc là vì tổ chức kiếm được ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch liền có thể. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức đen lại, thế này sao lại là phen đoàn gì, chính là tà giáo 100% không hơn không kém. Đột nhiên một âm thanh ở trong sân vang lên, ngắn mà gấp gáp, thúc tâm thần người. Chu Kinh Nghĩa biến sắc, vui vẻ nói. Là tín hiệu triệu tập, có thể là Tiểu Tuyết tỷ tỷ tới, mau đi xem một chút, tiểu tử ngươi thật là có phúc khí. Thân thể hắn lóe lên. Dĩ nhiên nhanh nhẹn như vậy, không để ý tới Lý Vân Tiêu, liền hướng về một phòng khách lao đi. Lý Vân Tiêu nếu tới, cũng muốn nhìn nha hoàn của Khương Như Băng này là nhân vật cỡ nào, biết đâu có thể từ nơi này đột phá cũng khó nói, hắn cũng theo sát phía sau Chu Kinh Nghĩa, đi vào phòng khách. Một tên nam tử cầm một nhạc khí giống như trúc địch thổi, dùng nguyên khí ép vào trong nhạc khí, sản sinh hiệu quả kích thích rất lớn, trong khu nhà nhỏ là người người có thể nghe thấy. Rất nhanh liền có hơn 100 người hội tụ đến, chen ở một đường có vẻ hơi eo hẹp. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét ra, phát hiện nhiều là vũ hoàng cấp cường giả, hơn nữa tất cả đều là tuổi còn trẻ, một mặt chờ đợi. Ở phía trên là ngông nghênh ngồi mấy nam tử tuổi tác hơi lớn, vẻ mặt ngạo nghễ, chính là cái gọi là chấp sự, chỉ có 4 người là vũ tôn tu vi, còn có 3 người phỏng chừng là cống hiến nguyên thạch nhiều, cho nên mới thượng vị. Tên thổi địch kia hiển nhiên cũng là chấp sự. Cảm thấy nhân số gần đủ rồi, lúc này mới dừng lại, cao giọng nói. Cho mời Tinh Hoa đại ca cùng Tiểu Tuyết tỷ tỷ. Đùng đùng đùng. Tất cả mọi người là một trận tiếng vỗ tay hoan nghênh, một nam tử tướng mạo đẹp trai từ phòng khách riêng đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười, dùng tay làm dấu mời, một nữ tử trên người mặc váy hoa sát theo đó đi ra, cũng là cười không ngậm mồm vào được, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau cực kỳ hài lòng. Con người của Lý Vân Tiêu cũng muốn rơi xuống. Rồi ạ, thế này sao lại là Tiểu Tuyết, rõ ràng chính là Tuyết Cầu A. Nếu không phải Chu Kinh Nghĩa ngay ở bên cạnh hắn, hắn nhất thời hoa mắt còn có thể cho rằng Chu Kinh Nghĩa khi nào lên đài đây này. Phi nhân ở bên người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên đài, lộ ra ánh mắt sùng bái. Lý Vân Tiêu sạm mặt lại, nội tâm sản sinh hoài nghi rất lớn, Tuyết Cầu này phi thành bộ dáng như thế, đúng là nha hoàn sao? Loại vóc người này làm sao phục thị tiểu thư? Lý Vân Tiêu đánh giá một thoáng,
trong lòng tính toán nói, eo kia phỏng chừng không cúi xuống được a. Tên Yến Tinh Hoa trên đài kia hiển nhiên chính là thủ lĩnh phen đoàn này, dĩ nhiên cũng có tu vi thất tinh vũ tôn, từ tuổi của hắn đến xem, cũng coi như là kỳ tài ngút trời, chỉ bất quá phóng tầm mắt đại lục, còn kém không ít. Nếu thật sự muốn lên vũ đài luận võ chọn rể, xác thực không đủ cho những đại thế gia kia xem. Yến Tinh Hoa giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng tiếng vỗ tay lại, cười nói. Hoan nghênh Tiểu Tuyết tỷ tỷ lần thứ hai đến băng khối phen đoàn chúng ta, lần này còn mang đến an ủi cùng chúc phúc của Như Băng nữ thần. Đại gia vừa nghe, mỗi cái tâm tình kích động đứng dậy, đồng thời cao giọng thét lên. Tiểu Tuyết, nữ thần nữ thần. Chu Kinh Nghĩa cũng là nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói. Nữ thần, vì Như Băng nữ thần cùng Tiểu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Tuyết cầu kia cũng là cười đến ngũ quan không còn, cũng nhìn không ra miệng có mở không, chỉ nghe được nàng đô đô cười nói. Tiểu thư để ta hướng về đại gia vấn an, cảm ơn mọi người cho tới nay đối với tiểu thư nhà chúng ta ủng hộ và kính yêu, Như Băng tiểu thư cũng rất yêu thích đại gia. Gào gào. Chu Kinh Nghĩa đột nhiên sói chu, lập tức đem bầu không khí đẩy lên cao điểm, tất cả mọi người cuồng hô không ngớt, giống như đã phát điên. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Ở dưới thần thức hắn tra xét, những người này đều vô cùng bình thường, không có bất kỳ tinh thần bị hao tổn hoặc là nói chúng tà thuật, lẽ nào thật sự là phen cuồng nhiệt. Tuyết cầu một trận cười không ngậm miệng, kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng không biết nàng có há miệng ra không, ngược lại đều là thịt mỡ, Tuyết cầu lại nói. Bất quá, tiểu thư gần đây bởi vì một chuyện mà rất khổ não, cả ngày mất ăn mất ngủ. Hết thảy âm thanh lập tức đều tĩnh lặng lại, lúc trước tên chấp sự tập hợp mọi người kia đứng dậy. Trầm giọng nói. Kính xin Tiểu Tuyết tỷ tỷ công khai, Như Băng nữ thần đến cùng bởi vì chuyện gì khổ não, băng khối chúng ta chỉ cần có thể tận lực, coi như là muôn lần chết cũng không chối từ. Đúng, đến cùng là chuyện gì, muôn lần chết không chối từ. Mọi người cũng theo đó hô ứng, cao giọng thét lên không ngớt. Tuyết cầu cảm động nói. Cảm ơn mọi người, nếu như Như Băng tiểu thư biết các ngươi trung thành như vậy, tất nhiên sẽ cảm động không thôi. Sự tình là như vậy, chư vị có từng nghe qua Ngân Nguyệt Tông? Mọi người đồng thời cau mày, bắt đầu khe khẽ bàn luận, tựa hồ không ít người đối với môn phái này có hiểu biết. Yến Tinh Hoa làm cái thủ thế im lặng, nói. Ngân Nguyệt Tông ở Đông Vực cũng coi như là môn phái nổi danh, bên trong nhiều là nữ tu võ giả, tục truyền bọn họ còn có song tu thuật làm người khinh thường, thông qua nam nữ hành lạc để đạt tới mục đích tu luyện, cũng không biết thực hư. Tuyết cầu nghiêm mặt nói. Đúng là như thế, hơn nữa Ngân Nguyệt Tông thiếu chủ Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng đến Hồng Nguyệt Thành, muốn tham gia tiểu thư luận võ chọn rể. Trên mặt Yến Tinh Hoa hiện ra một tia giận dữ, quát lên. Nhân vật tà ác như thế, có thể nào để hắn đến chiến vũ đài, chỉ bất quá, danh tự Nạp Lan Chỉ Tuyền này, làm sao như là nữ tử a? Tuyết cầu tức giận nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền này chính là một cô gái, cái này cũng là nguyên nhân tiểu thư rất căm tức. Hồng Nguyệt Thành hướng về thiên hạ chiêu cáo luận võ chọn rể, bên trong thoáng có sơ sẩy, chỉ yêu cầu tuổi trẻ tuấn kiệt 30 tuổi trở xuống, vẫn chưa nói rõ phải là nam tử, Nạp Lan Chỉ Tuyền chính là chui chỗ trống này, vì lẽ đó tất cả mọi người hiểu. Mọi người đều nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời ách ngữ, chỉ cảm thấy từng hình ảnh hương diễm ở trong đầu thoáng hiện, hai tên mỹ nữ tuyệt sắc lụa mỏng bạc y. Khặc, khặc khái. Yến Tinh Hoa ho khan mấy lần nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng thực sự quá phận, nghe nói nàng cũng là phong thái tuyệt sắc, chúng ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình lãng phí tài nguyên này phát sinh, kính xin Tiểu Tuyết tỷ tỷ công khai, chúng ta nên làm như thế nào? Tuyết cầu lộ ra nụ cười nói. Tiểu thư đã hỏi thăm được chỗ đặt chân của Nạp Lan Chỉ Tuyền ở Hồng Nguyệt Thành, hy vọng đại gia có thể giúp tiểu thư giải quyết đi cái phiền toái này. Yến Tinh Hoa lộ ra ý cười hiểu ý nói. Ha ha! Kính xin Tiểu Tuyết tỷ tỷ trở lại chuyển cáo Như Băng nữ thần, chuyện này băng khối phen đoàn nhất định sẽ thay nàng hoàn thành viên mãn. Trên mặt Tuyết cầu thịt mỡ nhảy lên nói. Vậy làm phiền chư vị, Tinh Hoa đại ca cùng chư vị thay tiểu thư làm tất cả, ta nhất định sẽ như thực bẩm báo. Yến Tinh Hoa cùng mấy vị chấp sự vội vàng khiêm tốn đứng dậy, Tuyết cầu này có vẻ thập phần vui vẻ, cũng không ở thêm, cổ vũ mọi người một cái, liền rời khỏi. Bên trong đại sảnh một mảnh nghị luận sôi nổi, cũng đang thảo luận việc Ngân Nguyệt Tông này, mỗi người có cái nhìn khác nhau.
Ánh mắt Yến Tinh Hoa quét toàn trường một vòng, nói. Chư vị, chuyện chúng ta cần làm đã rất rõ ràng. Nhất định phải ngăn cản Nạp Lan Chỉ Tuyền tham gia luận võ chọn rể, bằng không còn thể thống gì, chuyện này liền giao cho băng khối chúng ta đi. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả mọi người là từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, dáng vẻ vì nữ thần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, lao ra phòng khách. Lý Vân Tiêu đứng ở đó một trận ngạc nhiên, thần thức của hắn đã cảm ứng được phương hướng đi của tuyết cầu kia, chính là chỉ về Hồng Nguyệt Thành phủ thành chủ, mà hiện tại Hồng Nguyệt Thành thành chủ xác thực là người Khương gia. Nhưng hắn cũng chú ý tới một chi tiết nhỏ, đó là mặc dù tuyết cầu kia cưỡi xe chỉ nam, nhưng độ cao phi hành lại vượt xa phạm vi cho phép, xem ra người này thật có khả năng là nha hoàn của Khương Như Băng. Huynh đệ, còn không mau đi. Chu Kinh Nghĩa tầng tầng vỗ Lý Vân Tiêu một cái, kêu lên. Đây chính là cơ hội tốt lập đại công, nếu như có thể biểu hiện xuất sắc, không chỉ có thể lên cấp, hơn nữa có thể được mời đi phủ thành chủ yết kiến Như Băng nữ thần. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Còn có cơ hội như thế, có người đi qua chưa? Đương nhiên. Chu Kinh Nghĩa ngạo nghễ nói. Chúng ta là phen đoàn trung thành nhất dưới trướng nữ thần, Tinh Hoa đại ca, còn có vài tên chấp sự đều được Như Băng nữ thần triệu kiến qua, đó là vinh hạnh cỡ nào a, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chu Kinh Nghĩa không nói lời gì, lôi kéo hắn theo đại đội ngũ mà đi. Tuy rằng Hồng Nguyệt Thành quản lý nghiêm ngặt, thế nhưng các loại ân oán báo thù cũng chưa từng có đình chỉ qua, chuyện như vậy phủ thành chủ là sẽ không ra mặt quản, bọn họ phụ trách chỉ là Hồng Nguyệt Thành an nguy, cùng với một ít dân chúng vô tội an nguy, dù sao phàm nhân phổ thông mới là nhân khẩu khổng lồ nhất, bọn họ đều được che chở dưới tam đại thế gia của Hồng Nguyệt Thành. Yến Tinh Hoa trực tiếp ở bên ngoài ném ra một chiếc kim dương chiến hạm cấp 7, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng xác thực là uy phong lẫm lẫm, hơn trăm người lên chiến xa, liền hướng về phương hướng Ngân Nguyệt Tông đặt chân bay đi. Lý Vân Tiêu chú ý tới tiêu chí của Hồng Nguyệt Thành trên kim dương chiến hạm, có thể độc lập phi hành không bị quản chế, nhưng độ cao nó phi hành vẫn là tận lực khống chế ở điểm thấp, rất nhanh liền tới trên một chỗ kiến trúc, đem ánh mặt trời ngăn trở, bóng tối phủ đầu. Võ giả trong kiến trúc phía dưới tựa hồ có cảm ứng, mấy bóng người trực tiếp vọt ra, đều là nữ tử tuổi thanh xuân, từng cái thân thể thướt tha, dung mạo bất phàm, đều là tồn tại tuyển chọn tỉ mỉ. Là người phương nào lớn mật ở bầu trời Ngân Nguyệt Tông ta xoay quanh, còn không mau mau hạ xuống. Một cô gái nhẹ giọng quát lên, đầy mặt giận dữ. Hừ, bầu trời của Ngân Nguyệt Tông ngươi, nơi này là Hồng Nguyệt Thành, toàn bộ bầu trời đều là của Hồng Nguyệt Thành, ở đâu là của Ngân Nguyệt Tông ngươi. Yến Tinh Hoa bỗng nhiên hét một tiếng, liền hóa thành một ánh hào quang bay xuống, hơn trăm tên vũ giả cũng toàn bộ điều động, lập tức đem toàn bộ kiến trúc vây quanh. Bốn tên nữ đệ tử của Ngân Nguyệt Tông thay đổi sắc mặt, những người trước mắt này thực lực đều không yếu, hơn nữa từng cái mắt lộ ra hung quang, ở khắp toàn thân quan các nàng sát, nhìn là biết lai giả bất thiện, xem mà bốn người các nàng đều cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Không biết là quý khách phương nào, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Tông ta có chỗ nào đắc tội? Một âm thanh êm tai truyền ra, như tiếng nhạc vào tai, để mỗi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp, có loại tâm ý như gió xuân ấm áp, sát khí đầy người lập tức bị thanh âm kia hóa đi hơn nửa. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy kinh ngạc, trong thanh âm này cũng không có mị thuật, nhưng có chứa một loại thiên nhiên quyến rũ, xem ra Nạp Lan Chỉ Tuyền này không phải thiên phú dị bẩm, mà là tu luyện công pháp của Ngân Nguyệt Tông đạt đến cảnh giới nhất định. Yến Tinh Hoa hừ lạnh nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền, người tới Hồng Nguyệt Thành là mục đích gì? Là vì Khương Như Băng nữ thần mà đến. Một đạo thiến ảnh nhàn nhạt ở trên không trung lướt qua, mùi thơm ngát kéo tới, bóng người bạch y nhanh như cầu vồng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái nhíu mày, một nụ cười đều lộ ra khí chất rung động lòng người, chính là Nạp Lan Chỉ Tuyền, ngắm nhìn mọi người, không hiểu nói. Chính là vì Như Băng muội tử mà đến, có gì không thích hợp sao? Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, Nạp Lan Chỉ Tuyền này càng là bát tinh vũ tôn cường giả, hơn nữa khuôn mặt khả ái, giở tay giở chân trong lúc đó hiển lộ hết nhu tình mật ý, hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng, tuy rằng mị hàm xuân thủy, sắc mặt như mỡ đông, nhưng cao thủ vừa nhìn xuống, nguyên âm dư âm, liền biết là tấm thân xử nữ, tuyệt đối không phải như tuyết cầu tỷ nói cái gì tu tà công nam nữ cầu thả. Quả nhiên, có thích hợp hay không, người cảm thấy thế nào? Trên mặt Yến Tinh Hoa hiện ra một tia cười gần nói. Hiện tại chúng ta chính thức mời ngươi đi một chuyến,
đợi luận võ chọn rể kết thúc liền có thể thả ngươi đi ra, khoảng thời gian này huynh đệ chúng ta sẽ hảo hảo hầu hạ các ngươi. Hai chữ hầu hạ, cũng không biết Yến Tinh Hoa muốn biểu đạt ý gì, lập tức trêu đến Nạp Lan Chỉ Tuyền rất là tức giận, lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, đáng chết. Nàng trong nháy mắt liền xuất thủ, một thanh trường kiếm liền đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về trên người Yến Tinh Hoa đâm tới, nàng cũng liếc mắt liền nhìn ra người này là đầu mục của mọi người, cũng là một vị thực lực mạnh nhất, vì vậy bắt giặc trước bắt vua. Kiếm khí lập tức tan ra một đạo chân không, người bốn phía không dám đón phong mang, đồng thời tản ra. Yến Tinh Hoa liên tiếp lui về phía sau, trong tay lóe lên bạch quang, một lưỡi đao liền phá thể mà ra, cản đi tới. Tu vi của hắn so với Nạp Lan Chỉ Tuyền muốn thấp hơn nhất tinh, không dám khinh thường, xuất thủ chính là toàn lực, ở trên không trung quát to. Cùng tiến lên, vì nữ thần. Vì nữ thần. Tất cả mọi người đều giống to, như ăn thuốc kích thích, hướng về bốn tên nữ tử cùng trong kiến trúc phóng đi. Vài tên vũ tôn chấp sự là giúp đỡ Yến Tinh Hoa đối phó Nạp Lan Chỉ Tuyền, tình cảnh hơn trăm người quần ẩu lập tức lan tràn ra. Bên trong kiến trúc lần thứ hai bay ra mấy bóng người, lần này là bốn tên nam tử, thực lực cũng chỉ là sơ cấp vũ tôn mà thôi. Hừ, quả nhiên là nơi nạp ô tàng cấu. Yến Tinh Hoa châm chọc không ngớt mắng, trong miệng các loại lời khó nghe từng cái tuôn ra, nhưng đao trong tay là nhất chiêu so với nhất chiêu ác liệt, bức Nạp Lan Chỉ Tuyền thành phòng ngự bị động. Thêm vào vài tên chấp sự đánh mạnh, lập tức rơi vào hạ phong. Mấy chiêu qua đi, Nạp Lan Chỉ Tuyền liên tục gặp nạn, nàng làm sao không biết đối phương chửi bậy là vì quấy nhiễu tâm thần mình, nhưng mà ngôn ngữ kia thực sự khó nghe, đồng thời sử dụng sóng âm công kích nhất định, trực tiếp rót vào trong tai mình, nàng đã ngượng ngùng đến mặt đỏ chót, trong tay càng là gặp nạn không ngừng. Hơn trăm người khác càng là đem bốn tên nữ đệ tử kia thuấn bại, may là sau đó xuất thủ bốn tên nam tử đều là vũ tôn. Lĩnh vực vừa ra, liền hầu như áp chế tất cả mọi người, để vài tên chấp sự vây công Nạp Lan Chỉ Tuyền không thể không chia lại đây ứng đối, lúc này mới để thế cuộc của Nạp Lan Chỉ Tuyền có chuyển biến tốt. Lý Vân Tiêu đã nhìn ra băng khối tổ chức tuyệt không phải là kẻ tốt lành gì, ngược lại là người của Ngân Nguyệt Tông, tuy rằng trên mặt mỗi cái mang một luồng tà tà mị thuật, lại có vẻ quang minh chính đại hơn nhiều. Sốt cục, ở thời khắc Nạp Lan Chỉ Tuyền gặp nạn, hắn nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái. Một tia sét phá không bắn ra, không có bất kỳ người nào phản ứng lại, trực tiếp chấn động ở trên đao của Yến Tinh Hoa, dập dờn ra một trận tiếng rung, làm cho lưỡi đao phiến diệt, bỏ qua sát cơ. Yến Tinh Hoa cả kinh, bỗng nhiên rút đao xoay người lại, phòng ngự ở trước người mình, chỉ lo người trong bóng tối xuất thủ đánh lén, phẫn nộ quát. Ai, là ai, lăn ra đây cho lão tử. Nạp Lan Chỉ Tuyền là một trận sợ hãi không thôi, vừa nãy dưới một chiêu kia. Nếu không có người ra tay cứu viện, cho dù không đến vong hồn dưới đao, sợ cũng bị đối phương trọng thương, bị bắt không thể nghi ngờ. Nàng cảm kích hướng bốn phía nhìn tới, muốn tìm ân nhân, nhưng không thấy bóng người, chỉ có thể lâm không nói cảm ơn. Chỉ Tuyền đa tạ đại nhân cứu mạng. Ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi, Chỉ Tuyền muội muội không cần đa lễ. Không trung truyền đến một tiếng đáp lại, sát theo đó một ánh hào quang hiện lên. Một tên công tử hiện thân trên không trung, chậm rãi hạ xuống, mang trên mặt nụ cười mười phần, trong tay càng là nhẹ lay động quạt lông. Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, rõ ràng là hắn xuất thủ, cõi đời này thật là có nhiều người vô sỉ như vậy, xem ra kẻ này cũng không phải đồ gì tốt. Hóa ra là một trong đông vực thất tinh tử Tây Môn Kim Lăng. Nạp Lan Chỉ Tuyền vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ Tây Môn công tử, có công tử xuất thủ cứu giúp. Chỉ Tuyền vinh hạnh. Đông vực thất tinh tử, giống như Bắc vực tứ tú, chính là trong một vực, trẻ tuổi được đề cử ra 7 người thực lực mạnh nhất, tuy rằng không hẳn thật sự mạnh nhất, nhưng ít ra cũng là người tài ba, tuyệt không phải hạng người hư danh. Tây Môn Kim Lăng bị tán thưởng nội tâm âm thầm đắc ý, một mặt khiêm tốn nói. Nơi nào, Chỉ Tuyền muội muội quá khen. Sắc mặt Yến Tinh Hoa lập tức khó coi, cả giận nói. Tây Môn Kim Lăng, thiên hạ thị phi, phiền não đều là do mình tự gánh, người phải cân nhắc lợi hại. Hừ, Tây Môn Kim Lăng một mặt miệt thị, châm chọc nói. Đối phó những phế vật các ngươi, ở đâu ra phiền não? Hắn phất quạt lông, cả người vươn mình mà đến, nhất chiêu liền hướng trên người Yến Tinh Hoa vỗ tới, khí thế mạnh, vững vàng ngăn chặn đối phương, Yến Tinh Hoa kinh nộ không dám đón đỡ, đột nhiên dưới chân nhẹ chút, cả người liền lùi về sau.
Tây Môn Kim Lăng Nhất Chiêu kinh sợ thối lui đối phương, càng là tự tin và khí thế tăng nhiều, cười lạnh nói. Thằng hề nhảy nhót, chờ bản công tử trong vòng 10 chiêu lấy mạng của ngươi. Hắn đến mục đích vốn là vì Nạp Lan Chỉ Tuyền, không nghĩ tới trời cao trực tiếp an bài cho hắn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng đại hỷ, hơn nữa thực lực đối phương ở sau khi cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền chém giết đã là cung dương hết đà, vừa vặn cho hắn một cơ hội biểu hiện. Vì lẽ đó trên chiêu thức ngoại trừ tàn nhẫn ra, còn tận lực tuyển những vũ kỹ nhìn qua phong độ phiên phiên, hiển lộ hết anh tư tiêu sái. Hoàng kim bạch bích mua ca tiếu, nhất túy lùi nguyệt khinh vương hầu. Quạt lông trong tay Tây Môn Kim Lăng dương ra, ép thẳng mà đến, áp bức Yến Tinh Hoa không thể lui được nữa, đắc ý cười to nói. Ha ha, không cần 10 chiêu, xem ra chiêu này liền có thể. Yến Tinh Hoa hoảng hốt, lực lượng kia dĩ nhiên phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn, vẻn vẹn là khí tức liền ép tới mình thở không được, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, giống to liền nâng lên chiến đao, liều mạng đi tới. Binh khí hai người chấn động. Một luồng tuyền lực ở trung tâm tản ra, trong giây lát Tây Môn Kim Lăng thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng uy thế khó có thể dùng lời diễn tả được, như núi cao hạ xuống, lực lượng của mình trong nháy mắt tan vỡ. Luồng sức mạnh kia không giảm, trực tiếp oanh kích ở trên lồng ngực của hắn, phun một ngụm máu liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp một cái cẩu bò thức, ngã ở dưới chân Nạp Lan Chỉ Tuyền. Tây Môn công tử, ngươi không có sao chứ? Nạp Lan Chỉ Tuyền cả kinh, vội vã tiến lên nâng hắn. Bởi vì lượng lớn nguyên khí chấn nhập trong cơ thể Tây Môn Kim Lăng, làm cho nội phủ của hắn bị hao tổn, không thể không liều mạng ho khan thổ huyết, một bên máu phun phè phè, một bên kêu lên. Ta không sao. Hắn run rẩy đứng lên, tận lực để tư thế của mình tao nhã một điểm. Chuyện gì xảy ra, người này làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Tây Môn Kim Lăng cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền đều là nội tâm kinh hãi. Yến Tinh Hoa cũng ngây ngốc đứng ở đó. Không nghĩ ra mình tại sao một đao liền phách thương Tây Môn Kim Lăng thực lực ở bát tinh vũ tôn đỉnh cao, hắn mở mịt nhìn bốn phương một cái, phía sau ngoại trừ tên ngũ tinh vũ tông mới gia nhập kia, không có người nào nữa. Nội tâm Lý Vân Tiêu một trận cười lạnh nói, cho ngươi tinh tướng bị sét đánh. Ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta. Yến Tinh Hoa cười lớn không ngớt, lạnh giọng nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền, lần này xem còn có ai đến cứu ngươi. Người tu luyện nguyên âm khí, liền cho ta đi. Hắn lần thứ hai nâng đao liền chém tới, đao khí vẽ ra cầu vồng trên không trung, trực tiếp đem hai người chụp xuống. Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền một mảnh trắng bệch, lần này đến Hồng Nguyệt Thành, vốn cũng chỉ là cùng hảo tỷ muội Khương Như Băng nói chuyện mà thôi, bên người cũng không có cao thủ bảo vệ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp người chặn giết, hơn nữa là vì nguyên thai khí của mình, này càng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không ngớt. Ngân Nguyệt Tông nguyên thai diệu nữ công thích hợp nữ tử tu luyện, đặc biệt là nữ tử có nguyên âm thân, nếu như nữ tử tu luyện đại thành, lần thứ nhất cùng nam tử đồng phòng, sẽ đem một tia nguyên thai này độ cho đối phương, để đối phương tu luyện mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó nữ đệ tử Ngân Nguyệt Tông đều là tài nguyên mà các đại môn phái trên đại lục đổ xô tới, tông môn phát triển ở trình độ nhất định là bởi vì những nữ đệ tử này. Mà Nạp Lan Chỉ Tuyền là nguyên âm thân. Sau khi nguyên thai diệu nữ công đại thành, càng là có thể mang đến chỗ tốt khó có thể đánh giá cho nhà trai, thậm chí có thể làm cho vũ tôn thẳng kích vũ đế. Vì vậy nàng vẫn bị coi là tông môn chí bảo, trong ngày thường đều có trưởng lão tông môn theo, tiến hành bảo vệ bên người, không nghĩ tới lần này không người tùy tùng, liền rơi vào kết cục như vậy. Nếu bị người đoạt đi nguyên thai, đừng nói tông môn sẽ coi nàng như cặn bã, dù là mình cũng không cách nào nhẫn nhục tồn tại. Tây Môn Kim Lăng đột nhiên quát to một tiếng, không biết từ đâu tới khí lực, trực tiếp nhảy lên liền muốn chạy trốn, trong miệng không ngừng hô. Chỉ Tuyền muội muội, ta liền đi gọi người đến cứu ngươi, báo thù cho ngươi. Hắn vốn là vì thân cận Nạp Lan Chỉ Tuyền mà đến, nhưng giờ khắc này hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn, nếu mục tiêu của đối phương là Nạp Lan Chỉ Tuyền, nói vậy sẽ không đi truy hắn. Nạp Lan Chỉ Tuyền sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra một tia cay đắng cùng mê hoặc. Người này đúng là người vừa nãy xuất thủ cứu mình sao? Trong mắt Yến Tinh Hoa lóe ra một tia tàn khốc, tuy rằng hắn muốn đồng thời giết Tây Môn Kim Lăng, nhưng hiển nhiên đoạt nguyên âm của Nạp Lan Chỉ Tuyền xung kích vũ đế mới là trọng yếu nhất. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tiêu muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên thân thể ngưng lại, cánh tay vừa nâng lên để xuống, bởi vì hắn nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc,
đã xuất thủ rồi. Một đạo khí tức cuồng bá vô cùng từ trên trời rơi xuống, một thanh trường thương, kinh như du long, nhảy vào trong đao khí của Yến Tinh Hoa, chấn động ở trên chuôi chiến đao, đột nhiên ép một chút. Ầm, chiến đao ở dưới thương thế trực tiếp đứt đoạn, sau đó thương uy như rồng nổ tung, một luồng long uy khuếch tán, trực tiếp đem Yến Tinh Hoa dung ra một ngụm máu, mạnh mẽ té ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi. Một tên nam tử xuất hiện ở bên người Nạp Lan Chỉ Tuyền, trường thương trong tay hướng về trên đất một điểm, một đạo sức mạnh tựa như tia chớp từ trên mặt đất tuôn ra, một đường chấn động đi qua, đạo đạo kình khí phá không mà lên. Yến Tinh Hoa hoảng hốt không ngớt, thân thể vội vàng lóe lên, liền hóa thành một ánh hào quang bỏ chạy, đồng thời quát một tiếng. Lùi! Những thành viên băng khối tổ chức, nhìn đại ca đã chạy, nhất thời trở thành đám người ô hợp, lập tức như chim muông tán theo chạy trốn. Chu Kinh Nghĩa cũng ở trong đó, chạy đi không kém bất luận người nào. Lý Vân Tiêu nhìn người đến một chút, vừa mới chuyển thân muốn rời đi, đột nhiên một luồng khí tức trực tiếp đem hắn khóa chặt, chính là người nắm thương, lạnh lùng nói. Thấy ta, còn muốn trốn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, hắn không cần quay đầu lại, liền biết thanh trường thương kia là chỉ về hắn. Ha ha! Lý Vân Tiêu chậm rãi xoay người lại, cười nói. Không nghĩ tới La Huynh vẫn nhận ra ta. Hừ, coi như là hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi, thiên linh hoàn của ta đó là bị ngươi phá hủy. Tên nam tử kia run thương thức lên, lập tức bốc lên điểm điểm hàn khí, chỉ vào yết hầu của Lý Vân Tiêu, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mắt Lý Vân Tiêu, chính là một trong mấy tiểu đồng bọn ngày đó bên trong Tu Di Sơn đồng thời mạo hiểm. La Thanh, Nạp Lan Chỉ Tuyền sống sót sau tai nạn. Một luồng cảm kích khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu, từ từ tiến lên nói. Hóa ra là La Đại Ca, đa tạ La Đại Ca cứu mạng. Bất quá nàng cũng cảm thấy hết sức kỳ quái nói. La Đại Ca nhận thức người này. Lý Vân Tiêu ở trong mắt nàng bất quá là ngũ tinh vũ tông mà thôi, hơn nữa đối phương là trong một nhóm người kia, nội tâm sinh ra một luồng hết sức căm ghét, nhíu chặt mày. Xa xa Tây Môn Kim Lăng còn không chạy bao xa. Biến cố lần này để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, sau đó các loại màu sắc hiện lên ở trên mặt, trong mắt tất cả đều là vẻ mù mịt. Kết cục như vậy không phải hắn muốn nhìn thấy, mình sợ chết ở trước mặt nhiều người như vậy bạo lộ ra, hắn ước gì Nạp Lan Chỉ Tuyền bị người vừa nãy kia chộp tới phá nguyên âm, cũng không muốn nàng tưởng an vô sự được người khác cứu, điều này làm cho mặt mũi hắn hướng về nơi nào thả. Lần này tiếp tục trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Không biết làm sao lúng túng đứng ở đó. Ha ha, La Huynh có khỏe không? Thương của ngươi quá mức sắc bén, cẩn thận nó sẽ lỏng tay, tuyệt đối đừng ngộ thương tiểu đệ a. Lý Vân Tiêu cười ha hả, thân thể khẽ nghiêng, muốn né tránh thương mang. Nhưng La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, mũi thương theo Lý Vân Tiêu đong đưa mà động, chính là không chịu để thương xuống, lạnh lùng nói. Ngày đó ngươi phá hủy thiên linh hoàn của ta, nếu như ta nhớ không lầm. Trên người ngươi có không ít bảo bối, tùy tiện lấy ra 3-4 kiện đến bồi thường liền được rồi. Ngày đó ở trong Tu Di Sơn, hắn cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu thu rất nhiều bảo bối. Chỉ bất quá thời gian qua đi đã lâu, hắn đã đột phá đến Vũ Tôn, mà Lý Vân Tiêu còn ở Vũ Tông cảnh giới, để hắn cảm giác bất ngờ. Phải biết hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên thực lực của Lý Vân Tiêu, tuy rằng trong miệng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực đối phương là vượt qua hắn. Hồi lâu tới nay vẫn lấy đánh bại Lý Vân Tiêu là mục tiêu tu luyện, không nghĩ tới lúc gặp lại, hai người chênh lệch dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực. Điều này làm cho La Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, thậm chí nội tâm hơi có chút phẫn nộ, giận đối phương không hăng hái, trên mặt lướt qua một tia lạnh lùng, trường thương ở trên không trung run lên, hóa xuất đạo đạo ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị, liền trực tiếp thu vào trong cơ thể. Hắn luôn mãi tra xét tu vi của Lý Vân Tiêu. Sau khi xác nhận là ngũ tinh vũ tông, lập tức đần độn, thất vọng nói. Người đã mất đi tư cách để ta động thương, lưu lại đồ vật ngày đó ở Tu Di Sơn đoạt được, liền có thể sống sót rời đi, còn nữa, lập tức cút ra khỏi Hồng Nguyệt Thành cho ta, đời này không cần để ta thấy ngươi. Cho tới nay mục tiêu liều mạng tu luyện muốn truy đuổi, cường giả ở trong mắt hắn nỗ lực muốn vượt qua, lại vẫn là ngũ tinh vũ tông, để hắn thất vọng không nói ra. Hắn không muốn nhìn thấy Lý Vân Tiêu, lập tức thét ra lệnh hắn cút đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Đồ vật không có, vậy ta đi trước. Hắn xoay người liền muốn rời đi.
Trên mặt La Thanh Vân hiện ra một chút giận dữ, quát lên. Thực lực không tiến bộ, tính khí vẫn không thay đổi, ngươi đã muốn ta động thủ, vậy thì thành toàn ngươi. Hắn một tay vung lên, cũng không thấy động tác dưới chân, liền nhanh chóng di động, nghiêng người mà lên, một đạo thanh mang ở đầu ngón tay lấp lóe, liền hướng trên người Lý Vân Tiêu chộp tới. Lần này hắn còn thoáng đúng mực, chỉ lo mình dùng sức quá mạnh, đem đối phương vồ chết. Nhưng Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, tương tự giơ tay lên, một điểm hỏa diễm ở đầu ngón tay ngưng ra, hướng về móng vuốt của La Thanh Vân điểm đi. Con người của La Thanh Vân đột nhiên áp xúc, một điểm hỏa diễm kia dĩ nhiên mang đến tâm ý vô tận khủng bố cho hắn, để linh hồn cũng vì đó rung động, trong mắt hắn tuôn ra một vệt tinh mang, liền lập tức hóa chảo thành quyền, sức mạnh trực tiếp từ một thành tăng lên tới tám thành. Trên mặt Lý Vân Tiêu ý cười không giảm, Phượng Hoàng chân hỏa trực tiếp tắt. Nhẹ nhàng duỗi ra lòng bàn tay, liền hướng về nắm tay của La Thanh Vân vỗ xuống, một đạo thái cổ cương phong ở bốn phía bàn tay hắn hiện lên. Đùng! Một tiếng vang lanh lảnh, lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu trực tiếp vỗ vào trên nắm tay La Thanh Vân, trực tiếp nắm chặt rồi, cười nói. La huynh đừng tìm ta đùa giỡn, ngươi là thất tinh vũ tôn cường giả, lẽ nào muốn một quyền đánh nổ ta ư? Sắc mặt La Thanh Vân muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Một quyền 8 phần 10 sức mạnh của hắn, lại bị đối phương nắm chặt, đồng thời một luồng cương phong khó có thể dùng lời diễn tả được trực tiếp chấn tan quyền kình của hắn, càng là thông qua lòng bàn tay truyền tới, như một luồng gió xoáy ở trong quả đấm của mình xốc lên, như cối xay thịt ở trong kinh mạch xương cốt của hữu quyền nổ tung, hầu như trở thành một bãi thịt nát. Hắn định nhãn nhìn tới, toàn bộ nắm tay phải đã biến thành màu đen, không còn bất kỳ chi giác. Ngoá! La Thanh Vân bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh, liên tục lui lại, nội tâm chấn động như cơn sóng thần cùng lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử này dĩ nhiên cường đại như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đáng chết, suýt chút nữa bị hắn lừa gạt, cái khuôn mặt tươi cười chết tiệt này, ta thật muốn xé rách hắn, ta mới đầu nên nghĩ đến a, tiểu tử này xưa nay luôn là ác ma giả heo ăn thịt hổ. Trên mặt La Thanh Vân tức giận tái nhợt. Trong mắt lóe ra chiến ý ngập trời, còn có một tia vui mừng không phát hiện được. Người mình luôn luôn muốn đuổi theo, quả nhiên không có để ta thất vọng a. Nạp Lan Chỉ Tuyền ở phía sau La Thanh Vân, tuy rằng không nhìn thấy động tác của Lý Vân Tiêu, nhưng mà phát hiện không đúng, vội vã tiến lên ân cần nói. La đại ca, người không có sao chứ? Xa xa Tây Môn Kim Lăng nhìn dáng dấp Nạp Lan Chỉ Tuyền thân thiết như vậy, tức giận đến run lên. Một luồng oán hận cùng đố kỵ ở trong lồng ngực thiêu đốt. Người được nàng quan tâm, nguyên bản hẳn là ta a, tuyệt sắc dung nhan, phong thái mê người, trọng yếu hơn là thời cơ xung kích vũ đế, tất cả những thứ này đều hẳn là ta a. Một luồng rít gào như dã thú ở trong tâm vang lên, La Thanh Vân, ngươi dám cướp đồ vật của ta, ta với ngươi không đội trời chung. La Thanh Vân căn bản không chú ý Tây Môn Kim Lăng tồn tại, tuy rằng nắm đấm sụp đổ. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, mấy ngày liền có thể khôi phục. Tuy rằng bị tiểu thương, nhưng tâm tình trái lại càng tốt lên, hừ nhẹ một tiếng nói. Ta không sao, tiểu tử, khuôn mặt của ngươi càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, ta thật muốn một cước dẫm xuống. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Muốn dẫm ta có rất nhiều người, người phải xếp hàng chờ a. Hừ, La Thanh Vân lạnh lùng nói. Hiện tại ta có việc trong người. Tạm thời tha ngươi một lần, chờ sau khi làm xong, ta còn tìm ngươi tính sổ. Lúc này tức giận trên mặt La Thanh Vân mới dần dần tiêu đi. Trên mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền lướt qua vẻ mê hoặc, tuy rằng nàng không thấy rõ Lý Vân Tiêu xuất thủ, nhưng có thể khẳng định một chiêu vừa nãy có ám kình, bằng không lấy thái độ lúc trước của La Thanh Vân, là quyết không thể chuyển biến nhanh như vậy. Thế đạo này là vô cùng hiện thực, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện. Ai nha, chúng ta tới chậm. Tựa hồ bỏ qua một trò hay. Không trung vi quang lấp lóe, không gian vặn vẹo một thoáng, xuất hiện hai bóng người, lâm không mà xuống. Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc, dĩ nhiên lại có người quen, thật không biết ngày hôm nay là ngày gì. Nạp Lan Chỉ Tuyền vui vẻ nói. Hóa ra là thính triều các Từ Thanh đại ca cùng Lưu Ly Sơn Trang Bùi Minh Viễn đại ca, nếu như hai vị có thể đến sớm hơn một chút, tiểu muội sẽ không bị người bắt nạt. Ha ha. Có La Huynh cùng Tây Môn Huynh ở đây, ai dám bắt nạt ngươi? Bùi Minh Viễn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu cách đó không xa, cười nhạo nói. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này?
xa xa trên mặt Tây Môn Kim Lăng một trận nóng lên, cũng không biết hai người này có nhìn thấy vẻ khốn quẫn lúc trước của mình hay không, đặc biệt là Bùi Minh Viễn, cùng mình đều là đông vực thất tinh tử, nếu bị hắn biết, vậy mình phỏng chừng muốn từ trong thất tinh tử xóa tên. Hắn thật hận mình vì chiếm một cái tiện nghi, lại sớm hiện thân đi ra. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười nói. Tự nhiên không phải, người xấu đã bị La Đại Ca cùng mọi người đánh chạy. Trên mặt nàng tỏa ra nụ cười, có một loại ma lực khác, một cái nhíu mày một nụ cười đều rất có khiêu khích, khiến người ta bị cảm hóa, nói. La Đại Ca, còn có chư vị, mời vào bên trong, để tiểu muội hảo hảo tạ ân cứu giúp. Sắc mặt La Thanh Vân hơi có chút biến hóa, tựa hồ khó có thể chống đối loại thiên nhiên mỹ thuật này, khẽ lên tiếng nói. Quấy dày Chỉ Tuyền cô nương. Nạp Lan Chỉ Tuyền quay đầu lại nở nụ cười, biểu hiện quyến rũ nói. Tây Môn công tử cùng vị này, người quen cũ của La Đại Ca cũng đồng thời vào đi. Nàng không biết tên của Lý Vân Tiêu, lại không biết có phải là bằng hữu của La Thanh Vân hay không, không thể làm gì khác hơn là gọi người quen cũ. Lý Vân Tiêu cười đùa nói. Chuyện này thật ngại a, chư vị đều là tuổi trẻ tuấn kiệt của Đông Vực, ta chỉ là Vũ Tông chen vào không tiện lắm. Là ngươi, Từ Thanh cả kinh, lúc này mới dám xác nhận là Lý Vân Tiêu, lúc trước vừa thấy liền cảm thấy rất giống, giờ khắc này vừa nghe thanh âm kia, phán định không thể nghi ngờ, hắn kinh ngạc nói. Ngươi lại không chết, chẳng lẽ cũng là vì Khương Như Băng mà đến? Lúc trước ở trong Tu Di Sơn, hắn bị Vũ Đế thần niệm phụ thể, trực tiếp phá tan đế giả công kích chạy thoát, tự nhận Lý Vân Tiêu ở bên trong là chắc chắn phải chết, lúc này thấy vẫn có chút kinh ngạc. May mắn, may mắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngày đó nhờ có Từ huynh đại triển thần thông, ta mới có thể bảo vệ một mạng. Sắc mặt Từ Thanh dần dần khôi phục lại, Từ Tốn nói. Dễ bàn, Lý huynh ngày đó thực lực kinh người, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, lại vẫn như cũ còn ở Vũ Tông bồi hồi. Thật là làm người tiếc hận. Hẳn là ngày ấy bị thương quá nặng, bị hỏng căn cơ. Hừ. Đột nhiên La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nội tâm bất mãn, hắn cũng là bị Lý Vân Tiêu hiển lộ ra tu vi lừa gạt, lúc này mới làm cánh tay phế bỏ, giờ khắc này còn phải vận chuyển long nguyên lực điều tức. Nhưng nghe vào trong tai mấy người, lại là có mùi vị xem thường. Lý Vân Tiêu cười nói. Phỏng chừng đúng rồi, xem thần thái khí chất của Từ huynh. Nói vậy cũng đột phá đến Vũ Tôn a. Từ huynh, người biết Vũ Tông này. Một bên Bùi Minh Viễn hơi không kiên nhẫn, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, hừ nói. Coi như là người quen cũ, bây giờ hai người thực lực khác nhau một trời một vực, cũng không cần khách sáo cái gì. Chỉ Tuyền tiểu thư vẫn chờ chúng ta đây này. Từ Thanh khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt nhìn Lý Vân Tiêu cũng trở nên hơi lãnh đạm, nói. Đợi lát nữa ta có việc muốn tìm ngươi. Ngươi cùng ở bên cạnh ta đi. Hừ. La Thanh Vân lại hừ lạnh một tiếng, lần này là dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn biết Từ Thanh còn nhớ kỹ những huyền khí cấp 9 trên người Lý Vân Tiêu kia. Nếu như Từ Thanh thật sự dám xuất thủ, tuyệt đối sẽ xui xẻo rồi. La Thanh Vân dám khẳng định, thực lực bây giờ của Lý Vân Tiêu tuyệt đối là kinh khủng nhất trong tất cả mọi người. Hắn một chiêu long quyền, lại không nói uy lực vô cùng. Chỉ cần là chân long pháp thể liền tuyệt đối không thể bị người dễ dàng bóp nát, khoảng thời gian này tới nay hắn tự cho là tiến bộ cực nhanh, không nghĩ tới vừa đối mặt vẫn rơi xuống hạ phong. Huyết dịch trong cơ thể La Thanh Vân dần dần có chút sôi trào, hận không thể hiện tại cùng hắn thoải mái chiến một trận. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười quyến rũ nói. Chư vị hào kiệt, vẫn là xin mời vào đi, đứng bên ngoài lâu sẽ có người nói Chỉ Tuyền ta không hiểu đạo đãi khách. Mọi người nối đuôi nhau vào. Nạp Lan Chỉ Tuyền lệnh vài tên nha hoàn chuẩn bị rượu ngon chiêu đãi, sau khi nhập tịch liền ngồi đối diện nhau. Hôm nay đa tạ La Đại Ca cứu viện, mới để cho tiểu muội may mắn thoát khỏi khó khăn, chén rượu này tiểu muội kính La Đại Ca. Nạp Lan Chỉ Tuyền chân thành đứng dậy, nắm chén rượu tiến lên, cùng La Thanh Vân đụng nhau một thoáng, chân tâm cảm kích uống vào. Thanh âm cộng hưởng, tràn đầy không khí ái muội, để nam tử ở đây có chút sao động, từng cái thất kinh không ngớt. Nguyên âm thân này, cộng thêm nguyên thai diệu nữ công, xác thực là thần diệu vô biên, nhất cử nhất động, cũng không hề cố ý quyến rũ, để nam tử thay lòng đổi dạ. Sắc mặt Tây Môn Kim Lăng âm trầm muốn chảy ra nước, khó coi không nói ra lời. Ồ, làm sao Tây Môn huynh mất hứng như vậy? Bùi Minh Viễn hơi mỉm cười nói, giả vờ kinh ngạc,
Lúc trước Tây Môn Kim Lăng chạy trốn hắn cũng không thấy, nhưng thấy dáng vẻ Tây Môn Kim Lăng dầu dĩ không vui, cũng biết trong đó chắc chắn có ẩn tình, vì vậy biết thời biết thế, đem nước ao quấy đục. Trên mặt Tây Môn Kim Lăng đỏ chót, cũng không biết Bùi Minh Viễn là ý gì, chỉ có thể hừ một tiếng. Nạp Lan Chỉ Tuyền thu ba chuyển động, tự rót một chén nhỏ, nhẹ nhàng rời thân đến trước mặt Tây Môn Kim Lăng, nâng chén nói. Nếu không có Tây Môn công tử trước tiên xuất thủ, Chỉ Tuyền sợ là từ lâu chết thảm, chén rượu này kính Tây Môn công tử, cảm tạ ân cứu mạng. Lúc này Tây Môn Kim Lăng mới hiện ra vẻ mỉm cười, tựa hồ đã quên trò hề của mình lúc trước, khiêm tốn nói. Chỉ Tuyền muội muội quá khen, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là bản phận của chúng ta, không cần lúc nào cũng ghi vào trong lòng. Hắn một thoáng liền vui vẻ, lập tức quên đi mất trò hề của mình, thật giống như thật sự hiên ngang như vậy. Chén rượu đụng nhau, Tây Môn Kim Lăng nghe mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người đối phương, cả người mềm yếu cùng thích ý không nói ra lời, cảm giác một chén rượu vào bụng, cả người đều muốn hòa tan. Đột nhiên ở giữa hai người có một luồng lực đạo lan ra, Tây Môn Kim Lăng chén rượu trong tay đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, chỉ nghe Tây Môn Kim Lăng kêu thảm một tiếng, lập tức che miệng lại, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng chấn động, vừa nãy đột nhiên tới luồng sức mạnh kia, cùng lúc trước ở trong tay Yến Tinh Hoa cứu mình giống nhau như đúc, hai lần đều là địa phương cách mình gần trong gang tấc nổ tung, vì lẽ đó có thể rõ ràng cảm thụ ra, cường đại, bá đạo, càng thêm bí mật, khiến người ta không có dấu vết tìm kiếm. Trong lòng nàng run lên một thoáng, lẽ nào lúc trước cứu mình không phải Tây Môn Kim Lăng? Ngươi! Tây Môn Kim Lăng một mặt kinh nộ, che miệng lại, lượng lớn máu tươi từ trong ngón tay chảy ra, vẻ thản nhiên hoàn toàn không có, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Nạp Lan Chỉ Tuyền. Không phải ta! Nạp Lan Chỉ Tuyền vội vàng nói, vào lúc này bất kể là ai, đều sẽ cho rằng là nàng xuất thủ không thể nghi ngờ. Dù sao chỉ có nàng cách Tây Môn Kim Lăng gần nhất, mà ở chàng tất cả đều là cao thủ, cũng không có người phát hiện kình khí này từ đâu tới. Tây Môn Kim Lăng một mặt sát khí, trong con ngươi lộ ra hàn quang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Nạp Lan Chỉ Tuyền, loại ánh mắt kia là hoàn toàn không tin cùng tàn khốc, để tâm của Nạp Lan Chỉ Tuyền trầm xuống, nàng lập tức kết luận lúc trước cứu mình chắc chắn sẽ không phải là người trước mắt này, khẳng định còn có người khác. Nếu Chỉ Tuyền nói không phải nàng, vậy khẳng định không phải nàng. Ta tin tưởng Chỉ Tuyền. La Thanh Vân mở miệng chậm rãi nói, khí tức trên người ngưng tụ thành một luồng long uy, trực tiếp phá tan không khí, xoay quanh ở quanh thân Nạp Lan Chỉ Tuyền, bảo vệ nàng, để tránh khỏi bị Tây Môn Kim Lăng đột nhiên xuất thủ gây thương tích. Trong lòng Nạp Lan Chỉ Tuyền ấm áp, đối với La Thanh Vân quăng đi một ánh mắt cảm kích. Bùi Minh Viễn cũng vẻ mặt nghi hoặc, ngón tay ở bên chén rượu không ngừng đập, phân tích nói. Chén rượu không thể vô duyên vô cớ nổ tung, coi như là nổ tung cũng tuyệt đối không thể đã thương được Tây Môn huynh, ta cũng tin tưởng này tuyệt đối không phải là Chỉ Tuyền muội muội làm, nhưng hung thủ nhất định ở trong chúng ta. Hoặc là hung thủ kia có vũ khí cực cường, ẩn độn ở hư không bốn phía, để mọi người không cách nào phát hiện. Sắc mặt Tây Môn Kim Lăng phát lạnh, ánh mắt theo long uy nhìn tới, lạnh giọng nói. Nếu không phải Nạp Lan Chỉ Tuyền, người xuất thủ kia chẳng lẽ chính là La Thanh Vân ngươi? Trong lòng hắn đột nhiên một trận sáng rực, lúc mình cùng Yến Tinh Hoa quyết đấu vốn là vững vàng chiếm thượng phong, lại bị đối phương không hiểu ra sao phản kích chấn thương mình, mà thời điểm mình ném mất tôn nghiêm muốn thoát thân, La Thanh Vân lại ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, một lần cướp đoạt trái cây anh hùng cứu mỹ nhân của hắn. Thì ra là như vậy. Trên người Tây Môn Kim Lăng dâng trào sát khí bạo đi ra. Lực lượng lĩnh vực đem Nạp Lan Chỉ Tuyền đẩy ra mấy mét, hướng La Thanh Vân lạnh giọng nói. Ta hiểu được, nguyên lai vẫn luôn là người ở trong bóng tối giở trò. La Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo căn bản khinh thường giải thích, tự mình rót rượu khẽ thưởng thức. Bất quá nội tâm hắn cũng cực kỳ kinh hãi, có thể che giấu nhiều người như vậy âm thầm xuất thủ, Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn là không thể nào làm được, chỉ ít hai người này không thể ở dưới mí mắt hắn giở trò. Như vậy ở đây chỉ có Lý Vân Tiêu. Hắn cũng nghĩ đến một mối liên hệ khác, lấy thực lực của Tây Môn Kim Lăng là có thể thắng Yến Tinh Hoa, nhưng chẳng biết vì cái gì chạy trối chết, nói vậy trong này cũng có công lao của Lý Vân Tiêu. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm La Thanh Vân một trận khó có thể bình tĩnh, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, đứa kia còn đang giả bộ bị sự kiện trước mắt dọa sợ,
đột nhiên uống rượu an ủi, uống không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn mạnh như thế nào, dĩ nhiên có thể ở ngay dưới mắt ta lén lút xuất thủ. La Thanh Vân dòng máu sôi trào, nội tâm một trận buồn bực, có chút không kiềm chế nổi hiện tại liền muốn cùng Lý Vân Tiêu đại sát một hồi. Vẻ mặt La Thanh Vân nóng lòng muốn chiến rơi vào trong mắt Tây Môn Kim Lăng, còn tưởng rằng đối phương ngầm thừa nhận, càng là giận tím mặt, khí thế xông lên tận trời, hướng về trên người La Thanh Vân nghiền ép đi. Hừ! La Thanh Vân đột nhiên đem chén rượu ầm một tiếng bóp nát, ở trên bầu trời của hắn lập tức có một nguồn sức mạnh đang lưu động, đem khí tức của Tây Môn Kim Lăng ngăn trở. Cùng lúc đó, trên người hắn dần dần nổi lên từng đạo ánh sáng ác liệt, dần dần đem mi mắt giơ lên, hướng về trên người Tây Môn Kim Lăng nhìn chăm chú. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú, cả người Tây Môn Kim Lăng liền chấn động, sống lưng bốc lên từng cơn ớn lạnh, dáng vẻ của La Thanh Vân thật giống như là một thanh trường thương sắp xuất khiếu, tùy thời có thể chấn động lên, đâm thủng tất cả trở ngại phía trước. Thiết! Cả người Tây Môn Kim Lăng lập tức đổ mồ hôi lạnh, không còn chiến ý, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tu vi của mình rõ ràng so với đối phương mạnh hơn nhất tinh, nhưng vì sao sẽ sinh ra một luồng sợ hãi khó có thể chống lại. Trong lòng khiếp đảm, chưa chiến trước bại. Dừng tay! Nạp Lan Chỉ Tuyền kêu lớn. Tây Môn công tử, ta tin tưởng việc vừa nãy tuyệt không phải là La đại ca gây nên. Hai người khí tức quyết đấu, ngoại trừ Lý Vân Tiêu liếc mắt liền thấy Tây Môn Kim Lăng ngoài cường trong yếu ra, người còn lại đều cảm giác là thế lực ngang nhau, Nạp Lan Chỉ Tuyền chỉ lo hai người thật sự động thủ, này tất nhiên sẽ dẫn đến thương vong. Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn thầm kêu đáng tiếc, bọn họ là ước gì xem một hồi trò hay. Tây Môn Kim Lăng nguyên bản khiếp đảm, hiện tại Nạp Lan Chỉ Tuyền vừa ra ngăn lại, lập tức lại tới sức lực, cả giận nói. Không phải hắn, hừ, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Từ Thanh cười nhạt nói. Tây Môn huynh, chỉ trích phải có chứng cứ. Ngươi lung tung mắng người như vậy, ai cũng sẽ không thừa nhận. Tây Môn Kim Lăng lạnh lùng nói. Muốn chứng cứ ta không có, thế nhưng đơn giản suy đoán liền biết rồi. Lúc trước ta cùng Thất Tinh Vũ Tôn kia chiến một trận, nguyên bản nắm chắc phần thắng, lại bị người đánh lén. Sau đó ta, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ biến thành hồng, dừng một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Sau đó ngươi làm sao? Là làm sao chuyển bại thành thắng? Hai mắt Tây Môn Kim Lăng trừng lớn, hắn biết Lý Vân Tiêu là đang giễu cợt hắn, một luồng sát khí bắn qua, nội tâm đã phán tử hình cho người này, cả giận nói. Sau đó ta trọng thương không địch lại, nhưng vào lúc này La Thanh Vân lâm không mà đến, cứu Chỉ Tuyền tiểu thư, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền có chút lạnh, sệ mặt xuống nói. Kính xin Tây Môn công tử nói chuyện thận trọng, ta tin tưởng La đại ca tuyệt không phải loại người như vậy, hắn tất nhiên là vừa chạy tới mà thôi. Hừ, vừa chạy tới. Tây Môn Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Vân Tiêu, châm chọc nói. Ta bây giờ hoài nghi lần này Chỉ Tuyền muội muội bị tập kích đều là La Thanh Vân hắn một tay bày ra, người này chính là Lâu La trong đám kẻ địch kia, lại cùng La Thanh Vân có nhận thức. Hơn nữa lúc trước ta nói tới điểm đáng ngờ, cuối cùng được lợi to lớn nhất là La Thanh Vân, những chuyện này còn chưa đủ chứng minh sao? Nạp Lan Chỉ Tuyền đưa mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, mặc dù là người quen cũ của La Thanh Vân, nhưng xác thực là một trong những người tập kích nàng, lập tức không có một chút sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Người đi ra nói, người cùng La đại ca có đồng mưu hay không, vì sao cùng những người tập kích ta kia xen lẫn, các ngươi là một tổ chức thế nào? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Làm sao tất cả đầu mâu đều chỉ về ta, cái tổ chức kia không có quan hệ gì với ta à, ta cũng là bị bọn họ cưỡng bức đến, có người nói tên là tổ chức băng khối. Lập tức hắn không chút ẩn giấu nào đem chuyện mình sau khi đi tới Hồng Nguyệt Thành, bị Văn Lâm kéo vào tổ chức băng khối. Cùng với tại sao lại đột kích Nạp Lan Chỉ Tuyền nói một lần, tất cả mọi người nghe mà một trận ngạc nhiên. Ha ha! Bùi Minh Viễn phình bụng cười to lên, vỗ bàn nói. Không nghĩ tới Chỉ Tuyền tiểu thư đến Hồng Nguyệt Thành dĩ nhiên là vì Vũ Đài tái, ha 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 ha! Từ Thanh cùng La Thanh Vân cũng lộ ra mỉm cười, một mặt quái dị. Nạp Lan Chỉ Tuyền gò má ửng đỏ, cáu giận nói. Vô lại! Dám vụ oan tình tỉ muội của ta cùng như băng muội muội, lần này chỉ là đến tâm sự với nàng mà thôi. Không nghĩ tới bị ác đồ hãm hại, đồng thời bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hừm, ta
ta xem trong băng khối phen đoàn này, xác thực có rất nhiều người chân tâm yêu thích Khương nhị tiểu thư, chỉ là bị Yến Tinh Hoa cùng Tuyết Cầu tỷ tỷ lợi dụng. Không biết Chỉ Tuyền cô nương biết lai lịch của Tuyết Cầu tỷ tỷ này không? Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền khẽ biến thành lạnh, hừ nói. Trên đời này có thể mập như vậy, người nói ta liền biết là ai? Là ai? Lý Vân Tiêu cùng vài tên nam tử đều đồng thời hiếu kỳ hỏi. Nạp Lan Chỉ Tuyền thoáng có vẻ khổ não, lắc đầu nói. Không nên hỏi, chỉ cần các ngươi tiếp tục ở lại Hồng Nguyệt Thành liền sớm muộn có thể biết. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người ta, sợ là đối với Như Băng muội muội cũng có cử động bất lợi, ta nhất định phải mau chóng đi về Khương gia nhắc nhở Như Băng muội muội. Tây Môn Kim Lăng hừ lạnh nói. Dù vậy, cũng không cách nào bài trừ hiềm nghi của La Thanh Vân, dù sao hắn cùng thành viên của băng khối nhận thức, đồng thời Yến Tinh Hoa này suýt chút nữa trở thành vong hồn dưới quạt lông của ta, làm sao lại đột nhiên phản kích chấn thương ta. Hiện tại La Thanh Vân có thể khẳng định đều là Lý Vân Tiêu đang dở trò quỷ, nhưng lấy sự kiêu ngạo của hắn căn bản khinh thường giải thích, chỉ là tức giận chừng Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta ngoại trừ nhận thức La Huynh ra, còn nhận thức Từ Thanh Huynh, vì sao ngươi không nghi ngờ là Từ Thanh Huynh gây nên? Tây Môn Kim Lăng nổi giận, quát lạnh. Vũ Tôn Cường giả chúng ta nói chuyện, ngươi một tên Vũ Tông chõ miệng vào làm gì? Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Nạp Lan Chỉ Tuyền một trận buồn bực mất tập trung, lạnh lùng nói. Được rồi Tây Môn công tử, La đại ca là ân nhân của ta, ta không hy vọng tiếp tục nghe thấy hắn bị nói xấu, hy vọng ngươi tự trọng. Nàng đã biết Tây Môn Kim Lăng cũng không phải là người trước hết xuất thủ cứu nàng, lại nghĩ tới người này vô liêm sỉ mạo nhận công lao của người, sau đó lại nhát gan chạy trốn, giờ khắc này còn đang chỉ trích nói xấu ân nhân của nàng, nội tâm liền có một luồng căm ghét không nói ra. Tây Môn Kim Lăng cũng nhận ra được thái độ của Nạp Lan Chỉ Tuyền biến hóa, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, cả giận nói. Hay các người đều là một nhóm, ta ở cũng không muốn, cáo từ, không cần tiễn. Nạp Lan Chỉ Tuyền lạnh nhạt nói. Không tiễn. Tây Môn Kim Lăng phẫn nộ không ngớt, nhưng không chỗ phát tiết, chỉ có thể chỉ vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng dựa vào La Thanh Vân, ta liền không làm gì được ngươi. Tuyệt đối đừng để ta đơn độc gặp phải ngươi. Nạp Lan Chỉ Tuyền không hề che giấu vẻ mặt khinh bỉ chút nào, loại nam nhân chỉ có thể biết bắt nạt kẻ yếu này, thật không biết làm sao tiến vào Đông Vực Thất Tinh Tử, ngay cả Bùi Minh Viễn cũng cảm thấy trên mặt một trận tối tăm. Đột nhiên La Thanh Vân mở miệng nói. Ta cũng không bảo vệ hắn, ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như Tây Môn công tử muốn tìm hắn gây sự liền tùy tiện, tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi. Mấy người đều sững sờ, khóe miệng Từ Thanh khẽ mỉm cười, thầm nói, xem ra La Thanh Vân này cũng là người hiện thực, mặc dù mọi người từng ở trong Tu Di Sơn vào sinh ra tử, nhưng dù sao thực lực bây giờ đã khác nhau một trời một vực, không còn cách nào đồng thời vui vẻ chơi đùa. Ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói, mệnh tiểu tử này ta muốn. Tây Môn Kim Lăng hướng Lý Vân Tiêu cười gần nói. Cầu khẩn đi, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền ngấc đầu lên xoay người mà đi, chỉ để lại sát ý. Nạp Lan Chỉ Tuyền cau mày nói. Tên tuổi Đông Vực Thất Tinh Tử, thực sự là nghe tên không bằng gặp mặt. Bùi Minh Viễn ho khan mấy lần nói. Nơi nào đều có bại hoại mà, thực lực của Tây Môn Kim Lăng này còn có chút được, qua loa tập hợp cho đủ tên. Bất quá ta cảm thấy Từ huynh tựa hồ có tư cách tiến vào hàng ngũ Thất Tinh Tử hơn. Từ Thanh cười nhạt nói. Bùi huynh quá khen rồi, nhưng đáng tiếc La huynh không phải người Đông Vực, bằng không là nhất định trúng cử. Lý Vân Tiêu nói, tiêu chuẩn quá nhiều, tự nhiên tố chất sẽ bị kéo xuống, đây chính là hậu quả xấu khi tuyển nhiều A. Bắc Vực chỉ có 4 tiêu chuẩn tứ tú, mỗi cái thực lực không tầm thường, Đông Vực một lần liền làm 7 cái, thua kém là tất nhiên. 4 người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút đạo lý. Bùi Minh Viễn hừ lạnh một tiếng. Có đạo lý quy có đạo lý, nhưng tên gọi Đông Vực Thất Tinh Tử danh chấn Đông Vực, cũng không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu gì có thể bình luận, hắn lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này, tố chất trong lòng cũng thật là cường đại A, La Huynh đã biểu lộ không bảo vệ ngươi, Tây Môn Kim Lăng càng là buông xuống lời hung ác, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào lão đại của băng khối sẽ đến cứu ngươi? Lý Vân Tiêu vẻ mặt đưa đám nói. La Huynh, ngươi không thể độc ác như vậy bỏ xuống ta A.
La Thanh Vân thật muốn xé ra khuôn mặt giả heo ăn thịt hổ kia, tức giận hừ nói. Lan, đột nhiên Từ Thanh nói. Lý Vân Tiêu, không bằng ngươi gia nhập Thính Triều Các đi, chỉ cần có ta, tất nhiên bảo vệ ngươi không bị Tây Môn Kim Lăng bắt nạt. Bùi Minh Viễn cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao Từ Thanh phải đỡ lấy một bao quần áo như vậy, để một trong Đông Vực Thất Tinh Tử ghi hận tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì. La Thanh Vân hờ hững cười nói. Thính Triều Các có cái gì tốt, Lý Vân Tiêu là Viêm Vũ Thành thành chủ, hiện tại Viêm Vũ Thành linh khí nồng đậm, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn trên bảy đại siêu cấp thế lực, Linh Sơn Bảo Địa không ở, đi cùng Sơn Phá Thủy của người làm gì? Cái gì? Hắn là Nam Vực Viêm Vũ Thành thành chủ. Bùi Minh Viễn cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền đều lấy làm kinh hãi, hiện tại Viêm Vũ Thành là hương mô mô khắp thiên hạ nhìn chằm chằm, nếu không có thiết luật của Thánh Vực, sớm đã bị người chia cắt mất. Mặc dù có mệnh lệnh của Thánh Vực, không ít người cũng bắt đầu trong bóng tối có ý đồ. Đối với tông phái mà nói, cao thủ cố nhiên là không thể thiếu, nhưng căn cơ một môn phái còn ở chỗ Linh Sơn Bảo Địa có thể bồi dưỡng lượng lớn cao thủ A, cái này cũng là vì sao thực lực Bắc Vực mạnh nhất, mà Nam Vực cơ bản là Thâm Sơn cùng Cốc Chim không thèm ị, không người hỏi thăm. Vì lẽ đó mặc dù có Thánh Vực trấn bãi, nhưng không ít thế lực vẫn là ở trong bóng tối đánh các loại chú ý. Vẻ mặt khinh bỉ của Bùi Minh Viễn thoáng cái biến mất, tuy rằng vẫn là một bộ dáng rất xem thường, nhưng ít ra sẽ nhìn thẳng một chút nói. Hóa ra là người Nam Vực, vậy có tu vi ngũ hành Vũ Tông cũng coi như không tồi. Nếu như ngươi có ý định quy về Lưu Ly Sơn Trang ta, không chỉ có thể bảo vệ ngươi bình an, hơn nữa ta có thể làm chủ ban thưởng ngươi một bộ huyền khí cấp 7, đồng thời cung cấp lượng lớn tài nguyên cùng các loại đan dược. Coi như là tìm một vũ hoàng cường giả trực tiếp thể hồ quán đỉnh, đưa ngươi kéo lên tới thất túc vũ hoàng cũng không phải là không thể được. Trong lòng Lý Vân Tiêu một trận thẹn thùng, tìm một tên vũ hoàng đến thể hồ quán đỉnh cho mình. Bùi Minh Viễn vừa mới nói xong, Nạp Lan Chỉ Tuyền lập tức nở nụ cười, giống như xuân về hoa nở, hiển lộ hết thu ba lưu truyền, dịu dàng nói. Không nghĩ tới Lý Công Tử lai lịch to lớn như thế, Ngân Nguyệt Tông chúng ta cũng rất chờ mong Công Tử gia nhập. Ngân Nguyệt Tông nguyên thai diệu nữ công Lý Công Tử cũng sẽ có nghe thấy, chỉ cần Lý Công Tử làm ra cống hiến nhất định, bất luận tu vi làm sao, trưởng lão trong môn phái tất nhiên sẽ ban thưởng một nữ đệ tử cùng Lý Công Tử song tu, đến thời điểm đừng nói Vũ Hoàng, coi như là đột phá đến Vũ Tôn cũng ngay trong tầm tay. Ba người đều tung cảnh ô lưu đến, nếu như có thể lôi kéo Lý Vân Tiêu đi qua, tuyệt đối là công lao bằng trời, trưởng lão trong môn phái tất có trọng thưởng. Một phế vật trước kia ba người đều xem thường. Lập tức đã biến thành hương mô mô, đặc biệt là Nạp Lan Chỉ Tuyền, thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần, thổ lộ như Lan nói. Lý Công Tử, làm sao? Cho dù Nạp Lan Chỉ Tuyền không triển khai mị công cũng là trời sinh vưu vật, huống chi giờ khắc này triển khai ra nguyên thai diệu nữ công, loại mị thuật kia thiên hạ vô song, coi như là Vũ Tôn sợ cũng không chịu nổi, nàng hoàn toàn tự tin, Lý Vân Tiêu là bắt vào tay. Ha ha! Không biết ban thưởng cho ta nữ đệ tử là người phương nào. Nếu như trưởng lão trong môn phái chịu đem Chỉ Tuyền tiên tử thưởng cho ta mà nói, ta nhất định sẽ đáp ứng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng trêu đùa, nghe cỗ hương thơm kia không nói ra thích ý. Nội tâm Nạp Lan Chỉ Tuyền thầm mắng không ngớt, người một Vũ Tông cũng vọng tưởng ăn thịt thiên Nga, nhưng trong miệng lại khanh khách cười liên tục, quyến rũ nói. Trong môn phái sư tỷ sư muội tốt hơn ta nhiều lắm. Nói không chắc trưởng lão cùng tông chủ vui vẻ, đem bọn tỉ muội trong tông cho ngươi tùy ý chọn, cố gắng còn có thể chọn mấy cái đây này. Ùm ục, Bùi Minh Viễn cùng Từ Thanh nghe đều cảm thấy có chút không chịu nổi, địa phương của nam nhân bắt đầu lên phản ứng, dưới xấu hổ vội vàng vận chuyển áp chế xuống, đồng thời bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần điều khí. Ồ, có thể tùy ý chọn mấy cái, Chỉ Tuyền cô nương không phải ở lừa ta chứ. Trong lòng Lý Vân Tiêu một trận cười gằn. Đưa tay liền hướng trên người Nạp Lan Chỉ Tuyền chộp tới, có chủ động dâng lên, hắn cũng sẽ không khách khí. Nội tâm Nạp Lan Chỉ Tuyền một trận tức giận mắng, nhưng trên mặt là nụ cười không giảm, dưới chân nhẹ dẫm bước tiến liền né tránh ma chảo của Lý Vân Tiêu, khanh khách cười nói. Lý Công Tử không cần phải nóng ruột, không biết đề nghị vừa nãy của Chỉ Tuyền có thể đáp ứng hay không. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Có thể, bất quá gia nhập Ngân Nguyệt Tông thì miễn đi. Chỉ cần Chỉ Tuyền cô nương đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể cân nhắc để Viêm Vũ Thành cùng Ngân Nguyệt Tông hợp tác. Điều kiện, hợp tác. Nạp Lan Chỉ Tuyền sững sờ,
hai gò má lướt qua ửng đỏ, nàng tựa hồ đã từ trong ánh mắt bất thiện của Lý Vân Tiêu đoán được điều kiện của đối phương, tất nhiên là muốn thân thể của mình, trong lòng lập tức dâng lên từng tia lửa giận, nhưng vẫn như cũ áp chế, cắn răng nói. Không biết Lý công tử nói điều kiện cùng hợp tác là cái gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, tự rót một chén rượu ngon uống cạn, nói. Chỉ Tuyền cô nương có từng nghe qua Đông Hải Nguyệt Minh Châu không? Ta cần loại hạt châu này, càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể giúp ta làm ra 24 viên, Viêm Vũ Thành có thể mở ra cho Ngân Nguyệt Tông các ngươi. Mấy người đều sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, đại gia suy đoán đều là nhất trí, ở trong hoàn cảnh ám muội vừa nãy, điều kiện của Lý Vân Tiêu hơn nửa chính là muốn thân thể nạp lan Chỉ Tuyền, nhưng không nghĩ tới cái đại chuyển ngoặt. Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn đều thoáng cảm thấy có chút quái dị, mỹ thuật của nạp lan Chỉ Tuyền bọn họ chống đối cũng cảm thấy phi thường vất vả, Lý Vân Tiêu này dĩ nhiên không hề bị lay động. Trong lòng nạp lan Chỉ Tuyền đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát chưa bao giờ có, người nam nhân nào ở trước mặt nàng có thể bình tĩnh như thế. Nàng đột nhiên phát hiện mị lực của mình cũng không lớn như trong tưởng tượng, trầm ngâm nói. Đông Hải Nguyệt Minh Châu chính là chí bảo trong Đông Hải, muốn có cũng không dễ dàng. Nếu như Lý công tử cần vì sao không đi Thương Minh hỏi một chút, chỉ cần ngươi ra giá cao, bọn họ hẳn là có. Lý Vân Tiêu than thở. Đã hỏi qua hơn 50 thương hội, toàn bộ bị người cầu mua hết sạch, người cầu mua này, chính là nha hoàn của Khương gia chủ mẫu hiện nay, nghe nói Chỉ Tuyền cô nương cùng Khương nhị tiểu thư quan hệ tình như tỉ muội. Nạp lan Chỉ Tuyền vừa nghe nhất thời rõ ràng, Lý Vân Tiêu là nghĩ thông suốt qua tầng quan hệ này mới hỏi Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Nàng nguyết Lý Vân Tiêu một chút, nói. Khương gia chủ mẫu chính là mẫu thân của Như Băng, nhưng không phải thân sinh, quan hệ của hai người vẫn không mặn không nhạt, không thể nói là thâm tình, nhưng cũng không tính lạnh lùng. Đông Hải Nguyệt Minh Châu giá trị rất lớn, ta sợ không dễ dàng cầu được. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tiếc hận, than thở. Thì ra là như vậy, vậy cũng không có cách nào. Đông dạng, giá trị Viêm Vũ Thành rất lớn, tuy rằng ta thân là thành chủ. Nhưng rất nhiều chuyện cũng là hữu tâm vô lực, không giúp được gì. Nạp lan Chỉ Tuyền cảm thấy một trận vừa bực mình vừa buồn cười, nào có vô sỉ như vậy, điều kiện trao đổi xích lỏa cũng có thể tìm ra lý do vô căn cứ như thế. Càng làm cho nàng tức giận là Lý Vân Tiêu cũng quá không biết phân biệt, bằng lực lượng vũ tông của hắn, nếu không phải hiện tại là Hương Mô Mô tất cả mọi người nhìn chằm chằm, bằng không nào có cơ hội cho ngươi lựa chọn, đã mở ra rất nhiều điều kiện ưu dị, không biết cảm ơn thì thôi. Còn được voi đòi tiên, cò kè mặc cả. Nhưng giờ khắc này không cách nào trở mặt, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói. Lý công tử mở điều kiện hơi lớn, ta tận lực thử xem đi, chỉ bất quá thực lực Lý công tử thấp kém nhưng tính cách không nhỏ, ở Hồng Nguyệt Thành phải cẩn thận một chút, sẽ kết rất nhiều kẻ thù. Lý Vân Tiêu cười nói. Đa tạ nhắc nhở, tại hạ hành sự đoan chính, ta tin tưởng ta không thể thắng chính. Mấy người đều là nghe mà một trận say xe, tựa hồ nạp lan Chỉ Tuyền muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục không hé răng. La Thanh Vân đột nhiên nói. Chỉ Tuyền muội muội muốn đi gặp Khương Như Băng, có thể mang ta cùng đi vào hay không? Nạp lan Chỉ Tuyền ngẩn ra nói. La đại ca cũng là tới tham gia luận võ chọn rể sao? Trong mắt nàng lộ ra một tia u oán, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng vào. La Thanh Vân có ý tách ra ánh mắt của nàng nói. Luận võ chọn rể thì không đến nỗi, chỉ là có việc tư. Nếu như bất đắc dĩ, mặc dù đi tham gia cũng không sao. Hắn nhìn nạp lan Chỉ Tuyền còn muốn hỏi dò, trực tiếp ngắt lời nói. Việc này đợi lát nữa lại nói. Bùi Minh Viễn hừ nói. Không nghĩ tới La Huynh luôn luôn tiêu sái, cũng sẽ vì sắc đẹp cùng quyền thế của Như Băng tiểu thư mê hoặc. Như vậy chúng ta nhất định phải ở trên vũ đài nhìn thực lực rồi. La Thanh Vân kinh ngạc nói. Bùi huynh không phải có thê tử sao? Còn giống như không chỉ một vị a. Bùi Minh Viễn hờ hững cười nói. Này tính là cái gì? Trước khi đến Hồng Nguyệt Thành đã viết 20 phong thư từ vợ. Chờ ta thu Như Băng tiểu thư, lại thu các nàng trở về làm tiểu thiếp liền được. Nạp lan Chỉ Tuyền nghe mà nội tâm một trận khinh bỉ, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hướng về La Thanh Vân nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta liền đi Khương ra tìm Như Băng muội muội. La đại ca có thể cùng ta đi, nhiều người hơn nữa, ta liền bất tiện dẫn theo. Bùi Minh Viễn cười nói. Không sao,
cuối cùng còn phải ở trên vũ đài xem hư thực. Đúng rồi, 3 ngày sau ở Minh Nguyệt Thanh Phong có đồng nghiệp đại hội, do đứng đầu Đông Vực Thất Tinh Tử, Hồng Nguyệt Thành Nguyễn Gia Tam Công Tử Nguyễn Tử Mậu liên hợp không ít tuấn kiệt tổ chức, một hồi thiên hạ hào kiệt, để mọi người lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc. Hy vọng đến lúc đó La Huynh cũng có thể đi tham gia, nghe nói Bắc Vực Tây Vực khác cũng có cường giả tham gia. Hắn quái lại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, hoàn toàn châm chọc cười nhạo nói. Có khi Nam Vực cũng sẽ có cường giả đến cũng khó nói. La Thanh Vân từ tốn nói. Không có hứng thú. Hắn đứng dậy liền theo Nạp Lan Chỉ Tuyền rời đi, trải qua bên cạnh Lý Vân Tiêu, hừ lạnh nói. Ta còn tìm ngươi. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhìn hai người một chút, liền triệu tập vài tên đệ tử Ngân Nguyệt Tông, thả ra một chiếc phi chu, đồng thời cưỡi gió bay đi. Tiểu thuyền vô cùng tinh xảo hoa lệ, cưỡi gió mà đi. Nạp Lan Chỉ Tuyền rốt cục không nhịn được hỏi. La đại ca, vừa nãy ở trong phòng ngươi truyền âm ngăn ta, để ta không nên cùng Lý Vân Tiêu tranh chấp là ý gì? Ngươi không phải ở trước mặt Tây Môn Kim Lăng nói sẽ không bảo hộ hắn sao? La Thanh Vân nhìn nàng một cái, từ tốn nói. Phải, ta là bảo vệ ngươi. Nạp Lan Chỉ Tuyền sững sờ, hai hàng lông mày nhíu lên, không hiểu nói. Bảo vệ ta, giải thích thế nào? La Thanh Vân nhìn nàng, ngưng tiếng nói. Bất luận lúc nào, cũng không thể cùng người này lên xung đột. Hắn cho tới nay, ta ở trong trẻ tuổi trên đại lục thấy qua người có thực lực mạnh mẽ nhất, không có một trong, mặc dù là đứng đầu Đông Vực Thất Tinh Tử Nguyễn Tử Mậu ta cũng đã gặp, nhưng nếu bàn về sự đáng sợ, kém xa Lý Vân Tiêu. A, à, Nạp Lan Chỉ Tuyền bỗng nhiên dại ra, ngơ ngác nói. Này, chuyện này làm sao có thể? Hắn không phải chỉ có Ngũ Tinh Vũ Tông sao? La Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Đáng chết, hắn luôn giả heo ăn thịt hổ, nếu không có thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, làm sao có thể ở dưới mắt của chúng ta ẩn giấu tu vi. Hắn giờ nắm đấm lên, giờ khắc này còn cảm thấy từng trận đau đớn truyền vào đại não. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhìn nắm đấm của La Thanh Vân hoàn toàn tím đen, triệt để dại ra. Người của Ngân Nguyệt Tông cùng La Thanh Vân vừa đi, ánh mắt của Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn lập tức rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, dần dần lạnh lẽo xuống. Ha ha, hai vị nhìn chằm chằm ta như vậy là ý gì? Lý Vân Tiêu híp mắt nở nụ cười. Bùi Minh Viễn gật đầu khen. Ngươi là người có tố chất mạnh nhất mà ta đã thấy, thế nhưng thực lực không được, hết thảy đều vọng đàm a. Từ Thanh than thở. Lý Vân Tiêu, người ta cũng coi như là từng vào sinh ra tử, ngươi hẳn phải biết lấy tình thế của Viêm Vũ Thành cùng thân phận của ngươi hiện nay, ở trên đại lục chạy loạn là rất nguy hiểm, tuy rằng vọng triều các không phải siêu cấp thế lực. Nhưng chưa chắc đã không phải là một nơi đến tốt đẹp. Hắn ngoại trừ muốn lôi kéo Lý Vân Tiêu, càng là đối với vài món huyền khí cấp 9 kia một mảnh cuồng nhiệt, nhưng Bùi Minh Viễn ở bên người, không cách nào nói rõ. Bùi Minh Viễn cười nói. Từ huynh nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy Lưu Ly Sơn Trang so với vọng triều các thích hợp Lý huynh hơn. Từ Thanh biến sắc, cười lạnh nói. Bùi huynh, hai hổ tranh chấp tất có một người bị thương, vì Lý Vân Tiêu. Ta có thể từ bỏ Khương Như Băng vũ đài tái, đồng thời toàn lực trợ giúp ngươi. Nếu không cùng ta tử chiến, tạm thời bất luận thắng thua, ngươi còn có thể lấy tư thái toàn thịnh đi tham gia vũ đài chiến sao? Bùi Minh Viễn sững sờ, không nghĩ tới Từ Thanh mở ra điều kiện như vậy, hắn trầm tư, rốt cục gật đầu đồng ý. Dù sao đạt được Lý Vân Tiêu, là vì lợi ích tông môn, mà trở thành con rể Khương gia, là vì lợi ích của mình, hai cái cân nhắc, đương nhiên là lợi ích của mình làm trọng. Đây là việc rất dễ dàng cân nhắc, hắn từ từ lui sang một bên, khẽ cười nói. Mong rằng lời hứa của Từ huynh đáng giá nghìn vàng. Ta hiểu rồi. Từ Thanh đáp một tiếng, liền hướng Lý Vân Tiêu đi đến, nói. Lý Vân Tiêu, cân nhắc làm sao? Kỳ thực, đây căn bản không có cơ hội cho ngươi lựa chọn a. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái nói. Từ huynh từng bước tương bước như thế, ta xác thực là không có cơ hội lựa chọn. Hả? Từ Thanh hơi nhướng mày, sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh lẽo, càng mang theo một tia xem thường cùng lạnh lùng, lẳng lặng theo dõi hắn, đột nhiên bản năng vũ giả để trong lòng hắn khẽ run lên, thật giống như phía trước là một con mãnh hổ dã thú, chậm rãi mở ra răng nanh. Này đúng là tiếc nuối. Từ Thanh đem loại ý thức nguy hiểm kia bài trừ, vũ tôn lĩnh vực trên người đột nhiên mở ra, hướng về Lý Vân Tiêu ép đi,
sau đó bóng người lóe lên, thân như du long, một chưởng chộp tới. Con mắt Lý Vân Tiêu dần dần ngưng lại, trong tay lóe lên hàn quang, Thiên Thu Bá Đao đột nhiên hiện ra, bắn mạnh đao ảnh ngang trời, một đao mạnh mẽ liền chém xuống. Chi! Một luồng hàn ý từ nội tâm Từ Thanh dâng lên, nhưng sợ hãi chỉ chớp mắt, toàn bộ người hắn đã bị bao phủ ở dưới ánh đao tuyệt thế, vẻn vẹn là đao khí ngang dọc, liền để thân thể của hắn hầu như muốn phá diệt. Đại Bi Mộ Vân Bảo Kính. Ở thời khắc sống còn này, hắn đã rõ ràng Lý Vân Tiêu vẫn áp chế thực lực, giả heo ăn thịt hổ, nội tâm chỉ có cay đắng vô biên, nhưng luyện hóa huyền khí cấp 9 Đại Bi Mộ Vân Bảo Kính, hắn đối với mình vẫn có lòng tin nhất định. Một gương đồng sáng loáng xuất hiện ở trong tay Từ Thanh, hướng về đao mang kia chiếu rọi, lập tức ở trước người hình thành một phòng ngự màu vàng, đem ánh đao xảo diệu từ đó tách ra, dĩ nhiên vòng qua thân thể của hắn chém về phía hai bên. Bảo kính này có thể đem ánh đao tan mất. Con mắt Lý Vân Tiêu co rụt lại, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thuấn di mà lên. Trong thiên địa đột nhiên phong vân dũng động, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở phía trước bảo kính, đồng thời một trường thu nạp phong vân. Phong thái tuyệt thế, toàn bộ bầu trời đều hóa thành trưởng thế, lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tai đem trưởng lực đánh vào trên gương đồng. Ầm, gương đồng phát sinh tiếng rung kịch liệt, Từ Thanh nắm lấy gương đồng cũng thuận theo run lên một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định. Lý Vân Tiêu thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện sau khi một trưởng hạ xuống, lực lượng phong vân dĩ nhiên phản chấn trở về, trong nháy mắt ép tới trên cánh tay của hắn, hiện ra một tầng màu vàng, là bất diệt kim thân tự động hộ thể. Nhưng đại phong vân trưởng của hắn mạnh mẽ biết bao, trưởng lực cơ hồ bị 100% chấn về, trong cánh tay truyền đến tiếng xương cốt gãy nhỏ bé, trong lòng ngơ ngác một thoáng, liền lập tức hóa thành thân thể lôi điện, để lực phản chấn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của mình, đánh về phía sau. Tuy rằng phong vân trưởng cường đại, nhưng không có đế khí quy tắc, không cách nào đối với lôi đình thân của mình tạo thành ảnh hưởng. Sắc mặt Từ Thanh từ vui vẻ biến thành cả kinh, đại bi mộ vân bảo kính phản chấn. Hiệu quả cùng tu vi đẳng cấp người nắm kính có quan hệ, hiện tại Từ Thanh có tu vi thất tinh vũ tôn, như vậy sức mạnh dưới thất tinh vũ tôn hầu như có thể 100% phản chấn trở lại. Mặc dù sức mạnh vượt qua tu vi bản thân, cũng là đối thủ càng mạnh lực phản chấn càng mạnh, vừa nãy một trưởng phong vân của Lý Vân Tiêu để hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, sức mạnh phản chấn trở lại tuyệt đối vượt qua một đòn toàn lực của hắn, hơn nữa là một đòn toàn lực ở dưới đối phương không hề phòng bị. Nhưng dù vậy, cũng không có thể thương tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, trong nháy mắt lóe lên, liền biến mất ở trước mắt Từ Thanh, sau đó một luồng lôi đình oai kinh thiên từ trên trời rơi xuống, như lôi kiếp hàng lâm. Thân hóa lôi đình hầu như có thể áp chế tất cả vũ giả dưới cửu thiên cảnh. Thân hóa lôi đình, dĩ nhiên là thân hóa lôi đình. Xa xa Bùi Minh Viễn cũng giật nảy cả mình, đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy cả người rét run. Lần biến cố này thực sự là quá nhanh, thật giống như người cười nhạo một tên ăn mày ven đường, lấy ra một thỏi bạc đập tới, nhưng đối phương trong nháy mắt giơ lên một khối gạch vàng đập trở về, hơn nữa đập cho người sưng mặt sưng mũi. Từ Thanh cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, giơ lên bảo kính chiếu tới trên người mình, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật nảy cả mình, ở dưới thần thức của hắn nhận biết, Từ Thanh này tuyệt đối không phải ẩn thân gì. Xác thực là biến mất không còn tăm hơi. Xuất thủ lôi đình đã không thu lại được, trực tiếp đánh vào trên đại địa, một tia sét từ mặt đất nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi, toàn bộ đại địa bị sốc lên, một trận bùn đất lăn lộn. Bóng người Từ Thanh đột nhiên xuất hiện ở bên người Bùi Minh Viễn không xa, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Bùi huynh giúp ta, người này giả heo ăn thịt hổ, đáng chết a. Bùi Minh Viễn cũng đã nhìn mà cả người đổ mồ hôi, tất cả những thứ này bất quá là chốc lát, nhưng đem Từ Thanh đánh không còn sức phản kháng chút nào, chỉ có thể dựa vào bảo kính né tránh. Từ Thanh ở toàn bộ đông vực cũng không phải cường giả gì, nhưng không biết từ đâu chiếm được một bảo kính cấp 9, sau khi luyện hóa một năm qua cấp tốc quật khởi, thực lực mạnh mẽ đã không ở dưới đông vực thất tinh tử. Bùi Minh Viễn tự hỏi cùng Từ Thanh chiến một trận, thắng bại khó liệu. Cái này cũng là nguyên nhân hắn không thể không từ bỏ Lý Vân Tiêu mà lựa chọn vũ đài tái, nhưng... Bùi Minh Viễn dùng sức giẫm một cái, trên đất lập tức tuôn ra một cái hố to, cả người hắn hóa thành một ánh hào quang, lấy tốc độ cực nhanh trốn chạy. Hiện tại dù là kẻ ngu si cũng biết Lý Vân Tiêu so với bất luận một ai trong bọn họ đều cường đại,
hơn nữa thần hóa lôi đỉnh chính là tuyệt mật bất truyền của Hồng Nguyệt Thành Khương gia, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở trên người người này. Hắn đối với môn công pháp này có hiểu rõ nhất định, biết chiêu này hầu như là dưới vũ đế vô địch, cũng không tiếp tục có bất kỳ ảo tưởng, trực tiếp bỏ chạy. Tiên sư nó, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là tâm lý tố chất cường đại, không nghĩ tới sinh lý càng mạnh mẽ hơn. Hắn âm thầm tức giận không ngớt, hơn nữa đột nhiên xuất hiện một đối thủ như thế, đối với hắn tham gia vũ đài tái cũng là uy hiếp lớn lao. Ngươi! Từ Thanh nhìn Bùi Minh Viễn không nói hai lời liền chạy, tức giận đến thay đổi sắc mặt, chân cũng lâm không bay lên, theo ở phía sau bỏ chạy, đơn độc tái chiến Lý Vân Tiêu, hắn không có bất kỳ nắm chặt, thế nhưng bằng vào bảo kính oai, muốn chạy trốn tự tin vẫn là không ai có thể ngăn cản. Từ Thanh lấy ra bảo kính, hướng về trên người mình chiếu rọi, lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 100 mét, hóa thành một ánh hào quang đuổi theo Bùi Minh Viễn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, như có điều suy nghĩ nói. Hóa ra là thuấn di, thực sự là một tấm gương thần kỳ a. Trong tay hắn lóe lên ánh chớp, đột nhiên hiện ra một cái truy, toàn bộ bầu trời liền ảm đạm xuống, trên truy tử tỏa ra từng đạo ánh chớp, một cái khoa đầu văn màu vàng từ phía trên dần dần hiện ra. Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn đồng thời biến sắc, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng thiên địa oai cuồn cuộn hạ xuống, trong lòng lấy làm kinh ngạc, lẽ nào hắn đã là cửu thiên vũ đế? Thân thể Lý Vân Tiêu cũng kịch liệt run rẩy, truy tử này tự mang sức mạnh quy tắc, hắn vẻn vẹn là đem nguyên lực rót vào trong đó, liền sản sinh uy năng khổng lồ như thế, lôi điện từ trong tay của hắn không ngừng bắn ra, cùng bầu trời hôn ám dung hợp lại với nhau, như lôi thần hàng lâm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người thuấn hóa lôi đình, một cái nháy mắt liền nhìn thấy ánh chớp ở trên không trung lóe lên, trực tiếp hiện thân ở trước mặt hai người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ bản là dưới vũ đế vô địch, coi như là nhất tinh vũ đế cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Ban đầu còn cho rằng một chiêu liền đủ để giải quyết Từ Thanh, kéo mấy chiêu đã để hắn cảm giác bất ngờ, nếu như lại để hai người này chạy thoát, vậy sẽ thành chuyện cười. Thiết! Bùi Minh Viễn mặt xám như cho tàn, thất thanh nói. Hắn biết thân hóa lôi đình, có thể triển khai lôi độn thuật, chúng ta trốn không thoát, liều mạng với hắn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lôi độn chính là một trong vài loại độn thuật nhanh nhất trong thiên hạ, coi như là cửu thiên vũ đế cũng không đuổi kịp. Bùi Minh Viễn lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu bích lục, trong nháy mắt giải phong, tất cả sức mạnh rót vào trong đó, một kiếm quét ngang, nửa bầu trời đều hóa thành bích lục, phảng phất bầu trời cũng trúng độc. Sắc mặt Từ Thanh cũng trắng bệch, đánh vào trong đại bi mộ vân bảo kính mấy đạo pháp quyết, từng đạo kính quang bắn ra, thông thiên triệt địa. Ở dưới bầu trời hôn ám rọi sáng một thế giới. Một người là một trong đông vực thất tinh tử, một người nắm giữ huyền khí cấp 9, hai người liên thủ lại lập tức tự tin tăng gấp bội, giống to công về Lý Vân Tiêu. Thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy càng ngày càng lợi hại, truy tử trong tay có loại cảm giác sắp không khống chế được, lôi chi quy tắc dần dần nổi lên, Lý Vân Tiêu cũng khó có thể nắm giữ, giơ lên truy tử liền hướng phía trước gõ xuống. Oanh! Bầu trời rung mạnh, phảng phất đột nhiên sụp đổ. Lực lượng sấm sét to lớn ở trước mắt nổ tung, như mạng nhện phân tán ở toàn bộ bầu trời, nơi trung tâm trực tiếp lập lòe ra khoa đầu văn màu vàng, hóa thành lôi ngục màu xanh, hai người tự tin tăng gấp bội trong nháy mắt bị ánh chớp nuốt hết, kêu thảm thiết cũng không nghe thấy. Sau một truy, nguyên khí trong cơ thể Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hết sạch, tay nắm chặt truy tử kịch liệt run rẩy, tựa hồ đã không bắt được, truy tử phảng phất có linh tính, muốn phá không bay đi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, mi tâm lóe lên, lực lượng thế giới của giới thần bi hiện lên, đem truy tử hút vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn lên, mây khói phía trước dần dần tan ra, trên mặt đất bị phá hủy tảng lớn, còn có lượng lớn ánh chấp hồ quang hiện lên ở không trung, đùng đùng vang động. Bùi Minh Viễn cùng Từ Thanh là triệt để nằm ở trên đại địa, ngay cả khí lực đứng lên cũng không còn, một thân trọng thương cùng tàn tạ, sợ hãi nhìn hắn. Động tĩnh quá to lớn. Sợ là rất nhanh sẽ đưa tới người của Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ, bay xuống, trực tiếp nhấc lên hai người, ném ra xe chỉ nam liền cưỡi đi, sau nửa canh giờ liền từ thành nam bay đến thành tây, nhìn thấy một mảnh nhà trệt thấp bé lụi bại, lúc này mới tùy ý tìm một gian đi vào, đem hai người ném xuống đất. Thành nam đến thành tây, có tới mấy ngàn cây em, cho dù người Hồng Nguyệt Thành muốn tra, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm được hắn.
Trường kiếm trong tay Bùi Minh Viễn không chỉ mất hết linh khí, hơn nữa xuất hiện đạo đạo vết rách, trên căn bản là triệt để báo hỏng, hắn bi thảm hỏi. Từ huynh, người này đúng là sinh trưởng ở Nam vực sao? Sắc mặt Từ Thanh cũng hoàn toàn trắng bệch, có đại bi mộ vân bảo kính phòng ngự, thương thế của hắn so với Bùi Minh Viễn muốn nhẹ hơn nhiều, nhưng cơ bản trở thành người tàn phế, muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể, nghe được Bùi Minh Viễn nói, hắn cay đắng gật gật đầu. Ở trong bọn hắn lý giải, Nam vực là thâm sơn cùng cốc ngay cả vũ đế cũng không có, nhưng giờ khắc này. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Hai vị, không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại quen biết, có thể hảo hảo nói chuyện a. Trên mặt Bùi Minh Viễn lướt qua một tia sợ hãi, liên tục kêu lên. Ngươi không thể giết ta, ta là người của Lưu Ly Sơn Trang, cha ta là phó trang chủ. Đùng. Lý Vân Tiêu lâm không một cái tát, phiến hắn ở trên đất lăn vài vòng, lạnh lùng nói. Ta đối với gia phả của ngươi không có hứng thú, tạm thời yên tĩnh lại cho ta. Bùi Minh Viễn bưng khuôn mặt, cúi đầu không dám hé răng, nhưng trong mắt tất cả đều là oán độc. Từ Thanh một mặt cay đắng nói. Ta sai rồi, sai lầm lớn a, ngẫm lại ở trong Tu Di Sơn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ngươi tính toán, hết thảy thiên tài đều bị ngươi áp chế gắt gao. Nhân vật như vậy, làm sao có khả năng sẽ tại chỗ đạp bước, còn chỉ dừng lại ở Vũ Tông. Hóa ra là ta bỏ đi đến ngay cả tu vi của ngươi cũng đã không nhìn thấu. Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng nói như vậy, ta sẽ thật không tiện. Hắn lâm không một chảo, đại bi mộ vân bảo kính trong tay Từ Thanh liền rơi vào trong tay hắn, cười nói. Đây chính là thứ tốt, vẫn là tiểu đồng bọn được, cảm tạ rồi. Từ Thanh mặt xám như cho tàn, run giọng nói. Có thể đừng lấy đi bảo kính của ta hay không? Tất cả đồ vật khác, mọi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cái gương này là lá bài tẩy cùng khởi nguồn thực lực cường đại nhất của hắn, một khi mất đi, như vậy lập tức từ trong hàng ngũ đông vực trẻ tuổi cao thủ loại đi ra. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, không chút thương hại nào liền đem tấm gương cất đi, lạnh lùng nói. Đổi là ngươi, sẽ cho ta cơ hội sao? Từ Thanh lập tức cụt hứng, biết mình là mơ hão trong lòng, đổi là ai cũng sẽ không lưu tình, huống chi là mình động thủ trước tiên, mình trước mang tham niệm trong lòng. Đây thật sự là mình tìm đường chết, ai cũng không cứu nổi. Từ Thanh nói. Bảo kính ngươi cũng cầm, còn bắt ta tới nơi đây làm gì? Nếu muốn giết, cũng không cần mang tới nơi này đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Lưu tính mạng các ngươi, là bởi vì hai người các ngươi còn có tác dụng. Ta đến Hồng Nguyệt Thành, mục đích là vì Đông Hải Nguyệt Minh Châu, hiện tại tất cả vật kia đều rơi vào trong tay Khương gia chủ mẫu, các ngươi phải thay ta nghĩ biện pháp đạt được. Từ Thanh hơi thay đổi sắc mặt, cười khổ nói. Ngươi cảm thấy chúng ta có bản lãnh này sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không có, nhưng không có bản lãnh này, lập tức sẽ mất mạng. Người ta trong lúc đó giao tình, ở thời điểm ngươi muốn đánh chủ ý ta đã triệt để đoạn tuyệt, nếu như ngươi không thể cung cấp giá trị hữu dụng cho ta, như vậy đó là một con đường chết. Hắn nhìn Bùi Minh Viễn một chút nói. Ngươi cũng đồng dạng. Cả người Bùi Minh Viễn chấn động. Run cầm cập một thoáng nói. Đừng, đừng giết ta, ta có biện pháp. Hả, ngươi có biện pháp? Lý Vân Tiêu trong lúc nhất thời hứng thú, cười nói. Quả nhiên, mọi người là bước ra đến, không tới bước ngoặt sinh tử, ai cũng sẽ không dùng toàn lực a. Ngươi có biện pháp gì? Bùi Minh Viễn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói. Khương gia chủ mẫu là bà con xa của ta. A. Lý Vân Tiêu cùng Từ Thanh đều sửng sốt một chút, chờ đợi câu sau của hắn. Bùi Minh Viễn nói, Khương gia chủ mẫu cùng mẫu thân ta là biểu tỷ muội, ngoại tổ mẫu của ta cùng ngoại tổ mẫu của Như Băng muội tử từng là tỷ muội, đều là người Hồng Nguyệt Thành Nguyễn gia. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, quan hệ xa như vậy, có cái dám công dụng, nếu như người có thân phận địa vị, sớm đã bị mời đến phủ thành chủ ở lại, còn có thể theo Từ Thanh đi ra lăn lộn. Bùi Minh Viễn vội vàng nói. Còn có, Khương gia chủ mẫu thiếu mẫu thân ta một ân tình, Như Băng ở lúc nhỏ từng trúng một loại trọng bệnh, cần gấp một loại vật liệu cực kỳ quý giá, cũng là mẫu thân ta tìm tới cung cấp cho Khương gia, lúc này mới cứu Như Băng muội tử một mạng. Ta nghĩ, nếu để cho mẫu thân ta đi Khương gia một chuyến, hẳn là có thể cầu đến không ít Đông Hải Minh Nguyệt Châu. Hừm, có thể lưu ngươi một mạng, cho ngươi đi thử xem. Lý Vân Tiêu đi lên phía trước. Một tay lâm không thi quyết,
hóa ra từng đạo phù văn đánh vào trong cơ thể Bùi Minh Viễn, chấn động đến mức khí huyết hắn khuấy động, phun ra một ngụm máu, đầy mặt tràn ngập thần sắc kinh khủng. Lý Vân Tiêu nói, bất quá là hạ xuống một đạo phong ấn mà thôi, người có thể đi. Có thể đi. Bùi Minh Viễn không thể tin được, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể dị dạng, nhưng một đạo phong ấn có thể mạnh bao nhiêu, người này không khỏi đối với mình quá mức tự tin chứ. Chờ trở lại trực tiếp tìm phụ thân liền có thể dễ dàng phá tan. Lý Vân Tiêu ném ra một khối ngọc bội cho hắn nói. Dựa vào khối ngọc bội này cảm ứng, có thể tìm được ta một lần. Bùi Minh Viễn đại hỉ, sống sót sau tai nạn để hắn kích động không thôi, sau khi tiếp nhận ngọc bội không dám lại nói thêm gì nữa, vội vàng vận chân khí, liền lao ra phòng nhỏ, nhưng nội tâm là một luồng phẫn nộ đang ngưng tụ, chờ trở lại tìm phụ thân mở ra phong ấn, lập tức mang theo cao thủ Lưu Ly Sơn Trang giết tới, cái nhục ngày hôm nay, muốn trăm lần, ngàn lần trả lại. Ngươi liền như vậy thả hắn đi, ngươi, Tử Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lý Vân Tiêu tự tin như thế. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đi thôi, ta cho ngươi nhiệm vụ là thay ta dò nghe lai lịch Tuyết Cầu Phỉ Bà kia, cùng với Khương gia chủ mẫu thu thập Đông Hải Nguyệt Minh Châu làm chuyện gì. Bên Bùi Minh Viễn kia quá nửa là không dựa dẫm được, cuối cùng phỏng chừng còn phải ta tự mình xuất thủ. Trong tay hắn đồng dạng đánh ra pháp quyết, đánh vào trong cơ thể Từ Thanh, cho hắn một đạo phong ấn cấm chế, cũng cho một viên ngọc bội. Sắc mặt Từ Thanh âm lãnh nói. Ngươi đối với mình thật là có lòng tin a, lần này là ta có mắt không tròng, bị ngươi đoạt đi bảo kính là ta gieo gió gặt bão, bất quá ta nhất định sẽ đoạt lại, còn có vài món huyền khí khác trong Tu Di Sơn, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn ném lời hung ác, liền vận hành chân khí, trực tiếp phá không mà đi. Lý Vân Tiêu đương nhiên sẽ không đem lời hung ác của bọn họ để ở trong lòng, chờ hai người đều rời đi, hắn ở phụ cận tìm một gian phòng khác. Trực tiếp tiến vào giới thần bi. Chuôi truy tử lúc trước lẳng lặng huyền phù trên bầu trời, thần thức của hắn chậm rãi dò xét đi qua, lập tức kinh ra một đạo hồ quang, ở trên không trung đùng đùng tản ra. Truy này thần dị như vậy, một truy xuống ngay cả hai tên vũ tôn cũng đập không chết, xem ra còn phải cùng tâm thần mình hợp nhất luyện hóa mới được. Lý Vân Tiêu hơi cảm khái, mặc dù huyền khí cấp 9 phổ thông không thể tâm thần hợp nhất, ở trong tay hắn đều có thể phát huy ra uy lực nhất định. Mà truy tử này thủy chung không cách nào mò thấy khí tức lực lượng trong đó, ngày đó huyết thú triển khai đủ để phá tan lực lượng một giới, mà ở trong tay hắn ngay cả hai tên vũ tôn cũng giết không chết, chênh lệch thực sự quá to lớn. Mi tâm hắn tỏa ra một nguồn sức mạnh mênh mông, đem truy tử gói lại, trực tiếp hút vào trong cơ thể mình, trôi nổi ở trên đan điền, định dùng nguyên lực ôn dưỡng, chậm rãi luyện hóa. Sau đó liền lấy ra đại bi mộ vân bảo kính, để ở trước người tỉ mỉ quan sát. Lúc trước ở trong Tu Di Sơn, năm huyền khí lơ lửng ở trên Sơn Hà Đỉnh không có chỗ nào mà không phải là cấp 9 đỉnh cao, Hoàng Triều Trung, Ma Thiên Khải, Hàn Kiếm Băng Xương, Đại Bi Mộ Vân Bảo Kính, còn có trường thương của La Thanh Vân, loại huyền khí này mặc dù là kiếp trước hắn ở đỉnh cao cũng luyện không ra. Xem ra ở thời đại kia, chỉ tồn tại thuật luyện sư cấp 9 đỉnh cao A, những huyền khí này không phải là dùng Sơn Hà Đỉnh luyện chứ. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động. Nghĩ đến loại khả năng này, dù sao Sơn Hà Đỉnh là siêu phẩm huyền khí, nếu không mượn đỉnh khí, cũng chỉ có mấy tên thuật luyện sư cấp 9 cường đại liên thủ, cái này cũng là nguyên nhân huyền khí cấp 9 cực kỳ quý giá, mà huyền khí cấp 9 đỉnh cao càng là dị thường ít ỏi. Bốn huyền khí cấp 9 đỉnh cao, ta đến tế luyện cẩn thận một phen mới phải, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng đồ vật không thể để ta hoàn toàn luyện hóa, còn không bằng chuyên tâm luyện chế. Phiền não của hắn là huyền khí cấp 9 đỉnh cao quá nhiều, nếu bị người biết đến, sợ là đố kỵ đến bể mạch máu. Sau đó một tia sáng trắng lướt qua, một cái ngọc thước hiện lên ở trước người hắn, chính là thiên sư cự nhân thước của huyết thần tử. Hắn trầm tư chốc lát, liền tung Sơn Hà Đỉnh đến, ném thước vào bắt đầu nung nấu. Một đạo thần hỏa như hoàng, một đạo cương phong lạnh lẽo, phong hỏa đan sen, Sơn Hà Đỉnh nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau, một ánh hào quang vọt lên, thiên sư cự nhân thước trực tiếp bị hắn luyện hóa thành một thủ khôi, nhưng khí tức cùng trước đó không khác nhau chút nào. Vật này nói cho cùng vẫn là thiên sư cự nhân thước, bất quá bị ta sửa lại hình dạng mà thôi. Không được, làm sao cũng phải gia nhập đồ vật của mình, như vậy mới có thể nói là ta luyện chế. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, một tay một điểm, từ phía chân trời tuôn ra lực lượng tứ đại vực giới,
hướng về thủ khôi trồng chất mà đi. Thủ khôi bị bốn cỗ lực lượng nguyên tố trấn áp, bắt đầu lan ra khí tức cường đại chống lại, nhưng nơi nào gánh vác được, lập tức liền bắt đầu tan vỡ. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng thi quyết, từng đạo phù ấn đánh vào trong đó, đem bốn đạo lực lượng nguyên tố phong ấn trong thủ khôi. Tài liệu của thiên sư cự nhân thước hơi xấu, không thể chịu đựng lực lượng của bốn đạo nguyên tố. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, trong tay một điểm, hai tia sáng liền phá không mà đi, chính là một khối thiên chiếu khuyết kim cùng một khối bắc thiên hàn tinh thiết, sau đó còn có lượng lớn các loại nguyên liệu khác, từng cái đánh vào trong thủ khôi, bắt đầu hòa tan. Màu sắc trên thủ khôi bắt đầu phát sinh biến hóa, lúc trước Lý Vân Tiêu luyện hóa, vẻn vẹn là thay đổi trên hình dạng vật lý, giờ khắc này là thay đổi kết cấu, đem cường độ cùng năng lượng tăng mạnh, để cho nó có thể chịu đựng lực lượng tứ đại nguyên tố. Không biết qua bao lâu, thủ khôi dần dần ổn định lại, màu sắc từ trắng như ngọc lúc trước hóa thành kim ngân giao nhau, lòe lòe tỏa sáng, treo ở trên không trung. Không tệ, ở trong giới thần bi, ta có khả năng phát huy được thuật đạo thậm chí còn ở trên kiếp trước, cái thứ này ta rất hài lòng. Lý Vân Tiêu phất tay, cảnh tượng trước mắt biến đổi, đi tới chỗ Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng tu luyện, thủ khôi trực tiếp rơi xuống, bay đến bên người Hắc Liên Thiếu Hoàng, nói. Thử xem uy lực. Hắc Liên Thiếu Hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, đại hỉ đem thủ khôi gỡ xuống, vui vẻ nói. Vân Thiếu, đây là... Hắn mừng rỡ như điên, một cái chụp vào trên tay mình, to nhỏ thích hợp, cực kỳ phong cách. Ha ha, lão tử cũng có binh khí. Hắc Liên Thiếu Hoàng nắm chặt thủ khôi, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh tản ra, toàn bộ tay phải đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ không cách nào điều động. Ô ô, Vân Thiếu người đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cảm động đến nước mắt nước mũi tèm nhem, liền muốn nhào lên. Lý Vân Tiêu một ý nghĩ chuyển động, liền đem hắn đông lại, hừ nói. Ta là sợ ngươi thực lực không đủ đi ra ngoài bị người đánh chết, làm mất mặt ta, chậm rãi luyện hóa đi, trong này ta phong ấn lực lượng tứ đại nguyên tố, tuy rằng chỉ có một chút xíu, nhưng mà có thể phát huy ra bộ phận sức mạnh. Hắn lóe lên liền rời khỏi giới thần bi, xuất hiện ở trong phòng. Vùng này đều là bần dân trong Hồng Nguyệt Thành ở lại, giống như chỗ đổ rác, đâu đâu cũng tàn tạ. Ai, đã lâu không có tới, nhà cũ cũng tổn hại mất, người tuổi trẻ bây giờ một chút tích đức cũng không có, dĩ nhiên lấy nhà ta làm củi đốt. Lý Vân Tiêu mới vừa đi trên đường phố xóm nghèo, liền nghe một lão đầu lẩm bẩm oán giận. Ở trong một đống phá phòng, một bóng người quen thuộc đang dùng cái chổi quét tước vệ sinh, đem mấy cái vĩ nướng ném ra, còn có lượng lớn than cho cùng cây thăm bằng trúc. Con người của Lý Vân Tiêu hơi ngưng lên, lão đầu này chính là người ở huyết thần cung gặp phải kia, lúc đó liền biết người này thực lực không tầm thường, bởi vì lấy đồng thuật của hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu tu vi đối phương, như vậy người này chí ít cũng là vũ đế. Ồ, tiểu huynh đệ, là ngươi, thật là xảo a, khà khà, đến giúp ta quét tước vệ sinh đi. Lão đầu kia hơi ngẩng đầu lên, một mặt ý cười, dáng dấp người hiền lành. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một thoáng, một đạo lệ mang ở trong mắt lóe ra, lạnh giọng nói. Thật là xảo a. Lão đầu sửng sốt một chút, híp mắt cười nói. Nhân sinh mà, đều là tụ tụ tán tán, phân phân hợp hợp, then chốt là phải ở trong thời gian chính xác gặp gỡ người chính xác. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Lớn tuổi thì ngon sao? Là có thể tùy tiện cậy già lên mặt theo người đàm nhân sinh, đàm triết lý sao? Như vậy ngươi là người ta phải gặp gỡ sao? Lão đầu vỗ cho bụi trên tay một cái, cười nói. Ta không biết, nhưng ta biết, ngươi là người ta muốn ở trong thời gian chính xác gặp gỡ. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn quang lấp lóe, toàn thân bắt đầu đề phòng nói. Hiện tại gặp gỡ, ngươi muốn như thế nào? Lão đầu cười nói. Lúc trước ở thành Nam, đạo xét đánh kia là ngươi làm ra a? Trong mơ hồ lại có quy tắc, ta rất là hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu nói. Lòng hiếu kỳ dễ dàng hại chết người, người so với người của Hồng Nguyệt Thành phản ứng còn nhanh hơn, xem ra rất hữu tâm a. Hừm. Lão đầu cười khổ một tiếng nói. Một bộ xương già, không có ưu điểm khác, chính là làm việc khá chăm chú phụ trách, chờ làm xong lần này, liền thật sự về hưu rồi. Ta thật không hy vọng một lần cuối cùng liền ngã xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, vạn phần đề phòng, một luồng nguyên khí ở trong người khuấy động lên, tùy thời đều có thể sử dụng tới lôi đình nhất kích.
mà lão đầu kia đồng dạng là nụ cười biến mất, trở nên cực tính, loại tính này không chỉ là xử nữ chi tính, chuẩn xác mà nói là không hề có sinh cơ, yên tĩnh một cách chết chóc, trước mắt Lý Vân Tiêu phảng phất không có bất kỳ vật còn sống, tất cả đều là tàn gạch phế ngói âm u đầy tử khí. Đây là một loại ẩn thuật cực cao, người rõ ràng ở trước mắt ngươi, nhưng mà không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nếu không có mắt thường nhìn thấy, căn bản sẽ không cho rằng phía trước có người. Hai người đều lặng lặng đứng thẳng, tìm kiếm, chờ đợi, đang tìm kiếm tất cả cơ hội có thể xuất thủ, chờ đợi đối phương sơ sẩy. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Ta biết ngươi là dùng tử thi thuật, đem khí tức của mình hoàn toàn xóa đi, mặc dù tu vi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không xuất thủ, mà là tật xấu muốn tìm một đòn chí mạng, ngoại trừ bát thượng trưởng khống tử thần cung ra, ta không nghĩ tới người thứ hai. Lão đầu chuyển động. Lý Vân Tiêu mở miệng nói chuyện đó là kẽ hở hắn muốn tìm, mặc dù đối phương nói toạc ra thân phận của hắn, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tâm tính của hắn, đó là cứng cỏi giống như thiên truy bách luyện, hội tụ ở dưới một chiêu, đây là một chiêu phải giết. Trên người Lý Vân Tiêu có một ánh vàng lấp lóe, sau đó phảng phất đem hết thảy ánh sáng trong thiên địa hội tụ, chớp mắt một thoáng phóng xạ ra, trực tiếp chiếu vào trên mặt lão đầu, đâm hai mắt hắn đau nhói. Lão đầu kinh hãi. Thiên hạ này liệt dương mạnh hơn cũng không thể thương tới hai mắt của hắn, tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất phát sinh, để tâm tính của hắn trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, uy lực trong tay suy nhược. Dưới vội vàng, một chiêu phải giết đầu voi đuôi chuột, đánh vào nguồn sáng, phát sinh vang vọng lanh lảnh. Một lực phản chấn khó có thể dùng lời diễn tả được dọc theo con đường lão đầu công kích bắn trở lại, lão đầu dưới sự kinh hãi, đã không thể tránh khỏi, bị một đòn phải giết của mình bắn trúng. Tại chỗ phun ra một ngụm máu, bị đánh bay trở lại. Lão đầu là sát thủ ít có trong thiên hạ, dưới một đòn xưa nay không lưu lại chỗ trống cho mình, mỗi lần đều là một đòn khuynh lực, lần này cũng không ngoại lệ, không có để lại bất kỳ nguyên lực phòng ngự, bị phản chấn thân thể nhất thời gần như tan vỡ. Lý Vân Tiêu cũng cảm giác không dễ chịu, lực đạo của đối phương căn bản là không có cách phản chấn 100%, còn có lực đạo khổng lồ xuyên thấu qua đại bi mộ vân bảo kính chấn động lại. May mà hắn sớm có phòng bị, mà thiên khải trong phút chốc hóa hình mà ra, chấn động đến không gian bốn phía đều ông ông trực hưởng, một đòn kia càng là xuyên thấu ma thiên khải phòng ngự, cuối cùng đánh vào trên người Lý Vân Tiêu, chấn động đến khí huyết cả người cuồn cuộn, bay ngược mấy chục mét mới ổn định thân hình. Thực lực hai người cách biệt quá xa, sau một đòn kết quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt, khác biệt một trời một vực. Thân thể lão đầu hầu như tan vỡ, mở to hai mắt, khó có thể tin. Không ngừng ho ra máu, khó có sức tái chiến. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cũng khí huyết cuồn cuộn, nhưng bất quá là vết thương nhẹ mà thôi, giờ khắc này trên người sát ý ngang nhiên, từng bước một đi lên, lạnh giọng nói. Nếu ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi, tự nhiên phải biết quy luật các ngươi xuất thủ, từ lâu nghĩ tốt kế sách ứng đối, thiên hạ không có chiêu thức chính xác vĩnh viễn, chiêu này ngươi dùng hơn 100 năm, cũng nên gặp quỷ. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng lúc trước ngươi nói tới nhân sinh triết lý, ta là người trong thời gian chính xác, ngươi gặp phải người chính xác, vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn cho kiếp sống sát thủ của ngươi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng thổn thức không ngớt, nếu không phải ngẫu nhiên đạt được mộ vân kính, một chiêu kia tuy rằng không đến nỗi giết mình, nhưng chắc chắn sẽ không phải là kết quả hiện tại, có thể mình đã hóa thành lôi đình chạy thoát. Trong tay hắn lóe lên hàn quang, hàn kiếm băng xương xuất hiện trong tay. Giơ lên thật cao nói. Ta vẫn tò mò đứng đầu bát tượng các ngươi đến cùng là người phương nào. Tuy rằng trong lòng ta mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn hy vọng có người có thể chứng thực cho ta một thoáng. Lão đầu không ngừng ho khan, mặt cười khổ nói. Ta làm sát thủ nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết tên của ta, lẽ nào ngươi không muốn hỏi một câu, thỏa mãn lòng hư vinh của ta một thoáng, chỉ ít để người ta biết đã từng có nhân vật số một như vậy tồn tại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng châm chọc nói. Không có hứng thú các ngươi nguyên bản là ẩn nấp ở trong bóng tối làm việc, như vậy chết cần gì người biết. Tên theo thân thể của ngươi đồng thời mục nát là được rồi. Ta chỉ đối với người đứng đầu của bát tượng các ngươi cảm thấy hứng thú. Ai nha, ngũ ca, người thực sự đã già, người giết không chết, trái lại xào huyệt cũng bị người hủy. Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể hơi ngưng lại. Hàn khí đem hắn bao phủ, nếu như trường kiếm của hắn chém xuống, tất nhiên sẽ đưa tới một đòn lôi đình, hắn hơi thay đổi sắc mặt. Không trung dần dần uốn lượn, một nam tử trẻ tuổi mặt mỉm cười xuất hiện,
vô cùng thân mật hướng Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, nói. Người có thể làm cho thủ lĩnh quan tâm, quả nhiên không tầm thường, ngay cả đa tiến lão tiền bối trong bát tượng cũng không làm gì được ngươi, hơn nữa là ở dưới tình huống thực lực cách biệt xa như vậy, thật khiến cho người ta giật mình a. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi cũng là một trong bát tượng. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Ngươi có thể gọi ta tiểu bát. Lý Vân Tiêu múa một đạo kiếm hoa, liền cất hàn kiếm băng xương đi, nói. Không biết là nơi nào đắc tội người đứng đầu bát tượng các ngươi, vẫn luôn là không thù không oán, vì sao muốn đến giết ta? Tiểu bát cười nói. Ai nói không thù không oán? Tử thần cung cung chủ chúng ta là sinh tử đại địch của ngươi, hơn nữa những năm gần đây ngươi cấp tốc quật khởi, đã dẫn tới không ít người chú ý, người đứng đầu chỉ là một cái trong đó mà thôi. Hiện tại ngươi có thể đi, nếu ngũ ca cũng không giết được ngươi, ta cũng không thể làm gì. Còn nữa, giết ngươi cũng không phải nhiệm vụ của ta. Đa tiến cười khổ nói. Tiểu bát, hiện tại ngươi thả hắn đi, không khác nào thả hổ về rừng, lần sau càng khó bắt giết. Giờ khắc này hắn tất nhiên cũng bị thương tại người, chính là thời cơ tốt giết hắn a. Tiểu bát nhẹ nhàng cười nói. Ngũ ca, niên đại giết người không từ thủ đoạn kia của các ngươi đã qua. Sát thủ cũng phải có phong độ của sát thủ đạo, hôm nay ngươi tao ngộ đại bại, đó là tuyên cáo thời đại thuộc về các ngươi đã không còn tồn tại nữa, ngươi vẫn là báo cáo cho người đứng đầu, về nhà dưỡng lão đi thôi. Đa tiến sửng sốt một chút, liên tục cười khổ, không ngừng ho khan. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, ta mặc kệ người đứng đầu của các ngươi là ai, ngươi chuyển cáo cho hắn, nếu như chọc ta, thiên vũ giới sẽ không có đất cho bát tượng các ngươi dung thân. Hắn nói xong, bóng người lóe lên, hóa thành một ánh hào quang liền bay vụt ra ngàn mét, mới hóa xuất thân hình, đi vào trong đám người. Tiểu bát nhìn Lý Vân Tiêu rời đi, trong mắt hàn quang lấp lóe không ngớt, tựa hồ vì câu nói lúc hắn rời đi kia xúc động lửa giận. Đa tiến nhìn tiểu bát một chút, cười nói. Làm sao, bị đối phương dọa sợ. Tiểu bát nhẹ nhàng than thở. Ai, ở trên hàm dưỡng vẫn là không bằng những lão tiền bối các ngươi a. Ngươi cảm thấy câu uy hiếp kia của hắn làm sao? Đa tiến trầm tư một chút, ngưng trọng nói. Bây giờ chỉ là lời hung ác chống đỡ mặt mũi, nếu như tiếp tục phát triển liền khó nói, có thể sẽ có một ngày trưởng thành uy hiếp người đứng đầu. Tiểu bát nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn cùng cung chủ, ai mạnh ai yếu? Lý Dật. Phách Thiên Hổ nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Thiên tư của Lý Dật xác thực rất mạnh. Hơn nữa hắn có thể ở trong tay Vũ Văn Từ Nô làm chủ, bất luận tâm cơ cùng thủ đoạn đều là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa trải qua những tàn phá cực kỳ tàn ác kia, cũng coi như là ăn khổ trong khổ, có thành tựu hôm nay cũng nên phải. Ngày đó dẫn dắt hắn đi Tử Thần Cung, tuyệt đối không ngờ rằng hắn có thể trở thành cung chủ. Người đứng đầu hy vọng hai người bọn họ chiến một trận sao? Tiểu bát nói, nguyên bản là như vậy, thế nhưng mục tiêu có biến. Nhiệm vụ chuyến này của cung chủ là muốn tham gia vũ đài tái, cưới Khương Như Băng, như vậy đối với thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh rất lớn, việc đối phó Lý Vân Tiêu chỉ có thể áp sau. Chỉ là... Đa tiến cười nói. Ha ha, bị nam nhân dằn vặt lâu như vậy, cũng nên cho hắn một mỹ nữ tuyệt sắc bồi thường, chỉ là cái gì? Trong mắt tiểu bát lóe lên tinh quang, có chút ngưng trọng nói. Chỉ là chúng ta có thể đoán sai thực lực những yêu tộc kia, mấy tên đại yêu kia. Để ta cảm thấy một trận khủng bố khó có thể ức chế, cái cảm giác này chỉ có ở trên người người đứng đầu cảm nhận được qua. Hơn nữa cung chủ đối với những yêu tộc kia tựa hồ vô cùng trọng yếu, lần này hành trình Hồng Nguyệt Thành liền có một tên yêu tộc đồng hành, làm hộ vệ bên người. Ta sợ thế lực cung chủ không ngừng tăng cường, cuối cùng sẽ thoát ly chúng ta trưởng khống. Đa tiến sửng sốt một chút, than thở. Mạnh hơn cũng không thể thắng người đứng đầu. Huống hồ đám yêu tộc kia ở Tống Nguyệt Dương Thành gây ra phong ba lớn như vậy, thật muốn đối phó bọn họ, trực tiếp đem hành tung của bọn họ bán cho thánh vực liền được, những chuyện này không cần chúng ta bận tâm. Tiểu bát nói, chỉ mong vậy đi, người đứng đầu luôn luôn tính toán không lộ chút sơ hở, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn tiến lên đỡ Đa Tiến, không gian hơi vặn vẹo một thoáng, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi thành Tây, sợ làm cho mấy người chú ý, trực tiếp lẫn vào trong đám người. Bởi lượng lớn vũ giả tràn vào Hồng Nguyệt Thành, thực lực Phú Tông như hắn chỗ nào cũng có, ngược lại cũng không chọc người.
Hắn ở bên đường liền lấy ra Mộ Vân kính, chỉ thấy trên mặt kính lại bị Đa Tiến lưu lại ma ngân, nội tâm thầm giật mình không ngớt, thực lực Đa Tiến này sợ là cùng huyết thần tử không kém bao nhiêu, đồng thời đối với uy lực của Mộ Vân kính cảm thấy khó mà tin nổi. Đa Tiến bị lực phản chấn của mình kích thương, này cố nhiên có quan hệ tới phương thức tác chiến của hắn, một đòn toàn lực, không lưu chỗ trống, nhưng Mộ Vân kính này ngay cả công kích của Lục Tinh Vũ Đế cũng có thể gặp mạnh thì càng mạnh, phản chấn trở lại, đúng là ra ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa tấm gương này có thể thuấn di, chí ít ẩn chứa quy tắc không gian. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ nói, phải tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen, tựa hồ còn ẩn giấu không ít năng lực kỳ quái ở bên trong. Huyền khí bình thường đều là đao, kiếm có tính chất công kích, nhưng loại hình huyền khí dụng cụ như kính, tháp, chung, thường thường càng thêm đáng sợ, coi như là lấy khả năng kiếp trước của hắn, cũng không dám ngông cuồng luyện loạn loại đồ vật này. Tấm gương này không tệ a. Đột nhiên một cái tay duỗi tới, hướng về tấm gương chụp đi. Lý Vân Tiêu lật tay một cái, liền cất đi Mộ Vân kính, một phát bắt được cánh tay kia, lạnh lùng nhìn qua, đột nhiên ngẩn ra nói. Là ngươi. Ồ, là ngươi, ngươi nơi nào làm ra một chiếc gương như thế, khà khà, đưa cho ta đi. Người kia cũng sững sờ, chính là Văn Lâm kéo Lý Vân Tiêu gia nhập băng khối tổ chức, đối với tấm gương này một mặt khát cầu. Lan. Lý Vân Tiêu hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Con ngươi của Văn Lâm đảo một vòng, híp mắt cười nói. Không phải là mấy khối nguyên thạch sao, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lý Vân Tiêu nói. Tin tức tốt gì? Văn Lâm vô cùng thần bí kéo Lý Vân Tiêu đến góc đường, thấp giọng nói. Ngươi muốn phát tài. Lý Vân Tiêu một mặt hắc tuyến nói. Làm sao phát tài? Văn Lâm vươn tay ra, dáng vẻ có chút cấp bách nói. Ngươi lấy chiếc gương vừa nãy ra ta xem một chút, nếu như có thể xác minh suy nghĩ trong lòng ta, ta quyết định giá cao thu mua nó. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức đen kịt lại nói. Cao bao nhiêu? Văn Lâm nói. Cái gương này ngươi từ nơi nào đến? Lý Vân Tiêu chỉ phía sau nói. Vừa nãy ở trong một cửa hàng cầm đồ, vật chủ quá hạn chưa lấy, cho nên lão bản tự mình xử lý. Ta dùng giá cả gấp 3 lúc cầm, đầy đủ 30.000 trung phẩm nguyên thạch mới mua được. 30.000 trung phẩm nguyên thạch. Vẻ mặt Văn Lâm dại ra, vỗ đầu một cái, mạnh mẽ thầm nói. Trời ạ, 30.000, nếu thật sự là bảo kính này. Nội tâm hắn gào thét, ổn định tâm thần, tận lực nở nụ cười nói. Lão bản có nói là người nào cầm hay không? Lý Vân Tiêu trầm tư một chút nói. Nghe nói là một lão đầu 60. 70 tuổi. Văn Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được tay Lý Vân Tiêu, kích động nói. 60, 70 tuổi, quả nhiên là chiếc gương của phụ thân ta, ta rốt cuộc tìm được, thực sự là hoàng thiên không phụ lòng người a. Con ngươi Lý Vân Tiêu trợn thật lớn, nhìn Văn Lâm trước mắt này một cái nước mũi một cái nước mắt kể lể, thật muốn cho hắn một cái phong hào ảnh đế. Văn Lâm khóc ròng ròng nói. Tấm gương này là đồ cưới của mẫu thân ta năm đó, nàng cùng phụ thân ta thanh mai trúc mã, hai trẻ nhỏ vô tư, hai người cũng chính bởi vì chiếc gương kia kết duyên. Sau đó phụ thân bất đắc dĩ bán cái gương này, nhưng mãi cho đến sắp chết cũng không quên qua muốn chuộc đồ, người sẽ không rõ loại tâm tình làm nhi tử nhưng không thể ra sức này a. Ngày hôm nay, ta rốt cục có cơ hội tìm về cái gương này, ngày hôm nay là ngày giỗ phụ thân, huynh đệ, người có thể thành toàn một mảnh hiếu tâm của ta hay không? Để chúng ta đồng thời vì phụ thân khắp thiên hạ ca ngợi, phụ ái vô cương. Lý Vân Tiêu trừng hai mắt, cổ quái nói. Ảnh đế huynh, Nga, không không, là Văn Lâm huynh, ông chủ hiệu cầm đồ nói nam tử cầm gương kia, đầu tiên là đem lão bà mình bán tới thanh lâu, lúc này mới cầm tấm gương, lẽ nào mẹ ngươi là? Hắn một mặt khiếp sợ. Sắc mặt Văn Lâm lập tức đen thui, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, hắn lại vô liêm sỉ làm sao? Cũng không thể thừa nhận nói mẹ mình là kỹ nữ, nhất thời xì hơi, mặt âm trầm nói. Như vậy à, này phỏng chừng là ta tính sai. Nội tâm hắn một trận tức giận, không công diễn lâu như vậy, lại bị câu nói đầu tiên của đối phương đánh tan thành mây khói. Há, thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh nói. Cái gương này với ngươi không có quan hệ, ta còn có việc đi trước. Văn Lâm huynh, lần sau chúng ta gặp lại. Văn Lâm vội vàng ngăn cản hắn, con người đảo một vòng, cười nói.
Đúng rồi, làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này chạy loạn? Hồng Nguyệt Thành ra đại sự ngươi có biết hay không? Con mẹ nó, ngươi lại tới nữa rồi. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, trên mặt không mặn không nhạt nói. Ồ, đại sự gì, là Khương gia chi chủ bị giết, hay là mẫu thân của Khương Như Băng bị người lừa lên giường? Ách, còn không đến mức như vậy. Văn Lâm ngượng ngùng nói. Là nữ thần chạy trốn, ta mới từ trong tổ chức đạt được tin tức, nữ thần đột nhiên liền từ Khương gia biến mất, hiện tại toàn bộ Khương gia đều vỡ tổ, Hồng Nguyệt Thành cũng bị phong tỏa, không cho bất luận người nào rời đi, ngay cả hết thảy đường hầm không gian đối ngoại cũng phong tỏa ngăn cản. Ngươi ngẫm lại, luận võ chọn rể liền muốn bắt đầu rồi, nếu như đến lúc đó Khương gia không có người, ha ha, cái chuyện cười này là làm lớn. Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, châm chọc nói. Ngươi không phải tín đồ của nữ thần sao? Làm sao dáng vẻ như cười trên sự đau khổ của người khác? Hừm, nào có. Văn Lâm một mặt bi phẫn, dùng tay vỗ xuống cái trán, khó chịu nói. Cũng không biết giờ khắc này nữ thần đang ở nơi nào, sáng sớm có bánh nóng hổi ăn hay không, đói bụng có vịt nướng ăn hay không, mệt mỏi có thể tìm tới quán rượu thư thích nghỉ ngơi hay không, khổ sở có. Hắn than thở khóc lóc, dáng dấp đau đến không muốn sống, giống như lão bà chết rồi vậy. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Đúng rồi, chiếc gương này của ta. Hừm, tấm gương làm sao? Văn Lâm đột nhiên ngừng lại, quét qua tâm tình u buồn thê lương, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đầy mặt khát vọng. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Chiếc gương này của ta là không thể đưa cho ngươi. Văn Lâm. Hắn lau đi mồ hôi chán nói. Ta nói huynh đệ. Tuy rằng tấm gương này của ngươi ta chỉ liếc mắt nhìn, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là đồ vật đại hung không rõ, ta khuyên ngươi vẫn là ném rủi ro bảo vệ bình an, đem chiếc gương này cho ta, ta tìm một tên thuật luyện sư cường đại đem nó luyện hóa đi, như vậy sẽ không ở lại trên đời tiếp tục hại người. Lý Vân Tiêu nói, như vậy à, ngươi muốn tấm gương cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải đem đồ vật tới đổi. Đồ vật gì? Văn Lâm mắt sáng lên, vỗ ngực một cái nói. Vì luyện hóa đi đồ vật hại người này, tránh khỏi càng nhiều người bị thương tổn, coi như là tinh tinh trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi. Lý Vân Tiêu nổi lòng tôn kính nói. Văn huynh đại nghĩa, tại hạ bội phục, như vậy ta cũng không thể dở công phu sư tử ngoạm, chỉ cần dùng 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu liền có thể đổi. Đông Hải Nguyệt Minh Châu, 24 viên. Văn Lâm như bị người bóp lấy cái cổ, kêu sợ hãi nói. Vật kia chính là Đông Hải Chí Bảo, bất kỳ một viên đều là giá trị liên thành, 24 viên nối liền nhau có thể tạo thành cảnh tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả kỳ dị, tạo thành hiệu quả không tầm thường, giá trị cao thậm chí ở trên rất nhiều huyền khí cấp 9, ngươi chơi ta à. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Văn Lâm huynh hiểu còn thật nhiều à, thấy thế nào cũng không giống như là Vũ Hoàng Lâu La à. Văn Lâm cũng cười nói. Lý huynh làm sao không phải đây? Một tên vũ tông sao có thể có tấm gương đại hung như vậy? Lý Vân Tiêu cười nói. Đại bi mộ vân bảo kính này tuy là bảo bối, nhưng cũng không phải là không thể bỏ, điều kiện là 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, thiếu một viên cũng không được. Cả người Văn Lâm run lên, khó có thể tin cả kinh nói. Ngươi nói cái gì, bảo kính này đúng là đại bi mộ vân bảo kính. Lý Vân Tiêu cảnh giác lên đáp. Trên tấm gương tựa hồ có mấy cái chữ nhỏ như thế, cũng không biết phải hay không. Vẻ mặt Văn Lâm có vẻ cực kỳ không bình tĩnh, đang liều mạng áp chế tâm tình của mình, chậm rãi nói. Nếu như ở mấy tháng trước có thể có biện pháp, nhưng hiện tại, người cũng biết hiện tại Đông Hải Nguyệt Minh Châu trên căn bản đều ở trong tay Khương gia chủ mẫu Nguyễn Hồng Ngọc. Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại nói. Văn Lâm huynh tin tức quả thật linh thông. Văn Lâm gật đầu nói. Xem ra ngươi cũng biết, mặc dù là Nguyễn Hồng Ngọc, trong tay cũng chỉ có 18 viên, trên căn bản là hội tụ toàn bộ Đông Vực cùng Thương Minh. Nếu như ngươi muốn lấy được, cũng không phải là không có biện pháp. Lý Vân Tiêu mừng lớn nói. Ồ, Văn Lâm huynh có biện pháp. Văn Lâm nở nụ cười nói. Ta từ trong tổ chức nghe nói, 18 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia chính là một trong những đồ cưới của Khương Như Băng lần này. Cái gì, đồ cưới? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút. Văn Lâm từ trên người lấy ra một thẻ ngọc đưa tới nói. Ngươi xem một chút đi, này là đồ cưới của Khương gia, mới nhất công bố ra, hiện tại đã truyền lưu đến trong tay đệ tử các thế lực lớn,
lần này Khương gia đúng là rơi xuống đại vốn liếng a. Lý Vân Tiêu mang ngọc giản kia đặt ở trên trán, rất nhanh liền nhíu mày. Văn Lâm rất có thâm ý nhìn hắn, cười nói. Làm sao, không phải động tâm đi luận võ chọn rể chứ? Tuy rằng Đông Hải Nguyệt Minh Châu quý giá, nhưng cùng những thứ khác so ra vẫn là kém không ít a. Hơn nữa hiện tại Minh Nguyệt Châu đã xếp vào trong đồ cưới công bố thiên hạ, người muốn dùng biện pháp khác đạt được đó là khó càng thêm khó. Lý Vân Tiêu nắm ngọc giản kia trầm tư một trận, mới nói. Lẽ nào Văn Lâm huynh đối với những đồ này cùng với mỹ nữ không có hứng thú? Văn Lâm cười nói. Có hứng thú vậy cũng phải có thực lực mới được a. À, cái gì Đông vực thất tinh, Tây vực ngũ kiệt, Bắc vực tứ tú, cái nào không phải diệt ta như diệt muỗi? Hừ hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nói chung không có Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tấm gương này ngươi liền ở lại trong trí nhớ đi, gặp lại. Này này, đừng đi a. À. Lại thương lượng a. Văn Lâm ở phía sau không ngừng hô, nhưng Lý Vân Tiêu là không để ý chút nào, đột nhiên hắn quát to một tiếng nói. Lý huynh, ngươi xem này. Lý Vân Tiêu kinh ngạc một thoáng, dừng thân thể chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trong tròng mắt Văn Lâm lập lòe điểm điểm bạch quang, một luồng sức mạnh kỳ dị nhộn nhạo lên, dĩ nhiên là tấn công bằng thần thức. Đồng thuật. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức muốn cười. Thời cổ Thiên Thủy Quốc có câu nói. Gọi là nghịch đao trước mặt quan công, trước mặt Khổng Tử niệm văn chương, hiện tại Lý Vân Tiêu mới rõ ràng ý tứ của những lời này. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, thái cổ thiên mục trên trán đột nhiên mở ra, con mắt kia trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt, ánh mắt lập lòe tinh mang của Văn Lâm biểu hiện sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu trở nên hơi mê ly, cuối cùng hóa thành một mảnh mờ mịt. Bất quá trong nháy mắt, liền bị người chế trụ. Vừa vặn, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là lai lịch ra sao đi. Lực lượng tinh thần của Lý Vân Tiêu xuyên thấu qua thái cổ thiên mục phóng xạ ra, thẳng vào trong óc đối phương, bắt đầu tìm tòi ký ức. Ký ức của Văn Lâm từ nhỏ tới lớn, liền hiện ra ở dưới thần thức của Lý Vân Tiêu, không có một chút bí mật nào. Ký ức chi liên, như cuộn thư họa, nhanh chóng lật lên, để Lý Vân Tiêu khiếp sợ chính là, người này dĩ nhiên là người của thánh vực. Đột nhiên, thần thức của hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy trong ký ức chi liên của Văn Lâm. Từ khi gia nhập thánh vực bắt đầu, liền bị từng thanh phong ấn khóa lại, không cách nào lật xem. Cái gì, đây là hoàng quang ấn ký tỏa. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, thần thức kịch liệt khiếp sợ từ trong óc Văn Lâm vọt ra, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Trong thiên hạ, có thể sử dụng tới này hoàng quang ấn ký tỏa này, chỉ có sư phụ của Viên Cao Hàn, Thiên Chiếu Tử ẩn cư ở trong thánh vực thần Đô A, lẽ nào người này là Thiên Chiếu Tử phái tới, đồng thời mang theo bí mật rất lớn. Nội tâm hắn dâng lên một tầng bóng tối, việc này liên quan quá to lớn, coi như là hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân. Chẳng trách hắn có thể nhận được đại bi mộ Vân Bảo Kính, không nghĩ tới là người của Thiên Chiếu Tử. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, nhìn Văn Lâm chậm rãi tỉnh lại, quay người liền rời khỏi, trực tiếp tiến vào trong đám người. Một lát sau, Văn Lâm cuối cùng từ trong mơ hồ tỉnh lại, lập tức nghĩ tới phát sinh tất cả, sắc mặt trắng bệch, cả kinh nói. Tại sao lại như vậy, làm sao có khả năng, ta lại bị hắn phản chế. Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi rất lớn, tự lẩm bẩm. Vừa nãy ý thức hải một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ bị đối phương nhìn ký ức của ta. Hắn liếm môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận khô khát, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. May là trong óc có phong ấn tỏa của Thiên Chiếu Tử đại nhân, lúc trước thời điểm bày ấn ta còn cảm thấy nhiều chuyện, quá mức cẩn thận. Không nghĩ tới có ngày hữu dụng. Văn Lâm thoáng đè ép tâm tình, dần dần tỉnh táo lại, trầm tư nói. Lai lịch của người nọ nhất định phải điều tra rõ ràng, không chỉ là tài năng như thần, tấn công bằng thần thức, còn có đại bi mộ Vân Bảo Kính, đồ vật trong truyền thuyết kia rốt cục xuất hiện, dù như thế nào cũng phải đạt được. Khí chất trên người hắn dần dần xảy ra biến hóa, không còn là dáng dấp phú hoàng lúc trước, trái lại tu vi từ từ hạ thấp, không lâu liền hóa thành một phàm nhân. Không có một chút nguyên lực gợn sóng nào, đi vào trong đám người, cũng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Văn Lâm cho Lý Vân Tiêu thẻ ngọc, tin tức vô cùng nhiều, mãi đến tận ngày thứ hai, đồ cưới của Khương Như Băng lập tức truyền khắp toàn thành, gây nên hiệu ứng náo động rất lớn. Khắp thành, bất luận nam nữ già trẻ, đầu đường xó chợ, đều là đang bàn luận đề tài này, mà các đường vũ giả càng là tràn vào Hồng Nguyệt Thành.
trong đó mấy thứ quý giá nhất là chân long bí bảo, huyền khí cấp 9, 18 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, thiên hành hoán cốt hoàng đan, cùng với cơ hội tiến vào Khương gia vũ các tùy ý chọn một bộ vũ kỹ. Chân long bí bảo là thượng cổ chân long để lại râu rồng, là thượng cổ chân long a, vẫn tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới xác thực có long tu, nói không chắc còn ẩn chứa bí mật thành tựu thần cảnh, này không chỉ có những tuổi trẻ tuấn kiệt kia, ngay cả thế hệ trước cũng dục già dục dịch, có chút đệ tử không muốn dự thi đều bị trưởng bối đánh văng ra ngoài, nhất định phải dự thi. Huyền khí cấp 9 kia cũng không phải mặt hàng phổ thông, mà là hóa thần hải tổng hội trưởng Lỗ Thông Tử luyện chế luân hồi bảo đao. Năm đó vì luyện chế chuôi thần đao này, Lỗ Thông Tử đại sư tự mình tới luân hồi nguyên thạch, nghe nói ngày đao thành, hóa thần hải trực tiếp hạ xuống lôi đình màu tím, mấy trăm tên vũ đế đồng thời phi không chống đỡ, dưới ánh đao tại chỗ đánh chết mấy tên vũ đế cường giả, người bị thương vô số, lục đạo chúng sinh, tận nhập luân hồi. Cho tới Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tất cả mọi người là người đông vực, hẳn là rõ ràng giá trị hạt châu này. Chính là đồ vật ngưng thần tĩnh tâm nhân gian tuyệt phẩm. Đeo một viên ở trên người, có thể nói là vạn tà bất xâm, có thể diệt trừ tất cả tâm ma trong tu luyện, vĩnh vô tâm ma. Đông vực từ xưa có truyền thuyết, một khi hội tụ 24 viên, có thể kết thành quang cảnh nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả kỳ dị, như tiên cảnh giáng lâm, có thể trực tiếp vũ hóa đăng tiên, cũng không biết thực hư. Thiên hành hoán cốt hoàng đan là đan dược chân phẩm trong cấp 9, nếu như đem linh đan cấp 9 chia làm cửu phẩm, thiên hành hoán cốt hoàng đan này tuyệt đối là cấp 9 cửu phẩm. Chỉ bất quá vật ấy đối với vũ đế cường đại mà nói không có sức hấp dẫn, nhưng đối với những vũ giả bồi hồi ở ngưỡng cửa vũ đế, lại không khác nào tiên dược, có sức hấp dẫn chí mạng, vật này có thể tăng lên 30% xác suất thăng cấp vũ đế A, chỉ cần thiên tư của ngươi không phải quá bỏ đi, trên căn bản là vững vàng lên cấp. Thử hỏi có thể tu luyện tới vũ tôn đỉnh cao, cái nào sẽ là đồ bỏ đi đây? Đan dược này có một biệt danh khác là, vũ đế đan, người được đan, tất thành vũ đế. Còn có Khương gia võ điển, ha ha, cái này liền không cần nhiều lời. Cuối cùng Khương gia võ điển kia càng không cần phải nói, thuần dương chân quyết, thiên diệp linh minh thuật. Cái nào không phải như lôi đình quán nhĩ, bên nào không phải tạo qua cường giả tối đỉnh đại lục, khiến cho thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật. Có thể tập đến một trong số đó, liền đủ để bế nghĩa thiên hạ. Cha cha, còn có lượng lớn các loại đan dược, huyền khí, nguyên thạch, linh thảo, chân bảo. Muốn nói tỉ mỉ, nói đến vũ đài tái đánh xong cũng nói không hết, hầu như là toàn bộ gia sản của một môn phái cỡ chung. Luận điệu như vậy ở toàn bộ Hồng Nguyệt Thành chỗ nào cũng có, hết thảy vũ giả cũng vì đó cuồng nhiệt, những vũ giả nguyên bản không muốn dự thi kia cũng bắt đầu làm nóng người, cũng không có thiếu người bắt đầu tế bái thần linh, phù hộ mình trúng tuyển. Ở phụ cận trung ương Hồng Nguyệt Thành, có hai tòa lâu vũ hùng vĩ tinh xảo, tuy rằng khí thế không bằng phủ thành chủ, nhưng kết cấu tinh mỹ. Hai tòa lâu vũ trong lúc đó chọn dùng nghê hồng liên hệ, như trường long nằm ngang, giấu ở trong không gian, phảng phất tiên kiều. Nơi này là kiến trúc có tiếng của Hồng Nguyệt Thành, gọi là Thanh Phong Minh Nguyệt. Ở trên nghê hồng long kiều, bay múa mấy cái đại triện to lớn, người nhập lâu ta, phải có thanh phong, người uống với ta, duy làm minh nguyệt. Một tên nam tử thân mang cẩm bào huyền thanh sắc, ở ỷ lan trên lầu ngóng nhìn, một đôi mắt đẹp như thu thủy u cốc. Trong suốt sáng sủa, nhìn khắp thành rộn rộn ràng ràng, không khỏi nhẹ giọng nói. Thanh phong mang đi tuổi trẻ, chỉ có minh nguyệt biết tâm ta. Phía sau một tên cung trang mỹ phụ nhìn nam tử trước mắt nói. Tử mậu, người còn oán hận dưỡng của ngươi. Nam tử xoay người lại, vẻ mặt tính như thu thủy, bình thản nói. Tử mậu không dám, dưỡng thân là Hồng Nguyệt thành chủ, thiên hạ kính ngưỡng, chính là bất thế hào kiệt, tử mậu vẫn luôn lấy dưỡng làm gương. Nỗ lực tu luyện, ở trên con đường võ đạo này, bất cứ lúc nào cũng không dám ngừng lại. Cung trang Mỹ phụ lộ ra nụ cười thỏa mãn khen. Ngươi thật sự không có để thúc bá thất vọng, cũng không có để đại ca thất vọng. Trở thành nhân vật lãnh tụ trong đông vực trẻ tuổi, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, thành tựu tương lai sẽ không dưới các bậc tiền bối. Vâng, tử mậu ghi nhớ giáo huấn. Nguyễn tử mậu khom người cúi đầu, bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng tử mậu có nghi vấn. Càng ngày càng khó hiểu, hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn cháu của mình một chút, từ tốn nói. Ngươi là vì việc của Như Băng. Nếu như ngươi thật có tiền đồ, vấn đỉnh vũ đạo đỉnh cao, nữ tử thiên hạ này, còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi thân là Nguyễn gia trưởng tử, đứng đầu đông vực thất tinh,
lại vì việc nhi nữ lòng sinh tích tụ, người muốn cho ta thất vọng sao? Nguyễn Tử Mậu nói. Tử Mậu không dám thế, nhưng theo đuổi vũ đạo đỉnh cao, không phải là vì có thể quân lâm thiên hạ, mặc ta Tiêu Dao sao? Nếu như ngay cả nữ tử mình thích cũng không có thể đạt được, vậy quân lâm thiên hạ lại có ý gì nghĩa? Nguyễn Hồng Ngọc biến sắc, hừ lạnh nói. Việc Như Băng kết hôn, là vì lợi ích Hồng Nguyệt Thành, mà thông gia đại phái khác, nếu như gả cho ngươi, há không phải lãng phí một tài nguyên tốt đẹp. Con người Nguyễn Tử Mậu thu nhỏ lại, một vệt tinh mang lấp lóe, bình tĩnh nói. Thông gia đại phái khác, cũng chỉ là vì củng cố địa vị của Hồng Nguyệt Thành ở Thiên Vũ Giới, trước sau là lực lượng ngoại lai, khó có thể dựa vào. Nếu như ngài có thể đem Như Băng muội tử gả cho ta, Tử Mậu không ra 50 năm, tất nhiên vấn đỉnh vũ đạo đỉnh cao, dẫn dắt Hồng Nguyệt Thành trở thành tồn tại trí cao như thánh vực, hóa thần hải. Hắn nói như chặt đinh chém sắt, nhưng khuôn mặt không động chút nào, chỉ là trong mắt giấy lên một luồng hừng hực chi hỏa, để Nguyễn Hồng Ngọc cũng theo đó cả kinh. Ha ha, nói được lắm. Nguyễn Hồng Ngọc cười lớn khen. Người Nguyễn gia ta nên có loại khí phách này, chỉ là Như Băng không thể gả cho ngươi, đây là thúc thúc ngươi quyết định, ai cũng không thể thay đổi, trừ thứ này ra, bất kỳ nữ tử nào trong Hồng Nguyệt Thành, thậm chí bất kỳ nữ tử nào trên đại lục, nếu như ngươi vừa ý, ta thay ngươi xử lý. Nguyễn Tử Mậu chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Ta không cầu đem Như Băng muội muội gả cho ta, chỉ cầu cho ta cơ hội tham gia vũ đài tái, ta sẽ dùng thực lực của mình chứng minh, cái gọi là thủ đoạn thông gia, bất quá là trò cười, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, mới thật sự là cường đại. Nguyễn Hồng Ngọc cau mày nói. Cháu nói không sai, nhưng từ cổ chí kim có thể dựa vào sức một người quân lâm thiên hạ, thiên tài tuyệt thế không có mấy người. Làm thế lực siêu cấp đứng xứng trên đỉnh phong, chỉ có liên kết hoặc phân hóa lực lượng, mới có khả năng ở trên đại lục này trường tồn lâu dài không suy sụp. Võ lực cá nhân tóm lại là ngắn ngủi, căn cơ và nội tình của một phái mới là kế lâu dài. Năm đó Nguyễn gia chúng ta gặp đại kiếp, thực lực gia tộc thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Nếu không phải dựa vào các loại quan hệ kinh doanh bình thường đến chống đỡ, sợ là đã trở thành cát bụi trong dòng sông dài lịch sử. Là người đứng đầu của một phái, có rất nhiều thứ ngươi còn phải học tập. Nguyễn Tử Mậu nói. Tử Mậu ghi nhớ lời dạy dỗ của cô, nhưng về chuyện của Nhược Băng biểu muội, Tử Mậu hy vọng có thể có một cơ hội cùng anh hào trong thiên hạ giao đấu, cũng có thể xem thử độ chênh lệch giữa ta những người khác thế nào, lấy thừa bù thiếu mới có khả năng tiến thêm một bước. Cháu. Nguyễn Hồng Ngọc chán nản, phất ống tay áo một cái, than thở. Được rồi, những năm gần đây Nguyễn gia thế kém, khó có được xuất hiện một thiên tài hậu bối giống như cháu. Hy vọng sau này của Nguyễn gia chúng ta đều ở cả trên người cháu. Cô sẽ cố gắng thỏa mãn cháu, nhưng dù sao Nhược Băng cũng không phải con gái ruột của ta. Trong chuyện này, lời nói của ta có hạn, chuyện này ta sẽ đi nói với dượng của ngươi. Chỉ có điều Nhược Băng cũng thật không hiểu chuyện, vào lúc này không ngờ lại rời nhà trốn đi chơi, thật là làm người ta tức chết đi được. Trên mặt Nguyễn Tử Mậu lộ vẻ mừng rỡ, vội hỏi. Đa tạ cô, Nhược Băng biểu muội chỉ là tâm tính có chút bướng bỉnh mà thôi. Huống hồ ở trong thành Hồng Nguyệt này, nàng có thể chạy đi đâu? Tất cả còn không phải nằm ở trong lòng bàn tay của cô hay sao? Nguyễn Hồng Ngọc cười nói. Để cho nàng giải sầu một chút cũng tốt, gặp phải chuyện lớn của cuộc đời như vậy, hẳn sẽ có chút khẩn trương. Chuyện cháu muốn tham gia thi đấu ta sẽ cố gắng chu toàn hết mức. Nếu như cháu thật sự có thể đánh bại anh hào trong thiên hạ đoạt giải quán quân, ta nghĩ dượng cháu cũng sẽ cam tâm tình nguyện gả Nhược Băng cho ngươi. Được rồi, ta phải đi lo chuyện chiêu đãi. Nếu cháu cố tình tham gia, vậy tốt nhất nên chuẩn bị một chút. Vừa lúc có thể tuyên bố với mọi người, Nguyễn gia ở thành Hồng Nguyệt ta lại một lần nữa đứng lên. Trong mắt nàng chớp động ánh sáng, lộ ra vẻ mong đợi, thân ảnh dần dần trở thành mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở bên trong thanh phong minh nguyệt lâu. Nguyễn Tử Mậu đứng dậy, trong mắt đầy vẻ mừng như muốn phát điên. 10 ngón tay nắm chặt, tiếng khớp xương vang lên. Trong lúc nhất thời, hào khí vượt mây, hắn cất cao giọng nói. Xưa nay vạn sự nói kiếp sau, ta sẽ cố gắng nắm chặt càn khôn. Yên tâm đi cô, ta sẽ không để cho cô phải thất vọng. Sau đó hắn cũng hóa thành một đạo ánh sáng tiêu tan, lưu lại lâu vũ trống rỗng, cùng với sóng nguyên lực cường đại dao động tản ra. Ở một tòa tửu lâu không lấy gì làm bắt mắt, đầy người uống rượu nói chuyện ầm ĩ. Bọn họ đều đang thảo luận về chuyện lớn xảy ra gần đây.
Hiện tại thành Hồng Nguyệt gần như chật ních, bất kỳ một tử lâu nào cũng có cảnh tượng như vậy. Còn có rất nhiều võ giả không có đủ chỗ phải vào ở nhờ cả trong nhà người bình thường. Nhưng thành Hồng Nguyệt đối với người bình thường lại có quy định bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa những võ giả vào ở nhờ phần lớn đều là người hào sảng. Trên căn bản là cục diện tất cả đều vui. Ánh mắt của mọi người trong tử lâu này đều tập trung ở trên người một nam tử bộ dạng thư sinh đang nhẹ nhàng phe phẩy một chiếc quạt giấy, mặt mỉm cười, nói lời êm tai. Đám dễ chuỗi các ngươi còn không đi nằm mơ luôn đi. Các ngươi làm sao có thể hiểu được nữ thần của cuộc sống? Theo tin tức mới nhất mà ta nghe được, Khương Nhị tiểu thư mỗi đêm rửa chân đều tốn 2 chậu nước. Một cái rửa chân bên trái, một cái rửa chân bên phải. Nam tử thư sinh đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa. Một nam tử sắc mặt ngưng trọng đi vào, nhìn bộ dạng hắn dường như có điều suy nghĩ. Đối với chuyện đàm luận các loại tin tức như vậy, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ biết cúi đầu đi vào bên trong. Thư sinh thoáng có chút kinh ngạc, kêu lên. Từ Thanh huynh, thật không ngờ huynh cũng tới thành Hồng Nguyệt. Tên nam tử kia chính là Từ Thanh. Lúc này hắn mới dừng bước chân, ngạc nhiên nói. Hóa ra là Cát Phi Bình, Cát huynh. Huynh bắt đầu tuyên truyền những chuyện bát quái từ khi nào vậy? Cát Phi Bình khẽ phe phẩy quạt giấy, cười nói. Đây không phải là do buồn chán chờ lôi đài thi đấu luận võ kén rể sao? Nghe nói Nguyễn Tử Mậu, đứng đầu thất tinh của Đông Vực Hậu Thiên ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu chiêu đãi trẻ tuổi tuấn kiệt trong thiên hạ. Từ huynh tất nhiên không thể bỏ qua. Bộ dạng Từ Thanh hoàn toàn không yên lòng, nói. Ta có việc trong người, không thể đi tới gần nơi náo nhiệt đó. Hắn hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời Cát Phi Bình, chỉ nói vài câu đơn giản liền ôm quyền từ biệt, đi lên tử lâu. Cát Phi Bình âm thầm lộ vẻ kinh ngạc, hắn quan sát thần sắc Từ Thanh, hình như bị nội thương không nhẹ. Thật không biết là xung đột với người phương nào. Sau khi mắt thấy Từ Thanh lên lầu, hắn liền mỉm cười, tiếp tục bát quái với mọi người trong tử lâu. Trong tay Từ Thanh nắm một khối ngọc bài màu xanh, cảm nhận này một tia vi diệu dẫn dắt, đang chỉ về phía một gian phòng khách. Lý Vân Tiêu hạ phong ấn ở trong cơ thể hắn, hắn thử qua nhiều loại phương pháp, vẫn không có cách nào phá giải được. Hắn thậm chí tìm đến Bùi Minh Viễn, muốn xem thử Lưu Ly Sơn Trang có lực lượng có thể phá giải hay không. Nhưng thật không nghĩ mở, người của Lưu Ly Sơn Trang cũng hết đường xoay sở. Điều càng khiến cho hắn tức giận hơn nữa chính là, để bảo đảm sự an toàn cho Bùi Minh Viễn, người của Lưu Ly Sơn Trang không ngờ bắt hắn làm thí nghiệm, thử đủ loại biện pháp cổ quái. Cuối cùng bị khiến cho hắn khắp người bị thương, vẫn không hề có tiến triển gì. Vì đề phòng hắn chạy trốn, bọn họ còn phái người đặc biệt canh giữ hắn. Từ Thanh nhờ vận khí, đã thương được người canh giữ, lúc này mới trốn thoát. Hắn dựa vào tin tức trên ngọc bài tìm kiếm Lý Vân Tiêu. Hắn đi tới trước cửa một gian phòng thượng phẩm, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp tiến vào trong đó. Đây là một gian phòng khách dẫn tới phòng luyện công, chỉ ở một đêm đã tốn tới hơn 10 vạn nguyên thạch trung phẩm. Từ Thanh nói, Lý Huynh, ta tới rồi. Lúc này, cánh cửa phòng luyện công từ từ mở ra. Một đạo ánh sáng lóe lên, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn một cái, cười nói. Chịu không ít khổ nhỉ. Trên mặt Từ Thanh thoáng ửng đỏ, lộ ra chút căm phẫn đối với Lưu Ly Sơn Trang, nói. Tin tức ta mang đến, hy vọng huynh có thể tuân thủ hẹn ước đã định, thay ta giải phong ấn. Sau khi mất đi đại bi mộ Vân Bảo Kính, bây giờ hắn đối với lội vào bãi nước đục ở thành Hồng Nguyệt, thật sự hoàn toàn mất hết hứng thú. Hắn chỉ thầm mong có thể toàn thân trở ra, trở lại thính triều các bế quan tu luyện. Được, huynh nói đi. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói. Trên mặt Từ Thanh thoáng co giật vài cái, nhìn bộ dạng đối phương phong khinh vân đạm như vậy, hắn đột nhiên phát hiện, sự chênh lệch giữa hai người có lẽ không chỉ đơn giản là thực lực mà thôi. Thời điểm ở Tu Di Sơn đối phương đã ăn chắc hắn, hắn vẫn có một đường sống để phản kháng. Nhưng giờ này khắc này, bản thân đã lấy được bước tiến đủ để kiêu ngạo nhìn quần hùng, trái lại cách đối phương càng ngày càng xa. Bây giờ là ăn chắc bị rất chết, không bất kỳ con đường sống nào để phản kháng cả. Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, làm trò cười cho người trong nghề. Trong lòng Từ Thanh âm thầm thở dài một tiếng, hắn vô cùng chán trường, nhưng cũng cảm thấy may mắn. Vì hắn đã đúng lúc nhận rõ ra sự chênh lệch và thiếu sót của mình. Hắn còn có cơ hội hăng hái đuổi theo. Hắn dự định lần này sau khi trở về, không
không thành cửu thiên vũ đế thì tuyệt đối không rời khỏi tông môn. Lý Vân Tiêu nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt hắn, hình như nhận ra được điều gì, cười nói. Con đường võ đạo, rộng lớn cao xa, cho dù là cường giả đỉnh phong cũng không dám nói mình có thể nhìn thấy hết võ học trong thiên hạ. Ta bày ra phong ấn thuật, nếu không phải có 10 phần tự tin, làm sao dám để cho huynh rời đi được. Từ Thanh than thở. Tin tức nàng béo Tuyết Cầu bị thụ giáo ta đã nghe được. Chính là đại tiểu thư Khương gia Khương Nhược Mai, con gái ruột của Nguyễn Hồng Ngọc, chủ mẫu Khương gia. Đơn giản là từ nhỏ đã mắc một loại bệnh quái lạ. Mặc dù không ăn không uống cũng có thể béo lên, cho nên ngày tháng dần qua mới thành bộ dạng như bây giờ. Nàng rất ít khi lộ diện ở trước mặt mọi người, hơn nữa cực kỳ kiêng kỵ người ta ở sau lưng bàn luận về nàng. Cho nên người dám nói cũng không nhiều lắm. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, kinh ngạc nói. Lại có căn bệnh quái lạ như thế sao? Đối một nữ nhân mà nói, như vậy đơn giản là sống không bằng chết. Từ Thanh cười khổ nói. Còn không phải sao, nếu không phải như vậy, đại tiểu thư Khương gia đã kế thừa di truyền của phụ mẫu, tất nhiên cũng là một mỹ nhân bại hoại. Không đến mức dẫn tới chuyện khối băng phấn nộn tròn vo đó có tướng mạo và tính cách bị ổi không chịu nổi như thế. Không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu rõ. Tất nhiên là tỷ tỷ đố kỵ với muội muội, rồi mới ở sau lưng làm một vài thủ đoạn ngầm không muốn cho người khác biết. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lấy thế lực và địa vị của Thành Hồng Nguyệt, cho dù là Lỗ Thông Tử cũng có thể mời tới. Không ngờ lại không tìm được phương pháp trị liệu, quả nhiên là kỳ quái. Từ Thanh nói. Chuyện này ta cũng hiểu là không nên bàn tán, vẫn luôn tìm hiểu mới biết được một vài chuyện trước kia. Ngươi đã từng nghe nói năm đó ở Thành Hồng Nguyệt phát sinh một chuyện lớn kinh thiên động địa hay chưa? Phá Quân Vũ Đế của Phi Dương một lần đã giết chết hơn 30 cường giả Vũ Đế của Nguyễn gia, thiếu chút nữa khiến thế lực Nguyễn gia tan thành mây khói. Trận chiến ấy thật sự cả thành đẫm máu, ánh trăng nhuộm đỏ. Một đêm đó thật sự xứng với cái tên Thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu. Hắn lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Làm gì khoa trương đến như vậy được? Nhưng điều này và nàng béo Tuyết Cầu có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Từ Thanh nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói. Ngươi cũng biết đồng thuật của Phá Quân Vũ Đế thiên hạ vô song, đã đến trình độ thần hồ kỳ kỹ. Có thể biến giả thành thật, đổi thiên thành địa, hóa thương hải tang điền, chuyển sao trăng. Năm đó đánh một trận ở Thành Hồng Nguyệt, Nguyễn gia không chỉ có chết hơn 30 vũ đế, hơn nữa trong thành có hơn 1.000 tộc nhân bị đồng thuật của Phá Quân Vũ Đế trấn nhiếp, vẫn đần độn. Giống như kẻ ngu ngốc. Mãi đến khi mấy năm sau mới lần lượt hoàn hồn tỉnh táo lại. Hắn nhìn vẻ mặt Lý Vân Tiêu đờ đẫn, cho rằng đối phương không tin, hiên ngang cười lạnh nói. Ngươi cũng không tin, phong hiệu vũ đế, ta và ngươi làm sao có khả năng tùy ý phỏng đoán được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lời đồn bao giờ cũng không đáng tin cậy, khoa trương phóng đại lên mà thôi. Từ Thanh nói. Năm đó Nguyễn Hồng Ngọc chính là người bị đồng thuật trấn nhiếp. Mà khi đó nàng đã mang bầu Khương Nhược Mai. Cũng chính trong tình trạng đần độn ngu ngốc đó, nàng đã sinh ra Khương Nhược Mai. Lúc Khương Nhược Mai ra đời, đã hơn 30 cân. Hiện tại sợ là 300 cây gì cũng không dừng lại đi. Sau đó, Hồng Nguyệt thành chủ Khương Sở Nhiên cũng đã cầu tới thầy thuốc ở các phương. Giống như ngươi nói, hóa thần hải Lỗ Thông Tử đại nhân cũng tự mình giá lâm thành Hồng Nguyệt. Kết quả cũng không làm được chuyện gì. Lỗ Thông Tử đại nhân lúc đó có một câu liền khiến Khương Nhược Mai và Nguyễn Hồng Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi. Không ngờ này tỷ tỷ Tuyết Cầu toàn thân béo như vậy lại là do mình tạo thành. Thực sự là nghiệp chướng. Hắn ngượng ngùng nói. Lỗ Thông Tử nói thế nào? Từ Thanh nói. Lúc đó Lỗ Thông Tử đại nhân nói trên người Khương Nhược Mai vẫn mang theo đồng thuật chú ấn của Phá Quân Vũ Đế. Trừ khi Phá Quân Vũ Đế tự mình giải cho nàng, bằng không trong thiên hạ không người nào có thể giải được. Lấy quan hệ của Thành Hồng Nguyệt và Phá Quân Vũ Đế lúc đó, Khương Sở Nhiên làm sao có thể đi tìm hắn. Lại sau đó, Phá Quân Vũ Đế bỏ mạng, toàn bộ người trong thiên hạ lại không có người nào có thể phá chú ấn này. Lý Vân Tiêu. Từ Thanh than thở. Thật ra những điều này ở Thành Hồng Nguyệt không được tính là bí mật gì cả. Chỉ có điều tất cả mọi người không dám bàn luận về nó. Ta cũng tốn không ít công sức mới nghe được. Về phần này Yến Tinh Hoa, chính là bạn chơi cùng của Khương Nhược Mai từ trước cho tới nay. Bởi Khương Nhược Mai dáng vẻ mập mạp, cho nên từ nhỏ tính cách cổ quái.
Nguyễn Hồng Ngọc liền tìm rất nhiều hài đồng cùng tuổi tới chơi cùng nàng. Đáng tiếc Khương Nhược Mai không chỉ có tính cách cổ quái, lớn lên còn cực kỳ tàn nhẫn. Những bạn chơi khác đều bị nàng giết chết, chẳng biết tại sao chỉ còn Yến Tinh Hoa sống sót, hơn nữa còn nghe đồn chắc là Ngưu Lang của Khương Nhược Mai. Từ Thanh liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, sững sờ hỏi. Lý huynh, Trán huynh làm sao lại nhiều mồ hôi như vậy? Chẳng lẽ là thân thể không khỏe sao? Lý Vân Tiêu vội vàng lau mặt, ngượng ngùng nói. Ta không sao, không ngờ nàng béo tuyết cầu lại có thân thế bi thảm như vậy. Càng không nghĩ tới nàng không ngờ là con gái ruột của chủ mẫu Khương gia. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, trầm tư nói. Ừ, như vậy xem ra, Nguyễn Hồng Ngọc chắc hẳn cảm thấy người con gái này của mình bị thua thiệt. Bằng không nàng chơi thủ đoạn loan như vậy, Nguyễn Hồng Ngọc không có khả năng không quan tâm. Nếu để cho Khương Nhược Mai đi đòi Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có lẽ có thể sẽ lấy tới cũng không chừng. Từ Thanh sửng sốt một chút, cười nói. Ha ha, Khương Nhược Mai làm sao có thể giúp ngươi đi lấy Đông Hải Nguyệt Minh Châu được? Thứ này đã bị liệt vào đồ cưới của Khương Nhược Băng, thiên hạ đều biết. Trừ khi ngươi có thể khiến thân thể béo mập của nàng gọn lại. Lý Vân Tiêu nhìn Từ Thanh liếc mắt đầy thâm ý, nói. Tiểu tử ngươi có tiềm chất làm tiên đoán sư. Sao? Từ Thanh sửng sốt một chút, không hiểu nguyên nhân. Lý Vân Tiêu nói. Mấy tin tức này của ngươi rất có giá trị, ta rất hài lòng. Một tay hắn ở trên không trung vẽ ra một đạo ấn ký, từ trong khoảng không vỗ vào trong cơ thể Từ Thanh. Thân thể Từ Thanh thoáng chấn động, liền cảm nhận được lực lượng phong ấn đều đã được hóa giải. Không chỉ có như vậy, thân thể vốn bị Lưu Ly Sơn Trang ngược đãi cũng hình như khôi phục một chút. Hắn cả kinh nói. Như vậy thì được rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Lần sau gặp lại, hy vọng có thể có chút tiền đồ. Sắc mặt Từ Thanh lúc trắng lúc đỏ. Hắn xấu hổ, cắn răng nói. Lần sau gặp lại, ta sẽ cướp bảo kính của ta về. Còn có mấy món đồ khác nữa. Ngươi cũng phải giữ gìn thật kỹ. Hắn không ở lại nữa, vừa nói vừa xoay người đi xuống, thoáng chốc đã biến mất ở ngoài cửa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu dần dần bình tĩnh lại, than thở. Năm đó sát khí quá nặng, hại không ít người. Nàng béo này, nếu như ta có thể giúp được thì cứ giúp nàng một chút. Có lẽ nếu nhận được Đông Hải Nguyệt Minh Châu sẽ đột phá cũng không chừng. Trong lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động, cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết. Hình như có người động thủ. Ngay sau đó liền nghe được tiếng Từ Thanh hét lên đầy phẫn nộ. Ngươi là người phương nào, lại dám ở thành Hồng Nguyệt trước mắt bao nhiêu người tùy ý dương oai đánh người. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lời nói này của Từ Thanh thật có ý tứ. Chính hắn cũng tùy ý động thủ đối với người ta. Khác nhau chính là không phải trước mắt bao nhiêu người. Thân ảnh hắn lóe lên, liền theo đó xuất hiện ở bên ngoài. Trong đại đường tửu điếm từ lâu đã loạn thành một đoàn. Tất cả đều tản ra bốn phía. Rất nhiều người đều ôm tâm trạng giống như xem kịch vui. Đồng thời cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong đó, Cát Phi Bình vẫn đứng ở giữa nói chuyện bát quái, hiện tại bị thương ngã xuống đất. Một nam tử tuấn Mỹ mặc y phục trắng như tuyết cầm trường kiếm để ở trên cổ họng Cát Phi Bình, sắc mặt lạnh như băng. Sát khí tràn ngập toàn bộ đại đường, gần như thành thực chất. Mà phía sau nam tử áo trắng cũng chính là La Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền. Còn có một kiếm đồng đang ôm kiếm đứng, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn. Từ Thanh lại ở một bên kinh hãi không dừng, nói. La huynh, Nạp Lan tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên thân kiếm của tên nam tử áo trắng lộ ra hàn khí, khiến cổ họng Cát Phi Bình trực tiếp rỉ máu. Cát Phi Bình sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng, run run nói. Huynh đài, ta và ngươi không có quen biết, vì sao lại đột nhiên ra tay đả thương ta? Hai mắt nam tử áo trắng sắc như đao. Gần như muốn cắt Cát Phi Bình ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn lạnh giọng gằn lên từng chữ nói. Vừa rồi, theo như lời ngươi nói, Khương nhị tiểu thư bị ba lần bao vây, làm như thế nào ngươi biết được? Lý Vân Tiêu ngẩn ra, đưa mắt nhìn lại. Nam tử tuấn mỹ áo trắng này có chút quá phận, giống như nữ tử, nhưng nhìn kỹ, lại có hầu kết, lỗ chân lông cũng lớn hơn so với nữ tính. Thật sự là nữ tử không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu chỉ hơi trầm ngâm. Trong hai mắt dần dần lóe lên thần quang. Nhưng ở dưới đồng thuật, hắn lập tức nhìn thấy rõ người này đã sử dụng thuật dịch dung siêu cường.
Diện mạo dưới lớp dịch dung tự động hình thành ở trong đầu Lý Vân Tiêu. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Khi quan sát tên kiếm đồng kia, cũng thấy có sử dụng thủ pháp dịch dung, cũng là nữ tử. Lẽ nào? Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, kết hợp với lời nữ tử này vừa nói, lại thêm một loạt tin tức, hắn lập tức hiểu rõ nam tử tuấn mỹ trước mắt này chính là nhị tiểu thư Khương gia mới bỏ trốn, nhân vật chính của chuyện ầm ĩ khiến thiên hạ chấn động lần này. Nguyên bản, chuyện mỹ nữ bị ba lần bao vây, đều là trọng tâm câu chuyện khiến nam nhân đặc biệt có cảm giác hứng thú. Cũng chỉ có bản thân Khương Nhược Băng mới có thể tức giận như vậy. Hơn nữa còn hỏi vấn đề này. Lẽ nào Cát Phi Bình nói ba lần bị bao vây là thật? Cát Phi Bình cũng ngẩn người ra. Hắn không ngờ người trước mắt này ra tay đả thương mình, lại chính là vì vấn đề nhàm chán như vậy. Lúc này hắn cảm thấy mình thật oan ức, khổ sở nói. Mấy chuyện này đều được truyền loạn. Hơn nữa có rất nhiều phiên bản khác nhau. Ta là mình cân nhắc một chút, chọn một phiên bản cảm thấy tương đối đáng tin rồi nói mà thôi. Hắn ngây người ra một chút, lẩm bẩm nói. Điều này, chẳng lẽ là thật? Khương Nhược Băng nổi giận, sắc mặt đỏ bừng giống như cả tím, cả giận nói. Đương nhiên là do ngươi dám bịa đặt nói xấu chửi bới Khương nhị tiểu thư. Ta giết ngươi. Nàng giơ bảo kiếm lên chuẩn bị chém xuống. Kiếm khí kia chiếu xuống người, vừa nhìn cũng biết không phải vật tầm thường. Thân ảnh La Thanh Vân thoáng động, trực tiếp nắm lấy cổ tay của nàng, thản nhiên nói. Không thể giết hắn, hiện tại cả thành đều đang bàn luận những điều nhàm chán này. Lẽ nào ngươi muốn giết hết thiên hạ hay sao? Cát Phi Bình sợ đến mức run rẩy, nói liên tục. Đúng đúng, lẽ nào ngươi muốn giết sạch cả thiên hạ mới thôi? Hắn nhìn Khương Nhược Băng quay mặt lại ánh mắt chứa lửa giận ngập trời, lập tức rụt cổ xuống, vội vàng nói. Sau này ta sẽ không nói nữa là được chứ gì, mong rằng huynh đài giơ cao đánh khẽ. Hừ, tức chết ta rồi. Khương Nhược Băng dậm chân một cái, liền thu bảo kiếm vào, nhìn về phía Cát Phi Bình cả giận nói. Cút, nếu ta còn nghe thấy người uốn đầu lưỡi một lần nữa, sẽ giết không tha. Cát Phi Bình nhặt về một cái mạng, liên tục bảo đảm sẽ không tiếp tục nữa. Từ Thanh cùng hắn dù sao cũng là quen biết cũ, liền tiến lên nâng hắn dậy, muốn rời đi. La Thanh Vân đột nhiên cười nói. Từ huynh, không ngờ huynh lại bình yên vô sự. Xem ra thực lực từ huynh nằm ngoài dự đoán của ta. Trên mặt Từ Thanh liền đỏ ửng, ném đi sắc mặt giận dữ. Hắn hiểu rõ La Thanh Vân đang châm chọc hắn. Hắn âm thầm tức giận. Hóa ra thằng nhãi này đã sớm biết thực lực Lý Vân Tiêu. Nhìn thấy mình dê vào miệng cọp không ngờ lại không nhắc nhở một câu. Thật đáng ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cùng Cát Phi Bình rời đi. La Thanh Vân ngăn Khương Nhược Băng lại, sau đó xoay chuyển con mắt, nhìn về phía Lý Vân Tiêu đang đứng dựa ở trên cầu thang mỉm cười, hừ một tiếng, nói. Lại gặp mặt, lẽ nào ngày hôm nay lại là một ngày tồi tệ? Lý Vân Tiêu cười nói. Gặp gỡ không bằng vô tình gặp được, La Huynh đi một chuyến tới phủ thành chủ, thu hoạch rất nhiều nhỉ. La Thanh Vân sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút về lời hắn nói, có chút nghĩ không ra. Đột nhiên trong lòng cả kinh, thầm nghĩ. Lẽ nào hắn nhìn thấu Khương Nhược Băng là nữ nhi? Ý nghĩ này khiến hắn có chút kinh ngạc không hiểu. Người dịch dung cho Khương Nhược Băng và tiểu tuyết tỷ nữ này chính là Nạp Lan Chỉ Tuyền. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhìn Khương Nhược Băng và này tiểu tuyết dần dần nổi lên hầu kết, lỗ chân lông trở nên lớn hơn, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tin tưởng được người như vậy sẽ là thân nữ tử. Nạp Lan Chỉ Tuyền ở bên cạnh, nhìn về phía Lý Vân Tiêu cười chân thành, lộ ra một thần sắc cảm kích, nói. Vân Tiêu công tử cao thượng, Chỉ Tuyền cảm kích khôn cùng. Trong lòng Lý Vân Tiêu chợt hiểu rõ, Nạp Lan Chỉ Tuyền đã biết người lúc đầu xuất thủ chính là hắn. Hắn lập tức mỉm cười nói. Chỉ Tuyền cô nương đừng nói như vậy, ta còn phải nhờ Chỉ Tuyền cô nương chiếu cố, sau khi gia nhập Ngân Sơn Tông có thể chọn thêm mấy muội muội. Nạp Lan Chỉ Tuyền đỏ mặt, đầy vẻ quyến rũ nói. Nếu như Vân Tiêu công tử thật sự đồng ý gia nhập Ngân Sơn Tông, Chỉ Tuyền bảo đảm sẽ chọn đến khi công tử hoa mắt. Nàng che miệng mà cười, kiều mị nói không nên lời. Tất cả võ giả xung quanh đều nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, có chút thần hồn điên đảo. Khương Nhược Băng hừ lạnh một tiếng, nói. Chỉ Tuyền tỷ tỷ, đám người lang thang này, tỷ tỷ vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười nói. Minh đệ đệ có chỗ không biết, trong đó có chút khúc mắc.
không bằng mấy người chúng ta ngồi xuống chậm rãi tâm sự. Ừ, cũng được, thật khó lắm mới gặp được tỷ tỷ, còn dẫn theo bằng hữu như La Huynh. Tính tình Khương Nhược Băng có chút tùy tiện, rất nhanh liền quên đi chuyện ba lần bị bao vây không vui kia. Bốn người ngồi vào một bàn, Tiểu Tuyết liền đứng thẳng ở phía sau lưng Khương Nhược Băng. Tửu điếm rất nhanh liền khôi phục lại trật tự, rượu hoa đào thơm ngon đã được bưng lên, mỗi người rót một chén, Nạp Lan Chỉ Tuyền nâng chén nói. Chén rượu này là ta nợi Vân Tiêu công tử, uống trước thể hiện sự kính trọng. Lý Vân Tiêu cười nói. Muốn uống thì mọi người cùng nhau uống. Khương Nhược Băng cũng không khách khí, thoáng cái đã uống một ngụm lớn. Nàng chợt cả kinh nói. Rượu này, đây là rượu hoa đào gì chứ? Đây là say quên buồn. Phụt! Lý Vân Tiêu đang uống, một ngụm rượu trực tiếp phun ra. Hắn ho khan không ngừng. Lúc trước Khương Nhược Băng nghe hắn ăn nói tùy tiện như vậy, đối với hắn đã không có thiện cảm. Lúc này sắc mặt càng lạnh, cả giận nói. Ngươi có ý gì, cái tên này rất buồn cười sao? Lý Vân Tiêu liên tục lắc đầu, cười khổ nói. Không buồn cười, chỉ là không cẩn thận uống bị sặc mà thôi. Sắc mặt Khương Nhược Băng càng khó coi hơn, một hàn khí tản ra, lạnh lùng nói. Ngươi rõ ràng chính là cảm thấy buồn cười. Hôm nay nếu như ngươi không nói cho ta biết cái tên này buồn cười ở chỗ nào, vậy đừng trách ta đây không nể mặt Chỉ Tuyền tỷ tỷ. Gương mặt Lý Vân Tiêu gần như biến thành trái mướp đắng. Điều này bảo hắn phải nói như thế nào chứ? Nạp Lan Chỉ Tuyền và La Thanh Vân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhẹ giọng thì thầm. Say quên buồn, say quên buồn. Cái tên rất hay nha. Chỉ Tuyền cũng không rõ, tại sao Vân Tiêu công tử lại cười. La Thanh Vân nhếch miệng lên, giễu cợt nói. Lý Huynh, lần này Huynh không nói cho rõ ràng, sợ là sẽ gặp phải phiền phức lớn. Khương Nhược Băng lạnh giọng nói. Cái tên say quên buồn này chính là do người ta kính yêu nhất đặt. Lý Vân Tiêu nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ngày hôm nay ngươi sẽ phải nhìn thấy mũi kiếm. Thân thể nàng chợt lóe lên hàn quang, thanh bảo kiếm lúc trước hiện tại đã nằm trong tay nàng, phát ra từng luồng sáng lanh. Người trong tửu lâu thoáng cái lập tức giải tán hết, mỗi người đều cười khổ không thôi. Công tử tuấn tú này thật biết gây chuyện, vừa nãy mới ra tay đả thương người, lúc này mới qua bao lâu lại muốn động thủ. Lý Vân Tiêu không nói gì. Không ngờ nha đầu kia và Ninh Khả Nguyệt có quan hệ thâm sâu như thế. Giữa ba đại gia tộc trong thành Hồng Nguyệt thường cưới gả cho nhau, đã cắm rễ sâu đậm với nhau. Căn bản là một bên tổn hại, tất cả đều tổn hại. Một bên vinh quang tất cả đều vinh quang. Thanh bảo chiếu phát ra hàn quang duỗi tới trước mặt mình, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây tuyệt đối là thanh huyền khí cửu giai, trong khí tức có chấn động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chém ra kiếm quang. Hắn cười khổ nói. Tiểu hài tử như ngươi có cái gì mà buồn chứ? Tất cả mọi người thật muốn ngất xỉu một hồi. Bộ dạng Lý Vân Tiêu chỉ khoảng 16-17 tuổi, lại làm như già cả nói đến người ta là tiểu hài tử. Sau khi Khương Nhược Băng dịch dung rõ ràng bộ dạng còn lớn hơn so với hắn. Khương Nhược Băng cũng cả giận nói. Chính ngươi mới là một tiểu hài tử. Không ngờ còn nói ta nhỏ. Lẽ nào chính là nguyên nhân này khiến cho ngươi cảm thấy buồn cười? Nàng nắm chặt kiếm trong tay, bắt đầu tiến lại gần. Thần sắc La Thanh Vân trở nên căng thẳng, năm ngón tay cong lại, chộp lấy phần chuôi kiếm kia, nói. Minh lão đệ, hắn không giết được. Khương Nhược Băng hừ lạnh nói. Xem như nể tình La đại ca và Chỉ Tuyền tỷ tỷ, ta sẽ không giết hắn. Nhưng dù thế nào cũng phải dạy dỗ hắn một chút. La Thanh Vân than thở. Minh lão đệ, hắn chính là người ta đã nói có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi chọc giận hắn, toàn bộ thành Hồng Nguyệt liền không có người nào có thể giúp ngươi được nữa. Cái gì? Khương Nhược Băng sửng sốt, hừ một tiếng nói. La đại ca nói bậy bạ gì đó thế? Hắn chẳng qua là Vũ Tông ngũ tinh mà thôi, có năng lực gì mà giúp được ta? Khương Nhược Băng không tin, nguyên lực rót vào trong kiếm. Kiếm quang kia run rẩy. Mặt La Thanh Vân hơi biến sắc, vội vàng thu tay về. Mặc dù hắn là chân long pháp thân cũng không dám cứng rắn chống lại huyền khí cửu giai. Khương Nhược Băng nặng nề hừ một tiếng, trường kiếm liền đánh văng La Thanh Vân ra sau đó tiến quân thần tốc, đâm về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười, vươn hai ngón tay ra liền nắm lấy thân kiếm. Trong nháy mắt đầu ngón tay hóa thành một mảnh màu vàng. Đó chính là cường hóa bộ phận của bất diệt kim thân.
Keng. Một tiếng động vang lên giống như huyền khí bị đập, thanh bảo kiếm bị nắm lấy. Chính là Niêm Hoa Nhất Tiếu Chỉ. Sắc mặt bốn người đại biến, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong tròng mắt La Thanh Vân dấy lên vẻ hoảng sợ và ý chí chiến đấu. Hai ngón tay này của Lý Vân Tiêu giống như kim cương cùng cửu giai huyền khí va chạm chấn động, khiến máu hắn có chút sôi sục. Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng chợt biến. Nàng biết rất rõ ràng về thực lực của Khương Nhược Băng. Một kiếm này mặc dù là thủ hạ lưu tình, nhưng tuyệt không phải có thể dùng ngón tay đón được. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu lại hiếm thấy có được công pháp chuyên tu luyện hai ngón tay hay sao? Nạp Lan Chỉ Tuyền khẽ gật đầu, hình như nhận định suy đoán của mình. Lý Vân Tiêu này chính là tồn tại có chỉ lực siêu cường. Nhìn tuổi của hắn, sợ là từ nhỏ đã bắt đầu từ từ tu luyện hai ngón tay này. Có khả năng đạt được thành tựu như bây giờ, cũng thật đáng ngạc nhiên. Trong lòng Khương Nhược Băng và Tiểu Tuyết càng hoảng sợ hơn. Hai người hiểu rõ nhất về uy lực của một kiếm kia. Trừ phi là Vũ Tôn Đỉnh Phong hoặc Cửu Thiên Vũ Đế, có khả năng ung dung sử dụng hai ngón tay tiếp được như vậy. Băng không tuyệt không thể làm được. Minh đệ đệ, đừng quá kích động, nổi giận, con người sẽ mau già. Ngươi xem ngươi vừa tức giận liền thêm vài nếp nhăn. Lý Vân Tiêu cười khẽ, hai đầu ngón tay ép xuống một cái. Một lực lượng cực lớn truyền qua, trực tiếp đẩy Khương Nhược Băng ngồi xuống ghế. Trong lòng Khương Nhược Băng cả kinh, lúc này mới tin lời La Thanh Vân nói. Băng thu hồi trường kiếm, nhưng càng giật mình hơn, đưa hai tay ôm mặt, vội la lên. Thật vậy chăng? Tức giận sẽ mau già, tại sao không ai đã nói cho ta biết? Nàng không ngừng lấy tay xoa mặt, nhìn về phía Nạp Lan Chỉ Tuyền nói. Chỉ Tuyền tỷ tỷ nhìn xem có nếp nhăn không? Trán La Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền nổi lên vài vạch đen, một hồi lâu không nói gì. Nhưng trong lòng hai người lại đặc biệt kinh hãi. Lý Vân Tiêu nói ra nhưng lời trêu chọc nữ tử như vậy, lẽ nào hắn thật sự phát hiện ra thân phận của Khương Nhược Băng? Hai người nhìn nhau. Đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Lúc này, lão bản của tửu điếm cuối cùng không nhịn được đi tới, lấy dũng khí nói. Vị công tử này, tùy ý gây chuyện là trái với quy định bảo vệ của Thành Hồng Nguyệt đối với những thương gia chúng ta. Mong rằng công tử tự trọng, chú ý hơn một chút. Để tránh khỏi bị Thành Hồng Nguyệt truy tìm điều tra, như vậy đối tất cả mọi người đều không tốt. Thành Hồng Nguyệt không chỉ là nơi có thế lực siêu cấp thiên hạ hiếm có. Cũng thành dành cho thương nhân. Đối với thương gia và phàm nhân, pháp quy bảo vệ cực nghiêm. Địa vị thương nhân cũng rất cao, lúc này mới tạo cho một cảnh tượng vui sướng hướng về phía vinh quang. Khương Nhược Băng đang lo lắng mình sẽ có thêm nếp nhăn, nghe lão bản của tửu điếm nói vậy, càng cáu giận nói. Lấy Thành Hồng Nguyệt ra ép ta sao? Cho dù là ai ta cũng không sợ. Nàng vừa nói xong, đột nhiên có tiếng kình khí nổ vang truyền đến. Hai nhân ảnh từ ngoài cửa chấn động bay vào, ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu. Không ngờ đó chính là Từ Thanh và Cát Phi Bình. Mọi người trong tửu lâu lập tức khiếp sợ. Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nói. Tới lúc nào, chị An trong Thành Hồng Nguyệt mới có thể cải thiện một chút chứ? Con chó con mèo nào cũng có thể chạy ngoài đường phố. Còn nghe được có người kêu ai cũng không sợ. Hiện tại tiểu bối mỗi người đều có bản lĩnh lớn chưa từng thấy. Cả ngày chỉ biết khoác lác. Từ Thanh chịu đau, bò dậy, lau vết máu chảy bên khóe miệng. Mọi người trong đại sảnh đang nhìn. Không thể để mình có vẻ chật vật như vậy được. Hắn cả giận nói. Ỷ lớn hiếp nhỏ, vô sỉ. Hắn về phía thoáng nhìn về phía chỗ Lý Vân Tiêu ngồi, lộ ra vẻ khổ sở, còn mang theo vài phần ý tứ cầu cứu. Ngoài cửa truyền đến tiếng hừ lạnh nặng nề, lên án mạnh mẽ nói. Bản tọa có lòng tốt thay ngươi giải phong ấn. Không ngờ ngươi đã thương người của Lưu Ly Sơn Trang ta. Quả nhiên là lòng lang dạ sói. Còn dám nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ, không biết tốt xấu, không biết hối cải. Từ Thanh tức thiếu chút nữa thì phun ra máu, cả giận nói. Lão thất phu, lão còn có mặt mũi nói tới chuyện giải phong ấn sao? Lấy ta làm vật thí nghiệm, nếu không phải vận khí ta tốt chạy trốn được, thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Bùi Minh Viễn, ta và ngươi coi như đã từng kết giao. Không ngờ lại tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế. Từ phía ngoài cửa chính của quán rượu có một đám võ giả chậm rãi đi vào. Thần sắc mỗi người đều lạnh lùng, mỗi người đều khoác một áo khoác có hình mãng xà, hiển nhiên là một tông phái. Người mở miệng nói chuyện lúc trước chính là một lão già đi đầu.
hắn giống như độc xà nhìn chằm chằm vào hai người Từ Thanh đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Muốn giải phong ấn dĩ nhiên có mạo hiểm, bản tọa cũng không phải là cường giả tuyệt thế, sao có thể nói giải là giải được. Lại nói tới vận khí của tốt máy, đến đây cũng phải kết thúc. Đả thương đệ tử Lưu Ly Sơn Trang ta, cho dù là sư phụ của ngươi tới, hôm nay cũng không bảo vệ được ngươi. Thân thể Từ Thanh và Cát Phi Bình đều chấn động, lộ vẻ sợ hãi. Cát Phi Bình vội vàng nói. Tiền bối bất giận, ta và Từ Thanh chẳng qua là đi cùng một chỗ mà thôi. Ta và hắn thật ra cũng không quen lắm, mong rằng tiền bối tha cho ta một mạng. Từ Thanh không ngừng kinh sợ, nếu không phải bởi vì Cát Phi Bình đang bị thương, hắn cũng sẽ không động tới những người này. Mắt thấy bộ dạng Cát Phi Bình cầu xin được sống, hắn tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Lão già cười lạnh nói. Nếu đã đi cùng một chỗ, vậy cùng đi Tây Thiên không phải rất tốt sao? Khí tức trên người hắn dần dần tăng lên. Khí tức cửu thiên đế tản ra, thoáng cái đã chấn áp toàn mọi người bên trong tửu lâu. Mỗi người đều cảm thấy không gian giống như đông lại, không chỉ có di chuyển thân thể đặc biệt khó khăn, hơn nữa ngay cả hít thở đều có chút dồn dập. Nạp Lan Chỉ Tuyền cả kinh nói. Lưu Ly Sơn Trang, Bùi Minh Viễn. Người tới chính là Lưu Ly Sơn Trang, Bùi Minh Viễn cũng ở trong đó. Vốn bị Từ Thanh nói làm cho mặt đỏ, trốn ở trong đám người, Nạp Lan Chỉ Tuyền sau khi kinh ngạc kêu lên, lập tức phát hiện ra Lý Vân Tiêu. Sắc mặt hắn chợt đại biến, lạnh lùng nói. Phụ thân, đó là phong ấn do người này hạ. Hắn chợt chỉ một ngón tay về phía Lý Vân Tiêu, trong mắt xuất hiện lửa giận ngút trời, thân thể cũng không tránh khỏi có chút run rẩy. A, à, lão già kia chính là phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang Bùi Cửu Xí. Đế khí trên người hắn vừa ngưng tự, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cau mày nói. Ngươi không nhớ nhầm chứ? Người này không phải chỉ là Vũ Tông Ngũ Tinh thôi sao? Bùi Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là giả heo ăn hổ, ngay cả phụ thân hắn cũng có thể giấu giếm được, trên người hắn nhất định có bảo vật áp chế tu vi. Hắn lập tức lấy ra một khối ngọc bội, cả giận nói. Phụ thân ngươi xem, chính là hắn. Bùi Cửu Xí thoáng nhìn về phía ngọc bội kia, hoàn toàn xác nhận được có khí tức mơ hồ chỉ về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nói. Tiểu tử, ngươi chính là thành chủ của thành Viêm Võ Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu trực tiếp cảm thấy một khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt liền tập trung lên người mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm chén rượu giả hoa đào uống một ngụm, thản nhiên nói. Thế nào, muốn xin chữ ký sao? Phụt! Khương Nhược Băng đang lạnh lùng uống rượu, bị lời Lý Vân Tiêu nói làm phun ra một ngụm rượu ra ngoài, liên tục ho khan không dừng. Lý Vân Tiêu cố ý sừng sộ lên, quát. Minh lão đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Rất buồn cười sao, chữ ký của ta không lọt được vào mắt ngươi hay sao? Khương Nhược Băng thật muốn hôn mê, nhanh như vậy đối phương đã học được ăn miếng trả miếng. Nàng vội vàng lắc đầu nói. Ta không phải có ý này, chỉ là... Lý Vân Tiêu trừng mắt, kêu lên. Không phải có ý này, vậy là có ý gì? Ta thấy ngươi chính là có ý này. Ngày hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta là có ý gì, ta liền muốn với ý tứ với ngươi. Ta. Khương Nhược Băng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Trong lúc nhất thờ nàng lắp lắp nói không nên lời. Nàng hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Từ nhỏ nàng đều sinh sống trong hoàn cảnh được mọi người vây quanh cung phụng chiều chuộng. Từ trước đến nay không ai dám tranh luận với nàng. Trên phương diện ngôn ngữ, nàng làm sao có thể nói chuyện đánh khinh được bằng Lý Vân Tiêu. Nàng sốt ruột lại không biết phải làm gì. Khụ. La Thanh Vân ho khan một tiếng, nói. Minh lão đệ không cần để ý đến hắn. Hắn là cố ý, trời sinh miệng tiện. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Nếu như Khương Nhược Băng nghiêm túc, sợ là sẽ phải trực tiếp tức chết cũng nên. Đúng, là ngươi cố ý. Khương Nhược Băng lập tức tìm được bậc thang, hừ lạnh một tiếng liền mím môi, làm ra bộ dạng không thèm để ý tới Lý Vân Tiêu. Bùi Cửu Xí đứng một bên, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Hắn lạnh giọng nói. Ta quả nhiên nói không sai. Hiện tại tiểu bối càng lúc càng không biết trời cao đất rộng. Trưởng bối đặt câu hỏi phải một mực cung kính trả lời. Một chút lễ phép ứng xử như vậy các ngươi cũng không hiểu sao. Không để cho tiền bối mặt mũi, rất dễ mất đi tính mạng. Xem ra hôm nay ta phải thay gia trưởng các ngươi làm tròn trách nhiệm của một trưởng bối, miễn phí.
khắp người hắn đầy đế khí ngưng tụ, trực tiếp bao trùm tất cả các bàn rượu, kể cả bàn của 5 người Tiểu Tuyết cũng có cảm giác giống như có ngọn núi lớn đè ép xuống. Mấy người đều biến sắc, vạn phần đề phòng, cường giả vũ đế chỉ thoáng cái động thủ bọn họ muốn lui lại cũng hết sức khó khăn. Duy nhất có Lý Vân Tiêu hình như không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cười nhạt, thảnh thơi nói. Vì sao lại người không rõ, mặt mũi không phải là do người khác cho, mà khẳng định là do mình từ từ ném đi. Vạn cổ chí tôn quyển thứ 3. Sắc mặt Bùi Cửu Xí lạnh như băng, tức giận quát một tiếng. 5 ngón tay ở trong không trung co lại thành chảo. Một cường lực vô cùng mạnh mẽ bắt đầu đè ép xung quanh thân thể Lý Vân Tiêu. Không gian có phần lắc lư run rẩy, hình như sắp bị nghiền nát. Hắn lạnh giọng nói. Ta không cho rằng tố chất tâm lý ngươi nói thực sự tốt nói, cũng không biết thân thể của ngươi có thể cứng rắn giống như miệng của ngươi hay không. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nâng mí mắt lên, cười nói. Giọng nói cũng không khác lắm, hiện tại ta tin tưởng ngươi chính là gia trưởng của Bùi Minh Viễn. Tay phải hắn vỗ một cái, một đạo ánh sáng phóng ra, xung quanh, nhiệt độ hình như theo đó chợt giảm xuống tới cực điểm. Lãnh kiếm băng xương hóa ra vài đóa hoa băng, trực tiếp chém vào không gian kia. Trong nháy mắt tất cả lực đè ép hoàn toàn biến mất. Trong lòng Bùi Cửu Xí cả kinh, ánh mắt lộ vẻ do dự. Bảo kiếm của Lý Vân Tiêu vừa nhìn đã biết là cửu giai, không thể nghi ngờ. Hơn nữa một kiếm này cũng chứng minh đối phương cũng không phải cặn bã vũ tông gì đó. Chí ít cũng là tồn tại cấp bậc vũ tôn, như vậy trên người đối phương tất nhiên vẫn có thể có áp chế bảo vật khí tức tu vi. Hắn bắt đầu lo lắng về lai lịch của người này. Hiện tại Thành Viêm Vũ đã là bảo địa linh sơn không kém gì 7 thế lực lớn siêu cấp. Trước đây lúc Tu Di Sơn đổ nát đưa tới 2 phong hiệu đại vũ đế. Thậm chí thiết lệnh của thánh vực cũng theo đó xuất thế. Lúc này mới khiến rất nhiều cường hào phải dừng lòng tham, chuyển thành xem chừng. Hiện tại Lý Vân Tiêu một thân mang bảo vật, cùng với thủ đoạn và thần thái ung dung như vậy, cũng làm cho Bùi Cửu Xí thầm kinh ngạc không hiểu. Nếu như Lý Vân Tiêu có hậu đài là phong hiệu vũ đế, như vậy đừng nói hắn đắc tội không nổi, toàn bộ Lưu Ly Sơn Trang cũng đắc tội không nổi. Ngay cả Thành Hồng Nguyệt năm đó cũng vì đắc tội với phong hiệu vũ đế, dẫn đến một trong tam đại thế gia thiếu chút nữa bị xóa tên khỏi đại lục. Sắc mặt Bùi Cửu Xí có chút khó coi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hắn chỉ có thể cả giận nói. Có chút bản lãnh, nể tình đám hậu bối các ngươi mỗi người đều tu luyện không dễ dàng gì, ta cũng không tiện cậy già lên mặt. Ngươi trước hết giao cách giải phong ấn thuật của con ta ra đây, chuyện hôm nay ta sẽ xử nhẹ cho qua. Lý Vân Tiêu cười nhìn Bùi Minh Viễn, nói. Lúc đó bảo ngươi đi giúp ta hỏi thăm chuyện Đông Hải Nguyệt Minh Châu, ngươi hỏi thăm như thế nào? Trên mặt Bùi Minh Viễn hiện ra vẻ phẫn nộ, lại không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Vẻ tươi cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần biến mất. Hắn lạnh giọng nói. Xem ra ngươi sai hẹn, quan trọng nhất trong tính cách mỗi người chính là thành tín. Ngươi sai hẹn, nhưng ta không thể. Nói rõ cầm hạt châu để đổi lấy giải phong ấn. Nếu như hiện tại giải phong ấn cho ngươi, vậy ta chẳng phải trở thành người nói không giữ lời sao. Sống chết là chuyện nhỏ, thất tín mới là chuyện lớn. Tất cả mọi người nghe đến đây thì choáng váng. Bọn họ âm thầm bội phục tiểu tử này có khí phách. Ở trước mặt phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang, hắn cũng dám làm như thế. Nếu không phải hắn có con bài rất mạnh chưa lật, sợ rằng cũng sẽ có hậu trường cực lớn. Ngay cả những người đứng xem xung quanh đều nhìn thấy rõ vẻ mặt Lý Vân Tiêu không có chút sợ hãi nào. Bùi Cửu Xí càng hoàn toàn hôn mê, càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Tiểu tử này có hậu trường cực cứng rắn. Hiện tại giết cũng giết không được. Lui cũng không lui được, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Mặc kệ, trước hết cứ bắt lấy người này đi, để hắn giải phong ấn thay ta rồi nói sau. Nếu như hắn có hậu trường cứng rắn thì thả ra. Nếu như không có hậu trường hoặc hậu trường không tốt, hừ hừ, vậy chuyện khiến cả đời hắn hối hận nhất chính là đã tới Thành Hồng Nguyệt. Sau khi Bùi Cửu Xí suy nghĩ xong, thân ảnh liền lóe lên, hét lớn chộp về hướng người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu quát lớn. Ban ngày ban mặt dám ở Thành Hồng Nguyệt hành hung, người có phải không để Thành Hồng Nguyệt vào trong mắt hay không? Trong tiếng hét lớn này, hắn đã hội tụ nguyên khí, sau đó chợt đánh ra. Ngay lập tức có dao động giống mặt hồ sao động truyền ra ngoài. Đồng thời, tay phải của hắn cũng nâng thanh kiếm lên. Thoáng chốc, trong không trung từng bọt nước dần dần ngưng kết, bay nhanh tới tập trung ở trên mũi kiếm.
kiếm thế nhanh như tia chớp đâm tới trên người Bùi Cửu Xí, nở ra một đóa hoa sen băng. Tuy rằng mỹ lệ, cũng là kiếm quang sắc bén. Bùi Cửu Xí thất kinh, hắn phát hiện ra uy lực của một kiếm này, không ngờ hắn không dám sử dụng thân thể cứng rắn đỡ lấy. Phải biết rằng Cửu Thiên Đế khí chấn áp một chút, bất kỳ công kích nào dưới Vũ Đế chắc chắn phải dễ dàng bị nghiền nát mới đúng. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Bùi Cửu Xí không thể ngẫm nghĩ thêm được nữa. Bỗng nhiên chân hắn đạp xuống phóng đi, tránh thoát một kiếm này. Sau đó tay hắn giơ lên, cũng là một kiếm quang đâm thủng trời cao lao đi. Hắn quát, có thể khiến cho ta lấy ra binh khí, như vậy cũng đủ để cả đời ngươi kiêu ngạo. Lý Vân Tiêu thấy buồn cười. Nếu như Bùi Cửu Xí nói ra những lời này vào thời điểm mình ở trạng thái đỉnh phong kiếp trước, vậy cục diện thật là buồn cười. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, vẽ trên không trung vài đường kiếm hoa, sau đó thu hồi đỡ ở trước người. Keng! Kiếm quang của Bùi Cửu Xí đâm vào lãnh kiếm băng xương, không chỉ có khí tức ẩn chứa lực lượng cường đại đánh văng ra, còn phóng ra hoa băng, bắn lên trên không trung, cuối cùng đồng thời khiến một phía không gian đông lại. Lý Vân Tiêu bị lực lượng một kiếm của đối phương đánh bay đi mấy thước. Hắn liền thi triển ra trọng lực vô cùng hội tụ ở trên hai chân, lúc này mới tránh khỏi phá vỡ tường tử lâu bay ra ngoài. Chiếc bàn nơi bốn người vừa ngồi bị khí tức kia ép nát trong nháy mắt. Đám bốn người La Thanh Vân cũng đồng thời tách ra. Khí tức trên người mỗi người đều bạo phát, binh khí đã lấy ra cầm ở trên tay, bao vây xung quanh Bùi Cửu Xí. Trên mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Dự định cùng Lý Vân Tiêu liên thủ. Nạp Lan Chỉ Tuyền quát. Bùi Trang Chủ, người thân là Cửu Thiên Vũ Đế, tiền bối đông vực, sao có thể không biết xấu hổ ra tay đối với vãn bối? Nếu thật sự có bản lĩnh, chắc hẳn là để Bùi Minh Viễn đi ra đánh một trận mới phải. Lẽ nào đây là phong thái của thất tinh đông vực, đây là tác phong của Lưu Ly Sơn Trang sao? Khương Nhược Băng cũng khiển trách. Trong thành Hồng Nguyệt, bất kỳ kẻ nào cũng không được càn rỡ. Bùi Cửu Xí đối với chuyện Lý Vân Tiêu có thể tiếp được hắn một kiếm trong lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn lại nghe mấy tiểu bối nói như vậy, liền cười lạnh nói. Vừa rồi trước khi ta tiến vào, còn có người đang nói không khiếp sợ Thành Hồng Nguyệt. Hiện tại thế nào trái lại mang Thành Hồng Nguyệt tới ép ta? Khương Nhược Băng cười lạnh nói. Ta không sợ bởi vì ta có bản lĩnh để không sợ. Ngươi dám cả gan làm càn chính là làm trái lại quy định của Thành Hồng Nguyệt. Bùi Cửu Xí đầy giận dữ, lạnh giọng nói. Thật là hậu bối cuồng vọng, quy định Thành Hồng Nguyệt cũng phải vì người mà khác, thân ta là phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang, cho dù thỉnh thoảng có làm trái lại, có thể làm sao? Kiếm khí trong tay hắn càng lúc càng mạnh, trực tiếp ép tới trên người mấy tiểu bối, khiến đám người La Thanh Vân khó có thể nhảy vào vòng chiến. Bảo kiếm cũng phóng ra cực quang, phi thân đâm về phía Lý Vân Tiêu. Mặc dù không dám một kiếm lấy tính mệnh của hắn, nhưng cũng dự định trong nháy mắt phế bỏ chiến lực của hắn dẫn người đi. Hiện tại sóng ngầm trong thành Hồng Nguyệt bắt đầu nổi lên. Hắn sợ người lạ ngoài ý muốn sẽ xông tới. Cẩn thận! Khương Nhược Băng chợt kinh sợ kêu lên một tiếng. Mắt thấy Lý Vân Tiêu sẽ bị một kiếm chém xuống, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng lúc trước hai người náo loạn có chút hiểu nhầm mâu thuẫn nhỏ. Nhưng lúc này nàng đã xem hắn là bằng hữu. Hừ! Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, liền thấy một đám hồng quang chớp động, từ phía ngoài, một đạo kiếm quang vọt lên, trực tiếp chấn động ở trên thân kiếm của Bùi Cửu Xí, kích thích một luồng gió xoáy tản ra. Mắt thấy toàn bộ tử lâu trong nháy mắt sẽ xong đời, thân ảnh màu đỏ kia vươn năm ngón tay chụp một cái. Trong không trung lập tức xuất hiện ra một hố đen, hút tất cả dư âm vào trong. Tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh. Bùi Cửu Xí hoảng hốt. Nhìn bóng người màu đỏ trước mắt này, đôi tay cầm kiếm thả sát ở trên người, trên mặt lộ vẻ lạnh như băng, mơ hồ lộ ra sát khí khiến toàn thân hắn ớn lạnh. Ngươi là... Bùi Cửu Xí cả kinh, chợt đưa kiếm chắn ngang trước người, toàn thân đề phòng. Hắn rất sợ có người đột nhiên ra tay khiến hắn không tiếp nổi. Khương Nhược Băng thấy người này, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh nàng đã che giấu được, thoáng quay đầu sang chỗ khác, sợ bị người kia nhìn ra. Đi theo ta một chuyến. Người kia chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà thản nhiên nói. Hình như hắn khinh thường phải liếc mắt nhìn những người ở bên trong tửu điếm. Đi một chuyến, ta sao, đi đâu? Bùi Cửu Xí có chút mờ mịt, hồ nghi hỏi. Người áo đỏ phun ra hai chữ, nói. Địa lao. Cái gì,
địa lao thành Hồng Nguyệt sao? Bùi Cửu Xí cả kinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng người trước mắt này chính là hậu trường của Lý Vân Tiêu, vậy thì phiền toái to. Nhưng hóa ra chỉ là người của thành Hồng Nguyệt, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Hắn ngượng ngùng nặn ra vẻ tươi cười tới, nói. Hóa ra là đại nhân của thành Hồng Nguyệt, không biết đại nhân tên họ là gì. Trên mặt người kia không chút biểu tình, nói. Quy củ thành Hồng Nguyệt thật sự vì người mà có sự khác biệt. Về điểm ấy ta chưa bao giờ kiêng kỵ thừa nhận. Ví dụ như mấy vị đại nhân thánh vực và hóa thần hải tới, hoặc phong hiệu vũ đế xuống, bọn họ gây ra chuyện ầm ĩ giết giết người, chúng ta sẽ không quản. Nói thật ra là có muốn quản cũng không quản được, nhưng ngươi, không đủ tư cách, theo ta đi một chuyến tới địa lao. Bùi Cửu Xí vội vàng nói. Tại hạ phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang Bùi Cửu Xí. Trong thành Hồng Nguyệt, phu nhân của ta cũng là. Đủ rồi. Người kia phất tay cắt ngang lời hắn. Cuối cùng hắn đưa mắt từ trên trần nhà vòng xuống, rơi vào trên người Bùi Cửu Xí, nói. Nửa nén hương sau. Nếu như không thấy địa lao đưa tin ngươi đã có đó, chết. Trong nửa nén hương, nếu như thấy ngươi lại xuất thủ gây chuyện một lần nữa, chết. Hai chữ chết giống như cây búa đập vào trong lòng Bùi Cửu Xí, khiến sắc mặt hắn đại biến, thoáng cái trở nên trắng bệch. Mà trong nháy mắt, người áo đỏ trước mắt này cũng lập tức biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như từ trước tới nay hắn chưa từng xuất hiện qua vậy. Nhưng tất cả võ giả bên trong tử lâu đều từ trong kinh hãi phục hồi lại tinh thần, bắt đầu lộ ra biểu tình hài hước, nhìn người của Lưu Ly Sơn Trang thấy buồn cười. Bùi Cửu Xí ngây ngô đứng ở tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn dám khẳng định, nếu như mình sẽ xuất thủ, hoặc không có đi tới địa lao, tuyệt đối là không đi ra khỏi thành Hồng Nguyệt được. Phụ thân, như này nên làm như thế nào cho phải? Bùi Minh Viễn cũng choáng váng. Thoáng cái không có chủ ý, tức giận nói. Thành Hồng Nguyệt này tuy mạnh, nhưng thật sự không cho Lưu Ly Sơn Trang chúng ta mặt mũi. Phụ thân dù gì cũng là phó bang chủ một phái, ta dù gì cũng là một trong thất tinh đông vực, bọn họ làm vậy cũng quá. Câm miệng, Bùi Cửu Xí xanh mặt hung hăng trừng mắt với hắn một chút. Những lời này càng nói ra lại càng mất mặt, hiện tại có mấy trăm người đang nhìn, chuyện mình bị mất mặt sợ là rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Những chuyện thực sự mất mặt này lại đột nhiên giới đến nhà hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới lời Lý Vân Tiêu đã nói lúc trước. Mặt mũi không phải là người khác cho, nhưng chắc chắn là do mình từ từ ném mặt mũi đi. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ điều này thật sự có đạo lý. Hắn xanh mặt, nhìn Bùi Minh Viễn nói. Ngươi nhanh chóng truyền tin cho mẫu thân ngươi, để cho nàng đi gặp chủ mẫu Khương gia Nguyễn Hồng Ngọc Đại Nhân, tranh thủ sớm để vi phụ đi ra ngoài. Chính hắn lại ở trước mắt bao người, cùng lúc nổi giận, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng rời đi. Mọi người đều biết đây là hắn đi tới địa lao thành Hồng Nguyệt. Điều này không thể nghi ngờ. Toàn bộ mọi người bên trong tử lâu lập tức phát ra những lời châm chọc và tiếng cười chế nhạo. Lưu Ly Sơn Trang quả nhiên là cường hào ở Đông Vực. Thân pháp độn thuật này thật sự khủng khiếp, mới chớp mắt đã không có thấy thân ảnh. Ta chuyên tu luyện công pháp thần thức. Nhận biết bên trong trăm dặm cũng không thấy hình bóng của hắn. Không thể như vậy được, tuy nói thành Hồng Nguyệt cực lớn, nhưng lấy loại thân pháp độn thuật này, sợ là trong khoảnh khắc đã đi ra khỏi địa lao. Vị đại nhân của thành Hồng Nguyệt kia quả nhiên là quá coi thường Bùi phó trang chủ. Không ngờ cho thời gian nửa nén hương, thật đả thương người đi. Đúng vậy, ta đều nhìn không thấy. Nghe nói địa lao trong thành Hồng Nguyệt giam giữ đều là một vài phạm nhân nghèo hung cực ác. Hơn nữa bọn họ quanh năm chưa từng thấy nữ nhân, người nói Bùi trang chủ này da non thịt mềm, lúc trở ra. Có người bắt đầu lấy ra tỳ bà tới khải đàn, nhẹ nhàng ngâm nga nói. Cây hoa cúc tàn, thật đáng thương, dáng vẻ tươi cười của ngươi đã ố vàng, rơi vào đoạn trường nhân. Câm miệng, Bùi Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đám người của Lưu Ly Sơn Trang cũng đều trợn mắt nhìn. Vừa xấu hổ lại vừa giận dữ không thôi. Một võ giả không nhịn được châm chọc nói. Có rảnh rỗi ở này mất mặt, còn không bằng nhanh đi cứu hoa cúc của cha ngươi. Một gã võ giả khác cũng cười khẩy nói. Ha ha, trừng mắt cái gì, có bản lĩnh tới đánh ta đi, tới đây, đánh đi, tới đánh ta a a a a. Phụt, Bùi Minh Viễn giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một búng máu. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được,
mấu chốt là mặc dù đi tới đánh cũng không nhất định có thể đánh thắng. Trong tử điếm mỗi một võ giả đều là hung thần ác sát. Nhưng cũng không thiếu hảo thủ ở trong đó. Được lắm, được lắm. Bản công tử đã nhớ rõ bộ dạng của từng người. Chờ tới khi rời khỏi thành Hồng Nguyệt sẽ tính sổ với các ngươi. Bùi Minh Viễn biết ngày hôm nay cái mặt mũi đã bị mất sạch. Nhưng mất mặt chung quy vẫn tốt hơn so với mất mạng. Đại trưởng phu có được thì giãn được. Hắn thật ra nghĩ rất thoáng. Không hổ danh là một trong thất tinh của Đông Vực. Hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, vẫn mong ngươi giải phong ấn trên người ta ra. Mọi người mặc dù có chút hiểu nhầm không vui, nhưng nay đã là quá khứ, mong rằng không cần tiếp tục dây dưa mãi. Nên vì triển vọng của cộng đồng sau này mới phải. La Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền, còn có cả Từ Thanh, ba người đều biết nội tình, đều là không nói gì. Bọn họ đột nhiên hình như hiểu rõ vì sao người ta là một trong thất tinh của Đông Vực, mà mình lại không phải. Xem ra cái gọi là thất tinh này không riêng gì có thực lực có khả năng tiến tới, còn cần có da mặt dày, vô sỉ. Có đầy đủ hai đặc điểm này, mới hoàn toàn chính xác sống lâu hơn so với người bình thường. Lý Vân Tiêu hình như không thể trách, khẽ cười nói. Bùi huynh, ta hạ phong ấn thật ra đối với thực lực cũng không ảnh hưởng. Nhưng nếu như trong vòng 7 ngày không giải trừ, hùng phong của nam nhân sẽ bắt đầu dần dần yếu đi. Đến cuối cùng cũng không nâng lên được. Đến lúc đó Bùi huynh trở thành một trong thất tinh Đông Vực có một điểm đặc sắc. Có thể nói là cờ hiệu của riêng một mình ngươi. Cái gì, ngươi? Sắc mặt Bùi Minh Viễn trắng bệch một mảnh, hoảng sợ nói. Ngươi thật là ác độc. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu như ta hung ác, cũng sẽ không cho ngươi thời gian mấy ngày. 7 ngày, đủ cho ngươi lưu lại hậu sự cho Bùi gia. Nỗ lực lên. Trong mắt Bùi Minh Viễn tràn đầy sự oán độc, cắn răng nói. Vậy ta sẽ truyền tin trở lại tìm mẫu thân ta. Nàng cùng Nguyễn Hồng Ngọc Đại Nhân là bà con, tất nhiên có thể đưa đến trợ lực cực lớn. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nuốt lời. Hắn lo lắng dẫn theo đám người Lưu Ly Sơn Trang rời khỏi đó. Hiện tại chuyện đám người Lý Vân Tiêu lấy Đông Hải Nguyệt Minh Châu, đã vượt xa chuyện nghĩ biện pháp cứu cha hắn đi ra. Mọi người quay về phía đám người Lưu Ly Sơn Trang huýt sáo và thổn thức một hồi. Các loại giễu cợt không ngừng xuất hiện. Mãi đến khi đi một đoạn xa, bọn họ mới dừng lại. Chỉ có điều lại thêm một thú vui khi trà dư tửu hậu. Từ Thanh lại tránh được một kiếp, bắt đầu chào hỏi với đám người Lý Vân Tiêu. Về phần Cát Bình Phi, hắn từ lâu không còn mặt mũi, trốn chạy giống như một làn khói. La Thanh Vân cười nói. Từ huynh có thể lưu lại an dưỡng thật tốt một thời gian. Nói không chừng trong lôi đài thi đấu có thể đạt được thứ hạng không tệ. Mặc dù không thể ôm mỹ nhân về. Cũng có thể đấu một hồi với anh hùng trong thiên hạ. Nạp Lan Chỉ Tuyền gật đầu nói. La đại ca nói không sai. Lần này mặc dù là Khương Nhị Tiểu Thư luận võ chọn rể, nhưng cũng không khác gì đại hội luận võ cùng đệ nhất trẻ tuổi trong thiên hạ. Trong giới trẻ tuổi tại Thiên Vũ, những cao thủ có chút danh tiếng gần như đều tập trung lại. Không ít người vốn cũng là ôm mộng làm anh hùng thiên hạ một hồi mới đến tham gia thi đấu. Cảnh tượng như vậy, nếu bỏ lỡ không phải rất đáng tiếc hay sao? Sắc mặt Khương Nhược Băng lạnh lẽo, hừ một tiếng nói. Đám nam nhân buồn chán, lấy chuyện chung thân đại sự của người khác ra làm trò đùa. Thực sự ghê tởm, nếu không muốn cưới vợ, tới tham dự thi đấu làm cái gì, nhảy vào bãi nước đục làm gì. Bên cạnh nàng, nha hoàn Tiểu Tuyết che miệng cười nói. Công tử tức giận như vậy, thật không có đạo lý. Bọn họ không phải là không muốn cưới, mà là không có bản lãnh đó. Dù sao người chỉ có một người. Muốn đánh bại quần hào trong thiên hạ, gần như chính là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi. Ngoại trừ đứng đầu Đông Vực Thất Tinh ra, còn có đứng đầu Tây Vực Ngũ Kiệt, Bắc Vực Tứ Tú. Trong thiên hạ ai có thể có tự tin như vậy chứ? Từ Thanh cười khổ nói. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Khương Nhị tiểu thư này bất kể diện mạo, gia thế, đồ cưới cùng các phương diện khác, có ai không muốn kết hôn, ai không muốn lấy được nàng. Chỉ là làm người phải tự hiểu lấy mình. Phần lớn mọi người cũng chính muốn tới xem náo nhiệt hơn là tham dự. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy Từ huynh cũng dự định tham dự hay sao? Từ Thanh vội vàng nói. Vân Tiêu huynh nói đùa. Có lẽ lúc trước ta còn có nghĩ này. Nhưng sau khi gặp huynh. Hắn cười khổ một cái, nói. Sau khi gặp phải Vân Tiêu huynh, ta mới hiểu được lúc trước mình nông cạn và thiển cận đến mức nào.
nhận thức được mình thật sự tầm thường. Trước kia chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Lần này tuy rằng mất đi khá nheo, nhưng thu hoạch cũng tương đối phong phú. Ta dự định sẽ quay về thính triều các bế quan tu luyện. Nếu không đạt được cửu thiên vũ đế tuyệt đối không xuất quan. Mọi người thấy ý hắn đã quyết, cũng không tiện ép hắn ở lại, rót rượu cùng uống một chén. Sau đó Từ Thanh liền rời đi. Lúc này lão bản của tửu điếm đã sai người sửa sang, quét dọn lại những thứ đã bị Bùi Cửu Xí phá hỏng. Năm người Lý Vân Tiêu lại ngồi xung quanh một cái bàn. Lão bản của tửu điếm kia khá có thâm ý, liếc mắt nhìn Khương Nhược Băng, nói. Chuyện vừa rồi công tử đã từng thấy chưa? Xem ra công tử phải kìm chế tính tình của mình. Ở thành Hồng Nguyệt nên tuân thủ quy định của thành Hồng Nguyệt, bằng không sẽ phải đi địa lao khiến hoa cúc tàn phế. Vẻ mặt Khương Nhược Băng thiên chân vô tà, kinh ngạc nói. Hoa cúc tàn, hoa cúc nào tàn vậy? Lão bản của tửu điếm cười to nói. Ha ha, công tử thật biết cách giả vờ. Công tử hiểu mà. Khương Nhược Băng sửng sốt một chút, vội vàng nói. Ta không hiểu. Nhưng lão bản kia đã bỏ đi. Nàng không thể làm gì khác hơn là hỏi mọi người. Lão bản kia nói thật là kỳ quái. La đại ca, Chỉ Tuyền tỷ tỷ, hoa cúc tàn là có ý gì? La Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền đều đổ mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nói không hiểu. Lý Vân Tiêu cười nói. Một say lại bồi hồi, không phụ hoa cúc mở. Ý thức của lão bản là bảo ngươi tốt nhất nên uống rượu, không nên phụ cảnh đẹp ngày lành, lại ngụ ý vì thời điểm tốt, phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Không nên đợi cho sau khi hoa cúc tàn, ly rượu đã lạnh, không nên phụ thời gian. Nạp Lan Chỉ Tuyền oán giận chừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, ý tứ nói. Sao có thể xuyên tạc sự thật của từ ngữ như vậy được? Sẽ làm hư binh đệ đệ. Thì ra là thế. Khương Nhược Băng rên một tiếng nói. Hoa nở sẽ có lúc héo tàn, không đợi thu tới hoa cúc tàn. Vân Tiêu đại ca, có đúng là ý này hay không? Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu choáng váng. Hắn thật sự không ngờ được Khương Nhược Băng có thể từ một suy ra ba như thế. Hắn lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Đại khái là vậy, ta đọc sách không nhiều lắm. Hãy để cho La Huynh và Nạp Lan Tiểu Thư giải thích cặn kẽ hơn. Nạp Lan Chỉ Tuyền gần giọng nói. Đừng cùng Vân Tiêu công tử chuyện phiếm nữa. Đây là lời mắng chửi người. Nàng đột nhiên nghiêm mặt nói. Đúng rồi, là đại ca. Đại ca nói muốn dẫn mình đệ đệ tìm đến Vân Tiêu công tử. Đại ca nói toàn bộ thành Hồng Nguyệt chỉ có Vân Tiêu công tử có thể giúp một tay. Chỉ Tuyền có chút không hiểu, Vân Tiêu công tử tuy rằng thực lực sâu không lường được, nhưng... Vẻ mặt nàng đầy nghi hoặc, mặc dù biết Lý Vân Tiêu không đơn giản, nhưng muốn nói Lý Vân Tiêu có thể làm được chuyện đó, nàng vẫn cảm thấy rất nghi ngờ. Thật là, hóa ra ngươi mắng ta. Mặt Khương Nhược Băng đỏ lên, cảm thấy bị người ta đùa bỡn. Nàng tức giận, sau khi nghe được Nạp Lan Chỉ Tuyền nói như vậy, nàng cũng vội vàng trở nên thân thiết. La Thanh Vân liếc mắt nhìn mấy người, cười nói. Thực lực Lý Vân Tiêu ở thành Hồng Nguyệt hoàn toàn chính xác không tính là gì cả. Nhưng hắn có chỗ mà không người nào có thể sánh kịp. Đó chính là can đảm, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn dám làm chuyện này. Thoáng cái ánh mắt bốn người đều tập trung ở trên người Lý Vân Tiêu. Hắn thấy vậy. Ra đầu có phần tê dại, nói. Các ngươi nói chuyện gì vậy? Ta đọc sách không nhiều lắm, không nên tính kế với ta. La Thanh Vân cười nói. Ngươi nói cái gì vậy? Chuyện thật ra rất đơn giản. Chỉ cần ngươi dẫn binh đệ đệ rời khỏi thành Hồng Nguyệt là được. Về phần thù lao, tùy ngươi đưa ra. Khương Nhược Băng thoáng cái trở nên khẩn trương, vẻ mặt đầy vẻ chờ mong. La Thanh Vân và Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng không nói ra thân phận của Khương Nhược Băng. Bọn họ đã đoán được trong lòng Lý Vân Tiêu biết rõ từ lâu. Lý Vân Tiêu có chút sửng sốt, thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật sự muốn trốn hôn sao? Nếu nàng chạy, thành Hồng Nguyệt làm sao ăn nói với mọi người trong thiên hạ được? Nhưng vừa suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy chuyện giúp nàng đào hôn như vậy thật sự chỉ có mình dám làm. Đổi thành người khác, cho dù là vũ đế đỉnh phong, sợ cũng phải kiêng kỵ. Dù sao cục diện giữa mình và thành Hồng Nguyệt từ lâu đã là thế bất lưỡng lập. Đời này hắn cũng không có ý định muốn làm dịu mối quan hệ này. Nếu thật sự phải giúp một tay, giấu Khương Nhược Băng ở trong giới thần bi, thì cho dù là thần tiên cũng không tìm ra được. Hắn mỉm cười, nói. Đây chính là chuyện phải liều mạng, còn nói không phải là hãm hại ta.
chỉ có điều nếu như có thể cho ta 18 hạt Đông Hải Nguyệt Minh Châu có trong đồ cưới của nhị tiểu thư Khương gia, ta thật ra có thể liều mình thử một lần. Trong lòng bốn người đều thầm dùng mình, Khương Nhược Băng vội la lên. Ngươi muốn hạt châu này làm gì? Nó ngoại trừ đẹp ra, cũng không có tác dụng gì khác. Nếu như ngươi chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, ta nhất định trả thù lao cho bằng một thứ có giá trị hơn nhiều so với hạt châu đó. La Thanh Vân cũng trầm giọng nói. 18 hạt Đông Hải Nguyệt Minh Châu này đã ở Khương nhị tiểu thư trong danh sách đồ cưới. Muốn lấy ra khó tránh vô cùng. Lý Vân Tiêu, không biết có phải ngươi không muốn hỗ trợ chỉ muốn kiếm cớ hay không? Ha ha, tùy ngươi nói thế nào cũng được. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Nếu như ta muốn cố ý kiếm cớ, vậy trực tiếp đưa ra điều kiện để ta nhận được danh hiệu đệ nhất lôi đài chiến. Cứ như vậy, số đồ cưới tuyệt vời kia chẳng lẽ không phải sẽ rơi hết vào tay ta hay sao? Nghe nói Khương Nhược Băng này cũng là mỹ nữ tuyệt sắc. Chà chà. Hừ, không muốn an phận. Khương Nhược Băng nói. Trẻ tuổi tuấn kiệt trong thiên hạ đều tề tụ. Đông vực thất tinh, Tây vực ngũ kiệt, Bắc vực tứ tú, còn có vô số con cháu thế gia đều tới đây. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đánh bại tất cả anh hào trong thiên hạ, cướp đoạt vị trí đệ nhất hay sao? Nghe Khương Nhược Băng nói với giọng điệu khinh thường như vậy, Lý Vân Tiêu cũng không tức giận, cười nói. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười khổ nói. Đáng tiếc Khương nhị tiểu thư này ở trong phúc lại không biết phúc. Cơ hội tốt như vậy, nam tử ưu tú nhất trong toàn thiên hạ đều hội tụ ở thành Hồng Nguyệt cho nàng chọn, thật làm ta hâm mộ đố kỵ muốn chết. Trong ánh mắt nàng lộ ra một tia si mê và khát vọng. Cũng không biết là thật sự động tâm hay trêu chọc, nàng nói. Nghe đồn có mấy người trẻ tuổi tuấn kiệt đã đột phá đến cửu thiên vũ đế. Cho dù là một ít người có danh tiếng lâu năm và bá chủ cũng không có bao nhiêu người đạt được. Nếu như có thể gả cho một nam tử như vậy, cuộc đời này thật không còn cầu mong gì nữa. Khương Nhược Băng hừ một tiếng nói. Vậy Chỉ Tuyền tỷ tỷ cũng nhanh chuẩn bị một chút. Lấy diện mạo tư sắc của tỷ tỷ, còn có thể chất nguyên âm như vậy, sợ rằng còn gây ra khí thế lớn hơn thành Hồng Nguyệt nhiều. Đến lúc đó không chỉ có những người trẻ tuổi đi ra, cho dù là những người có danh tiếng lâu năm ẩn trong núi sâu rừng thẳm cũng muốn xuất sơn. Làm không tốt còn có thể dẫn tới trưởng môn bảy thế lực lớn siêu cấp chém giết lẫn nhau. Cuối cùng bị lão đầu thánh vực cưới đi. Ha ha! Nàng đang tự nhạo báng mình, nhìn Nạp Lan Chỉ Tuyền không nói gì nở nụ cười. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. La huynh, bên trong số đồ cưới lại có một long chi bí bảo. Lấy chân long pháp thân của La huynh nếu như nhận được nó, sợ là có thể trực tiếp đột phá xiềng xích của Vũ Tôn, một lần hành động bước vào cửu thiên cảnh đi. Lẽ nào La huynh không vì vậy mà động tâm hay sao? La Thanh Vân đổ rượu vào miệng, cười khổ nói. Nếu như chỉ là chiến đấu giành thứ hạng, lấy một trong 10 vị trí đứng đầu, ta còn có lòng tin tham gia tranh thủ một chút. Nhưng đánh bại hào kiệt trong thiên hạ, trở thành người đứng đầu trong đám trẻ tuổi, ta là không trông mong gì. Trừ khi hiện tại để ta nắm giữ được long chi bí bảo đồng thời luyện hóa vào trong cơ thể. Như vậy mặc dù ta không phải là vũ đế, cũng có đủ lòng tin đánh với vũ đế một trận. Trong mắt hắn chớp động tinh quang, hiển nhiên trong lòng hắn cũng để ý tới long chi bí bảo. Chỉ là điều kiện để cướp đoạt được quá mức hà khắc. Hắn căn bản hoàn toàn không có lòng tin. Tỷ nữ Tiểu Tuyết kia đột nhiên che miệng cười nói. La đại ca muốn đột phá vũ đế thật ra không phải là việc khó. Chỉ cần Nạp Lan Tiểu Thư đồng ý hỗ trợ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Nạp Lan Chỉ Tuyền lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó, thoáng e thẹn hiện lên ở trên mặt. Nàng cáu giận nói. Minh đệ đệ, thư đồng này của đệ đệ cũng học được cách trêu đùa người khác. Ta thấy đệ đệ cũng bị hắn làm hư rồi. Khương Nhược Băng tất nhiên biết về công pháp của Nạp Lan Chỉ Tuyền và tình huống của Ngân Nguyệt Tông. Nàng cười ha hả nói. Tuyết đệ đệ nói không sai. Nếu như Nạp Lan tỷ tỷ đồng ý giúp La Đại Ca, như vậy La Đại Ca chỉ cần một lần hành động sẽ đột phá đến vũ đế. Chuyện tham gia thi đấu trên lôi đài, rất có khả năng thu được vị trí đứng đầu. Nạp Lan Chỉ Tuyền xấu hổ mắng. Minh đệ đệ là có ý tứ muốn để ta và Khương nhị tiểu thư kia cùng chung một chồng hay sao? Khương Nhược Băng ngẩn người ra, nàng không ngờ lòng vòng một hồi lại tới trên người mình, nàng lập tức thẹn thùng, trên mặt đỏ bừng, vội la lên. Thắng được lại không nhất định phải lấy Khương Nhược Băng, La đại ca có thể cầm đồ cưới nở mặt nở mày trực tiếp rời đi. Tiểu Tuyết cười nói,
Minh ca ca, nếu làm vậy La đại ca dù đi khắp thiên hạ cũng sẽ bị Thành Hồng Nguyệt truy sát. Hơn nữa Khương nhị tiểu thư có thể nói là tuyệt sắc. Nếu làm hỏng danh tiếng của nàng như vậy, sau này còn ai chịu lấy nàng? Cuối cùng chỉ có một kết cục thảm muốn chết. Khương Nhược Băng ngượng ngùng, đánh khẽ một cái vào đầu Tiểu Tuyết, không coi ai ra gì, vui vẻ chạy quanh. Lý Vân Tiêu cười nói. Đề nghị này rất hay, ta tán thành, hy vọng sau khi La Huynh đoạt được vị trí đứng đầu, có thể đem Đông Hải Nguyệt Minh Châu trong số đồ cưới đó tặng lại cho ta. La Thanh Vân trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Nếu như ta nhận được đồ cưới, chuyện đầu tiên chính là mài 18 hạt châu đó thành bột, ăn hết. Lý Vân Tiêu. Lúc này, một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến, nói. Minh đệ, nên theo ta về nhà thôi. Ca ta và cô đều đang rất lo lắng. Mọi người thoáng cái liền biến sắc, chỉ thấy bên trong tử lâu đột nhiên xuất hiện thêm mấy người, đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Khương Nhược Băng. Bọn họ đều là bộ dạng mặt mày trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ, anh khí ép người. Trong khoảng thời gian này, thiếu niên anh Tuấn xuất hiện thật sự quá nhiều. Nhưng mấy người này tư thế oai hùng không tầm thường, dáng vẻ hiên ngang, mọi người vẫn không nhìn được, nhìn thêm mấy lần. Trong lòng bọn họ đều biết, những người đó hắn là con cháu thế gia tới tham gia thi đấu. Khương Nhược Băng vừa thấy người dẫn đầu, mặt thoáng biến sắc, cả giận nói. Ngươi là ai? Mau chóng rời khỏi đây. Ta có trở về hay không thì liên quan gì tới ngươi? Nạp Lan Chỉ Tuyền ngẩn người ra, cười khổ nói. Hóa ra là Tử Lăng công tử. Nàng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn tìm tới tận đây. Nhưng mình vốn chưa từng nghĩ sẽ có thể thật sự dẫn Khương Nhược Băng rời khỏi Thành Hồng Nguyệt. Chẳng qua là theo nàng làm ầm ĩ, cho rằng để nàng giải sầu mà thôi. Nguyễn Tử Lăng gật đầu nói. Đa tạ Nạp Lan tiểu thư thay ta chiếu cố cho binh đệ. Hắn đưa mắt nhìn La Thanh Vân và Lý Vân Tiêu đang ngồi bên cạnh một chút, lộ vẻ chán ghét và khinh bỉ, nói. Chỉ có điều, Nạp Lan tiểu thư thân là bạn tốt của binh đệ, vẫn không nên để hắn tiếp xúc với một vài người vô vị thối nát. Dù sao thân phận khác biệt, địa vị cách xa, để tránh cho vài con cóc không biết trời cao đất rộng, vẫn tự cho rằng có cơ hội, xuất hiện một vài ảo tưởng không thực tế và nảy sinh ra ý đồ không tốt. Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền lạnh đi. Giọng điệu lạnh lùng nói. Chỉ Tuyền khác với Tử Lăng công tử cao quý, quen biết đều là một vài người vô vị thối nát. Thật không có cách nào. Nguyễn Tử Lăng không chút phật lòng, thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, mong Chỉ Tuyền cô nương sau này cố gắng ít lui tới với binh đệ. Nguyễn Tử Lăng, ngươi và đám bạn xấu của ngươi cút xéo ngay cho ta. Khương Nhược Băng cả giận nói. Ta lui tới với ai còn cần ngươi tới quản hay sao? La đại ca và Vân Tiêu đại ca đều là bằng hữu của ta. Mong ngươi khép cái miệng thối của mình lại. Mặt Nguyễn Tử Lăng hơi biến sắc, nhưng không tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân. Trong ánh mắt hắn chớp động hàn quang, hình như nhớ kỹ tướng mạo của hai người này. Lúc này hắn mới mỉm cười nói. Được rồi, xem như ta nói sai. Minh đệ, mời theo ta trở về. Đại ca ta và cô đều lo lắng đệ. Khương Nhược Băng lạnh lùng nói. Bọn họ quan tâm ta thì liên quan gì đến ngươi? Bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Ha ha, Tử Lăng huynh, binh đệ này bị các huynh chiều tới hỏng rồi. Một vị công tử mặc trường bào đứng bên cạnh Nguyễn Tử Lăng khẽ cười đi ra, nói. Nếu như không ngại, vậy để ta đưa nàng trở lại là được rồi. Khương Nhược Băng quay người lại, trực tiếp ném chén rượu trong tay ra. Chén rượu bay trên không trung, rượu dường như ngọn núi bay tản ra. Sau đó ngưng tụ ở trên không trung, không rơi xuống, bất ngờ nở ra thành một đóa hoa sen,